Kiều Hinh nhìn hài tử đang quỳ xuống ở phía trước, nàng kích động, nàng vui cười, cũng chậm chậm ẩm ướt đôi mắt. Đối với một người khởi tử hoàn sinh như nàng đây đã không có hy vọng xa vời nào khác, chính là nghĩ kỹ kiếm trùng sinh quý giá như thế này quả thật không dễ, phải làm bạn âu yếm với nam tử của mình, kỳ vọng duy nhất chính là hài tử đã từng bị nàng cưỡng ép phong ấn có thể có tiền đồ. Đối với quyết định của Khương Phàm, không có người nào phản đối, Kiều Vô Hối các mặt đều phù hợp, người đầu tiên hẳn là nên chọn hắn, cũng chỉ có thể chọn hắn. Người thứ hai thì sao? Sẽ là ai? Khương Phàm nhìn một đám thánh hoàng ở phía trước đầy mắt mong đợi mình, hắn hơi trầm mặc, nói. Ta giới thiệu một người cho mọi người. Người tiến cử. Đám người hai mặt nhìn nhau. Lúc này lại giới thiệu người nào? Lại nói, ai mà mọi người lại không biết? Hay là nói, vừa mới mời đến nhân vật lớn gì? Ngô Chính Uyên và các thánh hoàng cảm thấy kỳ quái, đồng thời trong lòng cũng chìm, không trực tiếp lựa chọn, mà là tiến cử người. Cái này nói bóng gió lại tựa hồ rất rõ ràng. Rất nhiều người lặng lẽ nhìn về Cổ Tác Nhân đang ngồi ở phía xa, tòa thứ hai không phải sẽ muốn cho hắn chứ. Cổ Tác Nhân sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian lắc đầu, ta cũng không phải đến giật đồ cùng các ngươi. Lý Dần, đến phía trước. Một câu của Khương Phàm lập tức kéo ánh mắt của mọi người tới trên thân Lý Dần trong đám người. Sắc mặt của rất nhiều người liền thay đổi ngay lập tức, đây là ý gì? Tòa hoàng nê đài thứ hai muốn giao cho, đồ đệ. Mặc dù Lý Dần có thần khí như hỗn thiên linh bảo, nhưng bây giờ vẫn là thánh vương, coi như hoàng nê đài rất đặc thù, trong vòng một năm cũng không thể trưởng thành đến thần linh được, chẳng phải đây chính là lãng phí sao? Mà, Khương Phàm kiếp trước kiếp này là hai đời làm hoàng, không rõ cái gì gọi là cân bằng sao? Đầu tiên là hoàng tử, sau đó lại là đồ đệ, tư cách thành thần, đều nắm vào mình nơi này. Lý Dần cũng rất bất ngờ, nhưng vẻ mặt lại rất ảm đạm, cũng không có kích động gì, cho đến Khương Phàm hô một tiếng, hắn mới yên lặng đi đến phía trước. Khụ khụ, khụ khụ, khụ khụ. Đông Hoàng Càn biến đổi âm điệu ho khan, nhắc nhở Khương Phàm đừng hồ nháo. Trước đó đưa cho Hải Thần Đảo, bây giờ lại phải cho đồ đệ. Quá mức rồi. Trước hết nghe ta nói xong. Khương Phàm trả lời cho Đông Hoàng Càn, sau đó tiếp tục nói. Lý Dần là đồ đệ của ta, các ngươi hẳn là đều biết. Nhưng hắn còn có một thân phận khác, ta vẫn mãi giấu giếm đối với các ngươi. Thân phận gì? Tất cả mọi người nhìn Lý Dần, thân phận lại đặc biệt tới đâu cũng không xứng với Hoàng Nê Đài được. Khương Phàm hơi dừng lại, nói. Hắn là một bộ phân thân của Bắc Thái Đế Tử. Sơn Lâm Cung Điện bỗng nhiên an tĩnh, rất nhiều người đều sửng sốt một chút, theo bản năng đều vểnh tai lên, hoặc là nhìn về phía người bên cạnh. Còn tưởng rằng mình nghe lầm. Khương Phàm nói, sau khi cảnh giới đến thần linh, nhất là đế quân, nếu sinh ra hậu đại thì tỷ lệ là cực kỳ bé nhỏ, nhưng Bắc Thái Đế Quân đã thành công. Ta không rõ ràng đế tử kia là dạng linh văn gì, nhưng sớm tại hơn 30 năm trước hắn đã bí mật tách ra 30, thậm chí là càng nhiều phân thân, đưa tới các nơi trên thế giới. Những phân thân này vừa mới bắt đầu là không có linh văn, sẽ dựa theo cảm giác, tìm kiếm được thánh phẩm linh văn thích hợp. Đồng thời bí mật phục chế. Sau đó tại thời gian thích hợp, trở về Bắc Thái Đại Lục, dung nhập với đế tử. Sau khi Lý Dần đụng phải ta, hắn đã phục chế linh văn của ta, nhưng cũng có thể bởi vì ta là Chu Tước, không thể phục chế thành công, mà là biến thành bất tử điểu. Đến sau này, hắn liên tiếp đụng phải hai phân thân khác của đế tử, con rể của Hoàng Phủ gia tộc, Lý Tịch tại Cổ Hoa Hoàng Thành. Lý Phong của Nhân Gian Ngục, hai người bọn hắn bị, dung hợp linh văn. Cho đến ngày nay, đế tử hẳn là đã triệu hồi tất cả phân thân trên thế giới rồi, chỉ còn lại có Lý Dần. Giọng Khương Phàm phiêu đãng giữa đại điện. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn phía Lý Dần gầy gò, trước đó chỉ biết hắn là đồ đệ của Khương Phàm, dung hợp hỗn thiên linh bảo, thật đúng là không có hiểu qua rất kỹ. Ngay cả Chu Thanh Thọ, Hàn Ngạo, Khương Bân cùng bọn người Thiêu Phượng Ngô, đều tràn đầy ngạc nhiên, khó có thể tin được mà nhìn đồng bạn an tĩnh này của mình. Phân thân của đế tử. Đế tử. Mạnh hơn trên thần mạch, đế tử. Khương Phàm lại nói. 10 năm trước phát sinh qua một sự kiện, Lý Dần và Hứa Đan của Chí Tôn Kim Thành sinh hạ một hài tử, sau khi bị đế tử phát hiện đã bí mật mang đi. Mấy tháng trước, lại phát sinh một sự kiện, đế tử ý đồ dẫn dụ Lý Dần trở về, nhưng bị chúng ta ngăn cản. Sau khi cuộc chiến đế ước bắt đầu, khẳng định là đế tử đã nhìn chằm chằm Lý Dần, cũng sẽ nghĩ biện pháp dung hợp hắn. Cho nên tốt nhất là giấu Lý Dần ở thế giới hỗn độn,
một mực cất giấu, cho đến đế tử chiến tử. Nhưng đó là đế tử, người thừa kế đế mạch chân chính, Bắc Thái đế quân cũng khẳng định sẽ dốc hết tâm huyết bồi dưỡng, thực lực của hắn lại sẽ khủng bố đến mức nào, chúng ta ai cũng không rõ ràng, muốn giết hắn, rất khó. Cho nên ta có một đề nghị, giao tòa hoàng nê đài thứ hai cho Lý Dần, đây không chỉ là kích phát tiềm lực của Lý Dần, tăng lên thực lực cho Lý Dần, càng là cải thiện huyết mạch, để hắn trở thành cá thể độc lập chân chính. Sau này gặp phải đế tử, đảo khách thành chủ. Sau khi Khương Phàm nói xong, không khí hiện trường vẫn tiếp tục trầm mặc, không có bất kỳ người nào tỏ thái độ. Mặc dù nghe không sai, một khi thành công, thực lực của Lý Dần tăng vọt, trở thành nhân vật cực kỳ nguy hiểm, nhưng nơi này không có người nào là đồ đần, mặc kệ Khương Phàm giải thích thế nào, trong này muốn nói không có tư tâm là không thể nào. Khương Phàm nhìn quanh đám người. Các ngươi tỏ thái độ, nếu như số người nguyện ý giao tòa hoàng nê đài thứ hai cho Lý Dần càng nhiều, vậy thì sẽ cho hắn. Nếu như không nguyện ý chiếm đa số, chúng ta sẽ làm lựa chọn khác. Sư phụ, Lý Dần ngẩng đầu, muốn từ chối, lại bị Khương Phàm liếc mắt lạnh tới đè lại. Đồng ý. Chu Thanh Thọ giơ tay lên trước tiên, lúc này không huynh đệ thì sẽ là lúc nào? Đồng ý. Bọn người Hàn Ngạo, Tiêu Phượng Ngô, Khương Bân nhao nhao giơ tay. Ta đồng ý. Cơ Lăng Huyền cũng giơ tay lên, mấy người Phượng Bảo Nam cũng không rơi xuống. Bọn người Lan gia đứng ở phía trước âm thầm lắc đầu, cái này có chút ăn vạ. So với nhiều người, khẳng định là các ngươi nhiều. Lúc này Lan Nặc hỏi. Còn lại một năm, hắn có thể thành thần sao? Nếu như hắn không thể nào thành thần, vậy thì đấu cùng đế tử như thế nào? Coi như thành thần, hắn lại lấy cái gì đấu cùng đế mạch? Khương Phàm nói. Thời gian một năm không thành thần được, nhưng chỉ cần đến Thánh Hoàng đỉnh phong, lại khống chế Hoàng Nê Đài thì có thể kích thích đến đế tử không tiếc cái giá tới đuổi bắt Lý Dần. Đây là một cái bẫy vây giết đế tử. Chỉ cần đế tử nửa tàn, ta nói là ta hắn đánh thành nửa tàn, Lý Dần sẽ có thể bằng vào Hoàng Nê Đài hiệp trợ, thôn vệ đế tử. Nếu quả thật Lý Dần có thể biến thành đế tử, vậy thì không đơn giản chỉ là thành thần nữa, rất có thể sẽ trở thành vấn đề mấu chốt ảnh hưởng toàn bộ Bắc Thái. Lan Nặc quay đầu nhìn Lý Dần, giơ tay lên. Chúng ta đồng ý. Bọn người Lan Độ ngạc nhiên nhìn Lan Nặc, đồng ý. Chúng ta cũng đồng ý. Đông Hoàng Càn lắc đầu, đều đã như vậy, không đồng ý có thể làm sao. Hắn hít một hơi, nói. Nhưng, người phải bảo đảm ba tòa hoàng nê đài tiếp theo đều phải lựa chọn bên ngoài vạn thế. Chúng ta đồng ý. Mặc dù Ngô Chính Uyên cực kỳ khát vọng, nhưng hắn cũng biết nếu Khương Phàm đã kiên trì như vậy thì cũng không khả năng tùy tiện lại cho người khác. Rất nhanh, số người tỏ thái độ đã vượt qua chưa tỏ thái độ. Còn không nói cảm ơn. Hàn Ngạo yên lặng đẩy Lý Dần. Đây chính là Khương Phàm đắc tội rất nhiều người, thậm chí là áp lực ảnh hưởng cảm xúc nội bộ, cưỡng ép tranh thủ cơ duyên cho Lý Dần, ngay cả hắn đều hâm mộ. Khương Phàm nhìn Lý Dần đứng ở phía dưới, ngưng âm thành tuyến, truyền đến bên tai Lý Dần. Muốn cứu hài tử, cần nhờ thực lực. Muốn bảo vệ Hứa Đan, cần nhờ thực lực. Muốn bảo đảm 30 năm này ngươi trải qua không phải một giấc mộng, cũng phải dựa vào thực lực. Muốn chứng minh ngươi chính là ngươi, không phải là phụ thuộc của người khác, càng phải dựa vào thực lực. Lý Dần, nhớ kỹ vào cái ngày ngươi gọi ta là sư phụ ta đó, ta đã nói với ngươi rằng, ta vĩnh viễn sẽ không buông tha cho ngươi, cũng hy vọng ngươi không được từ bỏ chính ngươi. Nhưng đi đến bây giờ, điều ta có thể làm, chỉ chút này. Tiếp theo, nhìn chính ngươi, ngươi, cũng nên trưởng thành. Lý Dần cúi đầu, buông thõng tầm mắt, hốc mắt dần dần chứa đầy nước mắt. Thật lâu, Lý Dần quỳ trên mặt đất, lấy đầu dập xuống, nước mắt tràn mi mà ra. Hàn Ngạo cùng Chu Thanh Thọ nhìn huynh đệ như thế này, trong lòng cũng không dễ chịu, hai người đụng đụng ánh mắt, liên tục trần chờ, liên tiếp lấy thần dương huyết mà trước đó bọn hắn một mực không có cam lòng dùng từ trong nhẫn không gian ra. Hàn Ngạo nói, cất đi, người càng cần hơn so với chúng ta. Chu Thanh Thọ cũng nói, tranh thủ thời gian giấu đi, chớ nói không cần với ta, ta sợ ta không cho thật. Chính như lời Khương Phàm nói, sự kiện Hoàng Nê Đài đã nhấc lên sóng to gió lớn trong thiên hạ. Ban đầu, mỗi tòa Hoàng Nê Đài cũng chỉ là oanh động mấy vạn dặm xung quanh, sau khi bị thịnh truyền có thần uy thì đã khiến cho bá chủ các nơi chú ý, tiếp đó là kinh động hoàng đạo, thậm chí là đế tộc. Lại sau đó, tin tức về Hoàng Nê Đài tiếp tục khuếch tán. Mọi người mới đột nhiên phát hiện, thì ra không chỉ có một cái, mà là trọn vẹn 10 cái.
thần vật, lại xuất hiện thành đàn. Đừng nói chấn kinh người bình thường, đế tộc đều là chưa từng nghe thấy, huống chi lại còn là thần vật giống nhau như đúc. Mặc cho ai cũng có thể nghĩ ra được, khẳng định ở giữa những thần vật này có quan hệ. Nếu như sau khi gom góp lại, nhất định có thể tìm hiểu ra cơ duyên phi phàm, đạt được năng lượng không cách nào tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, tất cả hoàng tộc hoàng đạo, thậm chí là đế tộc, cũng bắt đầu điều tra tin tức về Hoàng Nê Đài. Một Hoàng Nê Đài, một tôn thần khí, nhiều Hoàng Nê Đài, chính là nhiều tôn thần khí, cùng. Bí mật phi phàm, ai không sao động, ai không điên cuồng. Ở thời kỳ bình thường nếu xuất hiện loại tuyệt thế trọng bảo này thì đều không thể tránh khỏi sẽ bộc phát chiến tranh, huống chi bây giờ Thương Huyền lại còn sắp bắt đầu đại chiến, tất cả đế tộc đều muốn tới đó triển khai tranh giành, thần vật như thế này đương nhiên muốn sớm khống chế, mà càng nhiều càng tốt. Khương Phàm không có vội vã bế quan, hắn an bài Khương Qua, Đại Vương, Bạch Tai, Đông Hoàng Toại mang theo bọn người Hàn Ngạo bí mật tiến về thần dụ chi hải, hiệp trợ Thiên Kiếm Thần Tông bảo vệ pháp trận, chống cự khả năng gặp phải tập kích. Hắn thì mang theo Thiên Hậu đi đến Hư Vọng Chi Hải ở Tây Bắc Bộ. Báo thù tên hỗn đản suýt chút nữa vây chết Thiên Hậu kia, thù này còn không báo, giữ lại ăn Tết sao? Đoạt Nê Đài. Trong vùng biển xung quanh, Nê Đài duy nhất đã biết chỉ có một tòa này, không đoạt hắn thì đoạt ai? Võ Thần Điện. Nó không chỉ là bá chủ tại Hư Vọng Chi Hải, càng là tồn tại hoàn toàn xứng đáng với cấp chí tôn trong tất cả hoàng đạo hải vực. Thời gian nó tồn tại nghe nói đã gần đến 100.000 năm, mặc dù mấy lần suy bại, nhưng lại chưa bao giờ tiêu vong, nhất là trong gần 3 vạn năm, nó cường thịnh đạt tới cực hạn, 3 lần liên tục xuất hiện thời đại, song thần. Uy danh của Võ Thần Điện để cường tộc Đại Lục kiêng kỵ, cũng làm cho cường tộc Hải Dương lấy làm kiêu ngạo. Ngoài ra, bởi vì huyết mạch đặc hữu của Tiết gia là Thông Thiên Trụ, Linh Văn, giao phó cho Võ Thần Điện pháp trận phòng ngự thần kỳ, nơi đó càng giống như là một hòn đảo không gian. Có thể treo cao ở trên mây mù, tới gần chiến trường thiên khải, lại có thể chìm vào vực sâu biển cả, chạm đến u minh địa ngục. Cho nên cả hòn đảo nhỏ bị bọn hắn cải tạo giống như tòa pháo đài chiến tranh. Tiết Vân Đình, kiêu ngạo lớn nhất của Tiết gia, tuyệt thế kỳ tài thức tỉnh chính là Thánh Vương Thiên Phẩm, càng là công thần để Võ Thần Điện lần thứ 3 bước vào thời đại song thần. Mấu chốt nhất, hắn là người thừa kế tự tại vũ trụ. Truyền thừa cùng linh văn phù hợp một cách hoàn mỹ đã để hắn lĩnh hội tự tại vũ trụ lại trở nên càng dễ, cũng mang cho hắn cảm ngộ, thông thiên trụ, càng sâu, hai tướng giao hòa, cảnh giới cùng thực lực không ngừng lật thăng. Chuyện này khiến chính Tiết Vân Đình cũng ngẫu nhiên rung động, có phải là hắn đã được ông trời chiếu cố hay không? Bây giờ lại lấy được Hoàng Nê Đài, hắn càng là kiêu ngạo và phấn chấn, đây không phải ông trời chiếu cố thì là cái gì? Sau khi tập hợp tin tức của tất cả Hoàng Thành Thiên Khải, bây giờ đã có thể xác định cơ bản số lượng Hoàng Nê Đài nhiều có tới 16 đài. Một nam tử cường tráng khôi ngô sải bước đi tới trước Hoàng Nê Đài, tướng mạo hắn đường đường, uy phong nghiêm nghị, linh văn trên trán bắn ra mê quang như là giao hòa cùng không gian đất trời, cộng minh cùng pháp trận của hòn đảo. Hắn chính là thần chủ đương đại của Võ Thần Điện, Tiết Thiên Sóc. Võ Thần Điện lần thứ 3 đi đến thời đại song thần, đáng để nhất kiêu ngạo là ở chỗ tân thần nhỏ tuổi, mà cựu thần chưa già. Tân thần, Tiết Vân Đình chưa tới 100 tuổi, cựu thần Tiết Thiên Sóc, 1.700 tuổi. Ý vị này thời đại song thần còn có thể tiếp tục kéo dài hơn 1.000 năm, đây đối với một thế lực mà nói, biểu thị ngàn năm hưng thịnh cùng tôn quý. 16 đài. Tiết Vân Đình ở trên Hoàng Nê Đài mở đôi mắt ra, đôi mắt thâm thúy, bên trong lóe ra tinh thần sáng chói, mênh mông vô ngần, cái này khiến hắn có nhiều hơn một phần khí chất thần bí. Rất không thể tưởng tượng nổi. Sự kiện thần vật chủ động hiện thế cực kỳ hiếm thấy, mỗi lần cũng chỉ một hoặc hai kiện, cùng lúc xuất hiện hơn 10 cái như thế này, lại còn là thần vật giống nhau như đúc, chưa từng nghe thấy. Ai cũng không tưởng tượng nổi, nếu như bọn hắn tập kết toàn bộ đến cùng một chỗ, sẽ là dạng rầm rộ kinh thế gì. Vẻ mặt của Tiết Thiên Sóc khó nén sự chấn kinh, đây không chỉ đơn giản là 16 kiện thần vật, chuyện này càng mang ý nghĩa 16 tôn tân thần. Hoàn toàn có thể thay đổi toàn bộ cách cục thế giới, ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Ngay cả đế tộc đều không có truyền ra tin tức. Tiết Vân Đình cảm ngộ Hoàng Nê Đài đã rất nhiều ngày, nhưng ngoại trừ minh mông thần nguyên lực, cũng không có nhìn trộm được đến bất kỳ truyền thừa nào hay lai lịch gì cả. Không có, Long tộc cũng đang trầm mặc. Tiết Thiên Sóc lắc đầu. Đưa mắt nhìn khắp thiên hạ, truyền thừa có thời gian lâu nhất thuộc về Long tộc, mà cơ hồ không có rơi xuống qua đế tộc nào. Vật mà ngay cả nơi đó cũng không biết, khó có thể tưởng tượng được lai lịch của nó.
Những hoàng nê đài này hoặc là dính đến một đoạn lịch sử bị phong tỏa, hoặc là chính là thật sự đã quá lâu, lâu đến nỗi ghi chép của Long tộc đều thất lạc. Tám đại lục đều có một tòa, vị trí xuất hiện đều không hoàn toàn giống nhau, có cái là xuất hiện ở gần đế tộc, có cái là ở ngoại vực, thậm chí xuất hiện ở biên hoang, nhưng cuối cùng đều bị đế tộc cướp đi. Trong vùng biển, ngoại trừ bốn hải vực là Linh Kiếp Chi Hải, Thần Hữu Chi Hải, Vĩnh Sinh Chi Hải cùng Thủy Tổ Chi Hải kia ra, chín đại hải vực còn lại đều có xuất hiện. Ngoài ra, nguyên nhân thiên hậu xuất hiện ở vùng biển này của chúng ta cũng tra được. Bọn hắn giống như đã sớm biết xung quanh hải vực sẽ xuất hiện hoàng nê đài, không chỉ có thiên hậu tới nơi này, đám phượng hoàng kia còn đi hoắc loạn chi hải, Khương Phàm càng đi huyền vũ hải vực, còn có rất nhiều cường giả đi thần khắp chi hải. Bọn hắn đoạt vài tòa, cho đến trước mắt, ba tòa, nhưng, tám đại châu đều xuất hiện hoàng nê đài, Thương Huyền là tổ địa chúng sinh cũng khẳng định sẽ xuất hiện hoàng nê đài. Nói cách khác, thiên hạ này tổng cộng có 17 tòa hoàng nê đài, Khương Phàm độc chiếm cái thứ tư. Sở dĩ Khương Phàm có thể lùng bắt hoàng nê đài tại hải vực xung quanh trong thời gian ngắn như vậy, nói rõ tòa trong tay hắn kia rất đặc thù. Tiết Vân Đình nói, Thương Huyền không hổ là tổ địa chúng sinh, đầu tiên là thượng thương, bây giờ lại là hoàng nê đài. Trăm vạn năm xuống tới, bảo vật vẫn tầng ra không hết. Thần Tôn Tiết Thiên Sóc nói, hoàng nê đài xuất hiện để các phương oanh động, cũng làm cho thiên khải khẩn trương. Nếu quả như Khương Phàm thật sự có được bốn tòa hoàng nê đài, lại hiểu bí mật trong đó, vô cùng có khả năng trong thời gian rất ngắn hắn sẽ tái tạo tân thần. Hiện tại ở đó đã có 5 tôn thần, nếu như lại bồi dưỡng thêm 3-4 người nữa, một năm sau, Thương Huyền sẽ ngồi nắm giữ 8-9 tôn thần. Nếu như Khương Phàm muốn tập trung lực lượng nghênh chiến một đế tộc nào đó xâm lấn, sợ rằng đều không chịu nổi cái cơn trùng kích kia. Yêu tộc bên kia lại bắt đầu nhắc lại chuyện muốn sớm tiến công, nhưng Hắc Ma tộc và Huyết Ma tộc đều bị thương nặng, minh xác biểu thị tạm hoãn. Chuyện trước đó phỏng đoán Khương Phàm muốn khởi động lại Đông Nam Thiên Môn, cũng sẽ ảnh hưởng đến thái độ của tinh linh đế tộc. Cho nên, xem ra cuộc chiến Thương Huyền thật muốn kéo dài đến tháng 9 sang năm. Làm không tốt, còn có thể lại kéo thêm mấy tháng. Tiết Vân Đình hừ lạnh nói. Kéo càng lâu, Khương Phàm càng mạnh, cuộc chiến Thương Huyền cũng càng nhiều biến cố. Tiết Thiên Sóc nói. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác, Huyết Ma tộc và Hắc Ma tộc đều là hạng người hung hãn. Nếu như đế tộc khác thực sự có can đảm bỏ qua một bên mà tiến vào Thương Huyền, thì chuyện gì bọn chúng cũng đều làm được. Mà nếu như tinh linh đế tộc không thể nào minh xác thái độ, vậy thì đây cũng là một loại biến cố. Tiết Vân Đình lắc đầu, đế tộc liên hợp, cả thế gian hiếm thấy, cũng là đội hình cường hãn, nhưng không thể đồng tâm hiệp lực, rất dễ dàng bị loại ngoan nhân như Khương Phàm kia nắm lấy cơ hội. Còn lại một năm, đến lúc đó tất cả cường tộc của Bát Châu Thập Tam Hải đều sẽ tập kết tại Thương Huyền Đại Lục. Tiết Thiên Sóc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, mà mục tiêu của hắn là cái gọi là thế giới hỗn độn kia. Khương Phàm có thể quét ngang Thương Huyền, chỗ dựa lớn nhất chính là Xí Thiên Giới ở thời kỳ đầu và thế giới hỗn độn tại thời kỳ sau, chính là hai tòa không gian để hoàng tộc hoàng đạo cao ngạo của Thương Huyền không động tới được, nhưng đợi đến khi đại chiến bộc phát, võ thần điện bọn hắn muốn cho Thương Huyền đại lục, cho Khương Phàm học thêm một khóa. Còn lại một năm nữa, ta đều có chút không thể chờ đợi. Tiết Vân Đình có chút ngẩng đầu, trong đôi mắt bắn ra chiến ý nóng bỏng. Đế ước đến kỳ, quần hùng thiên hạ vây tụ tại Thương Huyền Đại Lục, nhất định sẽ phát sinh va chạm mạnh, thiên kiêu quyết đấu, thần ma giết chóc, thiên băng địa liệt, đại đạo hoắc loạn cổ kim hiếm thấy, tràng diện kia chỉ tưởng tượng thôi cũng đã làm cho người ta sôi trào nhiệt huyết. Đại chiến Thương Huyền không chỉ sẽ có vô số cường giả vẫn lạc, số lượng lớn cường giả táng diệt, tất nhiên cũng sẽ rèn đúc thanh danh anh hùng thật sự trong chiến hỏa vô tận. Thời điểm trước đó, đại lục hay hải dương đều có thiên kiêu anh kiệt của riêng phần mình, từng cái ngạo thị thiên hạ, miệt thị tám phương, nhưng người nào mạnh người nào yếu, ai là tên thật ai là hư danh, đều không thể kiểm tra, mà Thương Huyền đại lục chính là một sân thí luyện không có gì thích hợp bằng. Hắn đã chờ mong rất lâu, hắn muốn nghênh kích thiên kiêu các phương tại chiến trường Thương Huyền, để thông thiên trụ, linh văn uy chấn thiên hạ, càng phải gặp một lần những người kia. Những người truyền thừa thần bí. Chu Tước truyền thừa. Đã ngạo thị thiên hạ, ông trời hết lần này tới lần khác còn cho hắn một cái truyền thừa. Thiên địa đại táng, ha ha, một truyền thừa rất lợi hại nhỉ, không biết có thể phá được tự tại vũ trụ này của ta hay không? Tiết Vân Đình nhắm mắt lại, cảm ngộ tự tại vũ trụ mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ý thức phiêu miểu, phân ly ở giữa đất và trời, thăng hoa tại thâm không mênh mông. T.
tinh thần lấp lóe, tinh hà lao nhanh, mặt trời cùng nhật nguyệt hoàn quấn ở trong danh sách, thần bí vô hạn, tự tại vô hạn, như là vũ trụ mênh mông mặc kệ rong chơi. Nhưng, thể hiện hưởng thụ của Tiết Vân Đình hơi đổi, tốc độ tinh hà lao nhanh tăng vọt một cách bất thường, hoành hành trong vũ trụ, nhấc lên tàn phá bừa bãi, mặt trời bành trướng, ánh trăng trầm luân, như là đều muốn tất cả đều sụp đổ trong ý thức của hắn. Đúng vào lúc này, từng tiếng gáy to vang vọng khắp thiên hải, khuấy động không gian, trong chớp mắt đã vang vọng mê vụ bao phủ võ thần đảo, đâm vào linh hồn của tất cả mọi người, gây nên lít nha lít nhít tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, một tiếng gầm lên đầy giận dữ, chấn động trời đất. Tiết Thiên Sóc, hài tử của ngươi đánh nữ tử của ta, cút ra đây xin lỗi. Tiết Thiên Sóc bỗng nhiên quay người, ánh mắt nhìn thấu 300 dặm, nhìn về phía tầng ngoài bình chướng bảo vệ hướng đông nam của hòn đảo. Đúng vào lúc này, một cây thương màu đỏ cao ngàn trượng kéo lấy huyết khí vô biên, nặng nề đánh vào trên bình chướng. Trong chốc lát thanh thế bạo kích đã khiến cho thiên hải run rẩy, chấn động cả hòn đảo nhỏ. Bên ngoài bình chướng phía đông nam bộ răng rắc giòn vang, nhanh chóng bỏ đầy vết nứt, càng nhấc lên tầng tầng lớp lớp chiều cường mê vụ ở mặt ngoài pháp trận, lấy điểm va chạm làm trung tâm, lao nhanh về bốn phương tám hướng. Số lượng lớn trưởng lão cùng đệ đang duy trì pháp trận nơi này phun máu kêu thảm, bất ngờ không đề phòng suýt chút nữa đã bị chấn vỡ tươi sống. Răng rắc, huyết thương ngàn trượng giống như kiếm phong đỏ thẫm, mặt ngoài cuồn cuộn huyết khí, thần ma gầm thét, không ngừng đột tiến vào trong pháp trận, đánh xuyên một tầng lại một tầng bình chướng. Địch tập, sau khi hồi hộp trong lúc ngắn ngủi, tiếng gào thét tức giận nhanh chóng vang vọng phía đông nam bộ hòn đảo, trong dãy núi, các đệ tử và trưởng lão điên cuồng chạy đi, phóng tới các pháp trận. Nhưng không đợi pháp trận ra cố, một bóng người đánh xuyên không gian, hoành hành giữa chân thực cùng hư vô, những nơi đi qua, không gian đều vỡ vụn, vết nứt thì lan tràn. Tiết Thiên Sóc, đi ra, bồi tội. Tiếng Khương Phàm gầm thét vang vọng khắp thiên hải, rung động hòn đảo, trước một khắc va chạm hòn đảo hắn đã bay lên không, phát động cuồng lực vô biên, đập vào phía trên huyết thương. Huyết thương run rẩy dữ dội, huyết khí ở mặt ngoài bạo động trong nháy mắt, như thần ma gầm thét để chúng sinh hồi hộp, như xiềng xích hoành hành trong không gian, hoắc loạn pháp tắc giết chóc. Huyết thương sôi trào lên sát ý cùng huyết khí vô biên, nhất cử đánh vỡ vụn tầng tầng phòng ngự ở bên ngoài, đánh vào võ thần đảo treo cao tại bầu trời. Oanh! Huyết thương ngàn trượng đánh xuyên đất trời, bạo kích 300 dặm, đánh vào trên phòng ngự nội tầng của võ thần đảo. Va chạm trong một cái nháy mắt như là muốn rung chuyển cả căn cơ hòn đảo, toàn bộ hòn đảo kéo dài hơn 700 dặm đều lay động, như là muốn rơi xuống từ bầu trời. Nhưng đột nhiên trùng kích lại đánh thức pháp trận nội bộ. Hòn đảo san sát như cự thú gầm thét, giống như thiên thần thức tỉnh, thần cốt linh thủy, bảo cốt thánh hoàng và các loại bảo vật ở bên trong nhao nhao bộc phát cường quang, liên hợp thôi động pháp trận chống cự lại trùng kích. Liệp thần thương, là phần thiên thần hoàng tới, thật to gan. Sắc mặt Tiết Thiên Sóc đột nhiên biến đổi, hắn lập tức bay lên không, thét lên ra lệnh toàn thể trưởng lão đệ tử nhanh chóng quy vị, giữ vững pháp trận. Hắn bay lên không bạo hưởng đã đánh thức cả hòn đảo nhỏ. Các đệ tử và trưởng lão một bên hồi hộp nhìn qua chuôi huyết thương cắm vào phòng ngự nội tầng kia, một bên điên cuồng chạy đi, bằng tốc độ nhanh nhất phong phú pháp trận ở các nơi. Ưu thế của thế lực cấp chí tôn tại thời khắc này hiện ra vô cùng tinh tế, kiêu ngạo mang tới tự tin, để bọn hắn rất nhanh đã từ trong hỗn loạn và sợ hãi ổn định lại. Võ thần đảo lơ lửng trong sương mù ở trên không, pháp trận vô hình bắt đầu nhanh chóng cường thịnh, như là một cây đại trụ cao tới trời, trao đổi thiên địa vũ trụ, thiên khải địa ngục. Bích lạc hoàng tuyền, giống như trụ trời thượng cổ, đỉnh thiên lập địa. Nhưng, Khương Phàm, Thiên Hậu, tiến đến. Tại lúc liệp thần thương xuyên qua phòng ngự ngoại bộ, một khắc này, Đông Hoàng càn theo sát nó đánh vỡ vụn không gian, mang theo Khương Phàm và Thiên Hậu xông vào. Ầm ầm, Khương Phàm bay lượn tại dãy núi, đạp xuống mặt ngoài liệp thần thương, trực diện với pháp trận nội tầng cường hãn đã oanh động. Đây chính là thông thiên đại trận. Có được uy lực và năng lượng cường đại câu thông trời đất, lực phòng ngự có thể xưng là tuyệt trận thế gian. Thiên Hậu cũng theo sát đến bên ngoài nội tầng pháp trận, nàng mặc áo đỏ, thanh lãnh cao ngạo, đứng ở trên lưng tổ kỳ lân uy phong lẫm liệt, mắt lạnh nhìn cung điện trong pháp trận. Mà Côn Bằng Thác Hải, Kim Ô Diệu Thế, phân lập ở hai bên Thiên Hậu, như là thái âm thái dương, vặn vẹo năng lượng thế gian. Tiết Thiên Sóc dậm chân phóng lên trời, cách pháp trận đang tiếp tục mạnh lên, giằng co với Khương Phàm. Nơi này là võ thần điện, ngươi là chủ nhân Thương Huyền, là vạn thế thần hoàng, không mời mà tới, thật sự là không có quy củ.
Khương Phàm đáp lễ. Một năm sau, ngươi có tới Thương Huyền không? Ngươi thề không vào, ta xin lỗi ngay tại chỗ, rời khỏi Võ Thần Điện lập tức. Nếu như ngươi đã bắt đầu chuẩn bị xâm chiếm, cũng đừng nói quy củ gì với ta cả. Tiết Thiên Sóc nhíu mày, lại ngậm miệng không nói. Khương Phàm cao cứ liệp thần thương, chỉ tới Tiết Thiên Sóc. Tân thần của Võ Thần Điện các ngươi đâu? Hắn đánh nữ tử của ta, ta tới đòi công đạo. Mẫu thân nó, thật dũng cảm nhỉ. Nữ tử của ta, ta bắt tay đều phải cẩn thận từng ly từng tí, hắn dám suýt chút nữa giết nàng. Chán sống rồi. Hôm nay, các ngươi không cho ta một lời giải thích, ta phá hủy cái Võ Thần Điện này của ngươi. Tiết Thiên Sóc làm thần tôn, cao cao tại thượng, không vui không buồn đã rất nhiều năm, nhưng giờ khắc này hắn đã thật sự bị chọc giận. Ngươi mấy chục năm này cướp bóc đốt giết, làm thổ phỉ quen rồi. Dám chạy đến Võ Thần Điện ta làm càn. Khương Phàm duỗi ra ba đầu ngón tay, nói. Đầu tiên, trịnh trọng nói xin lỗi. Thứ hai, một viên thần nguyên. Thứ ba, hoàng nê đài. Ba điều kiện làm thành ý đúng chỗ, ta lập tức rời khỏi, nếu không. Ta sớm tính toán tội lớn của Võ Thần Điện các ngươi muốn xâm lấn Thương Huyền. Tiết Thiên Sóc hét lớn. Ngươi cho rằng quét ngang Thương Huyền thì có thể không nhìn hoàng đạo thiên hạ. Ta cho ngươi biết, ngươi quá ngây thơ rồi. Võ Thần Điện ngươi chính là một trong những hoàng đạo không thể không nhìn. Ầm ầm. Liệt diễm khắp toàn thân Khương Phàm như thủy triều, cuộn trào mãnh liệt, liên miên bất tuyệt, bao phủ cả bầu trời, trùng kích bình chướng pháp trận, lao nhanh tới đại địa, hòa tan cả sơn lâm bí cảnh. Phần thiên diệt thế viêm. Diệt thế yêu hỏa, thần hỏa cấm kỵ. Có được uy lực phần diệt vạn vật, thôn vệ vạn hỏa. Thời khắc này đã được bộc phát toàn diện, để mấy trăm dặm không gian trời đất đều đang sụp đổ và hủy diệt, khí tức kinh khủng thẩm thấu vào lòng người, để các cường giả giấu ở trong tế đàn pháp trận đều tuyệt vọng đến run rẩy, như là thế giới tận thế giáng lâm. Khương Phàm sôi trào huyết khí, linh hồn kích phát, ba ấn ký thủy tổ trong cơ thể liên tiếp thức tỉnh, khuấy động không gian và thời gian, ngược dòng lịch sử hình thành cộng minh cùng ba tôn chu tước, bao gồm cả một tôn chu tước đế quân kia. Từng tiếng gáy to vang vọng đất trời, hồi hộp vũ trụ, như là có thể xé rách linh hồn vạn vật, nương theo hung uy kinh khủng, ba mảnh ấn ký trong thân thể Khương Phàm như là sống lại, liên tiếp xông ra khỏi người, mang theo huyết khí cùng hồn khí mênh mông, đang dục hỏa trùng sinh, trong liệt diễm sôi trào. Ba tôn chu tước, một đế một yêu một thần hoàng cứ thế mà thức tỉnh. Bọn chúng có ý thức của riêng mình, nhưng lại giao hòa hoàn mỹ cùng Khương Phàm, bọn chúng dương cánh mấy trăm hơn ngàn mét. Sinh động như thật, liên tiếp rơi xuống trên pháp trận rộng lớn. Bọn chúng bạo động liệt diễm khắp toàn thân, khí tức hủy diệt cuồn cuộn, trong đôi mắt như là có được lệ khí săn giết thiên hạ, cách bình chướng tập trung vào Tiết Thiên Sóc ở bên trong đó, móng vuốt bén nhọn giữ chặt pháp trận, trong tiếng tạch tạch chói tai, liên tiếp đâm đến. Khương Phàm nhìn chằm chằm Tiết Thiên Sóc, đồng thời cùng ba tôn chu tước mở miệng, thanh âm trầm thấp, lại cực kỳ áp bách. Ta có thể miệt thị hoàng đạo thiên hạ, ngươi không phục. Ta làm cho ngươi xem. Tiết Thiên Sóc nhìn ba tôn chu tước hung liệt ở bên ngoài pháp trận, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm khó coi, lời giận dữ mắng mỏ đến miệng quả thực là nói không nên được nửa câu. Đó là thủy tổ phân thân, truyền thừa biến thái nhất của huyết mạch chu tước, cũng là một trong những ỷ vào cường đại có thể chống lại huyết mạch đế tộc. Các cường giả trong pháp trận nội bộ cũng đều là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy thủy tổ phân thân trong truyền thuyết này, linh hồn đều hồi hộp, sắc mặt thì tái nhợt. Một tôn thần, phân ra ba tôn. Không hổ truyền thừa đế mạch để cự long bạch hổ đều kiêng kỵ. Khương Phàm đe dọa nhìn Tiết Thiên Sóc. Ta lặp lại lần nữa, xin lỗi. Thần nguyên, nê đài, thiếu một thứ cũng không được. Lúc này, khu chủ điện truyền đến một tiếng cười lạnh. Nghe qua đại danh của phần thiên thần hoàng, hôm nay được gặp một lần, ha ha, gặp mặt. Không bằng nổi tiếng, ngươi xem đây là nơi nào, còn muốn ăn cướp. Ngươi có thể còn sống rời khỏi rồi nói sau. Tiết Vân Đình lãnh tuấn nhìn không ra bất cứ sự vui buồn nào, nhưng đôi mắt lấp lóe lại chăm chú nhìn Khương Phàm. Hắn thật sự nắm giữ thiên địa đại táng. Vì sao có thể dẫn phát cảnh tượng tinh thần băng diệt trong ý thức của mình? Khương Phàm cũng đánh giá hắn. Ngươi tên gì? Tiết Vân Đình. Chính là ngươi đã suýt chút nữa giết nữ tử ta. Tài nghệ không bằng người, thiên hậu, có tiếng không có miếng. Ha ha. Nếu như không phải có truyền thừa kia, ngươi có thể gây tổn thương cho nàng. Ngươi là gian lận. Ha ha, phần thiên thần hoàng cũng có một mặt hài hước nhỉ. Gian lận, thiên phú, ta bẩm sinh, cảnh giới, chính ta tu luyện,
cái gọi là truyền thừa, đó là lọt vào mắt xanh thiên đạo. Tiết Vân Đình mở rộng hai tay, lên tiếng gào lớn. Linh văn trên trán nở rộ, cường quang lạnh thấu xương, pháp trận trên cả hòn đảo nhỏ đều cùng cộng minh, một thông thiên thần trụ thành hình ở ngay trước mặt, như là trụ trời đỉnh thiên lập địa, lại như siêu cấp chiến binh hội tụ uy lực pháp trận của hòn đảo. Ngay sau đó, tinh thần lấp lóe, vần quanh ở bên, nhật nguyệt chìm nổi, bành trướng đại thế. Tiết Vân Đình như là được đất trời tạo nên, là siêu cấp thần linh được vũ trụ vần quanh, uy thế của hắn tại giờ khắc này, nhất cử mạnh hơn phụ thân của hắn. Thần tôn Tiết Thiên Sóc cũng hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo kích phát thông thiên thần văn, giao hòa cùng pháp trận, chiếu rọi cùng thiên địa. Pháp trận ù ù điếc tai, thần cốt, thánh cốt chôn sâu ở trong tế đàn cũng đều bắn ra uy lực và năng lượng vô tận, hình thành năng lượng như đại dương mênh mông, bất cứ lúc nào có thể dung nhập trong thân thể phụ tử bọn họ. Bọn hắn chính là pháp trận chính là bọn hắn. Tổ hợp song thần, như là hiện ra uy lực tam thần. Ha ha, quả nhiên là tự tại vũ trụ, người cũng tới kiến thức ta một chút không? Hai tay Khương Phàm mở rộng, ý thức đầu tiên là giao hòa cùng đại dương mênh mông, một cơn sóng chiều tai nạn từ đáy biển bắn ra, quét sạch đáy biển, dãy núi cùng rãnh biển, vực sâu, trùng kích đại dương, nhấc lên sóng chiều táng diệt vô tận, ngay sau đó không gian vặn vẹo. Bò đầy lít nha lít nhít đạo ngấn, từ hải dương thẳng tới đỉnh bầu trời, bọn chúng vặn vẹo lên, tung hoành lấy, như là có thể sụp đổ thế gian bất cứ lúc nào. Lại sau đó, đỉnh bầu trời lâm vào hắc ám vô tận, đại tinh ù ù, vũ trụ hoành hành, nhật nguyệt chìm nổi, chấn động kịch liệt. Sóng chiều táng diệt khủng bố đến cực hạn, từ vực sâu dưới đáy biển kéo dài đến hải dương kéo dài đến đỉnh cửu thiên, từ đỉnh cửu thiên đỉnh phá hư không, xuyên suốt cả vũ trụ. Thái độ kiêu ngạo của Tiết Vân Đình từ từ cứng ở trên mặt, cảm xúc chập trùng, khó có thể tin. Chư thiên có lục táng, ta độc chiếm ba cái. Sơn Hà, thiên địa, nhật nguyệt tinh thần, tam táng liên hợp, mai táng thông thiên đại đạo của ngươi. Khương Phàm uy bá càn khôn, kinh nhiếp toàn đảo. Sơn Hà, thiên địa, nhật nguyệt tinh thần đại táng, đây chẳng phải là toàn bộ hệ thống tự nhiên. Sắc mặt Tiết Vân Đình trở nên cực kỳ khó coi, hai tay không tự chủ được mà nắm chặt. Ghi chép liên quan tới lục táng cùng lục đạo bên trong tư liệu lịch sử của võ thần điện cũng không nhiều, có thể nói là giải rác vài câu mà thôi, nhưng căn cứ vào phỏng đoán của hắn, một loại hẳn là chọn một người thừa kế, Khương Phàm làm sao có thể có được ba cái. Vẻ mặt của thần tôn Tiết Thiên Sóc cũng trở nên nghiêm trọng, hô hấp đều trở nên dồn dập hơn. Thông thiên trụ có thể xuyên suốt vũ trụ địa ngục, vậy mà Khương Phàm lại có thể hủy diệt toàn bộ. Chẳng phải là thành thiên địch của bọn hắn rồi sao? Tiết Vân Đình rất nhanh đã hoàn hồn, ngạo nghễ nói. Ba cái đại táng thì như thế nào? Ngươi khống chế được sao? Thông thiên trụ của ta là phù hợp hoàn mỹ cùng tự tại vũ trụ, võ thần điện 100.000 năm truyền thừa tích lũy, cũng có thể giao phó cho ta lực lượng vô hạn. Ở trên hòn đảo này, ta chính là vô địch, ngươi, không bằng ta. Thần tôn Tô Thiên Sóc cũng ngạo nghễ hét lớn. Xin mời thần nguyên, chấn thần điện, phần thiên thần hoàng, ta xem ngươi phá võ thần điện ta như thế nào. Các tộc lão trong tổ từ lập tức hành động, mời ra thần nguyên phong tồn được chấn thủ trong tổ từ. Hai viên. Đây là sau 30.000 năm, hai lần thần nguyên tại thời đại song thần trước đó lưu lại. Hai viên thần nguyên phối hợp với số lượng lớn thần cốt cùng thánh cốt, cùng hoàn thiện pháp trận bảo vệ, hai tôn thần linh cùng với hàng vạn cường giả, võ thần đảo đã thật sự không thể phá vỡ, thậm chí có thể xông vào thiên khải, nhập rơi u minh. Khương Phàm rời khỏi liệp thần thương, phiêu nhiên lui lại, 10 dặm. 30 giảm, 50 giảm, 100 giảm. Thần tôn Tiết Thiên Sóc nâng cao tinh thần đề phòng. Hắn muốn làm gì? Sau khi Khương Phàm kéo ra 150 giảm, ba tôn chu tước đặt ở trên pháp trận vỗ cánh thật mạnh, nhấc lên liệt diễm vô tận, xông về ba phương hướng khác nhau. Ta biểu hiện ra cho các ngươi nhìn xem ta phá võ thần điện các ngươi như thế nào. Bước đầu tiên, lột da các của các ngươi trước. Bước thứ hai, lại phá hủy xương các ngươi. Khương Phàm lạnh lẽo một câu. Hai con người thiêu đốt lên liệt diễm chậm rãi khép kín, trong tích tắc, mênh mông thiên hải, mênh mông vũ trụ, đều nổi lên tiếng tạch tạch chói tai. Đáy biển sụp đổ, đại dương khẽ vuốt, không gian bị phá thành mảnh nhỏ, nhật nguyệt tinh thần sâu trong vũ trụ đều giống như bị kéo lấy, tràn ngập đất trời lao nhanh tới. Ba tôn chu tước phát ra tiếng gáy to sắc nhọn, cường quang tỏa vạn trượng, chói mắt mà nóng rực, tuyệt thế hung uy phần diệt đất trời cuồn cuộn khắp dãy núi rừng rậm. Hắn muốn mai táng võ thần đảo. Tiết Thiên Sóc, Tiết Vân Đình bọn hắn sắc mặt kịch biến.
lột ra. Hắn là muốn phá vỡ phòng ngự phía ngoài, hủy diệt mấy trăm dặm ngoại bộ. Các đệ tử và trưởng lão bên trong nội tầng hòn đảo nhao nhao thét lên. Không được. Phần Thiên Thần Hoàng, dừng tay. Tiết Thiên Sóc hét giận dữ với trời cao, ngoại bộ hòn đảo kéo dài mấy trăm dặm, có sông ngòi núi rừng, có dược viên bí cảnh, càng có hơn vạn đệ tử của Võ Thần Điện. Ầm ầm. Ba tôn thủy tổ phân thân tiếp tục sôi trào, vặn vẹo kịch liệt, gần như là tự bạo. Đại dương mênh mông nổi sóng lớn ngập trời, không gian đất trời trở nên rối loạn, nhật nguyệt tinh thần lao nhanh tới, hơn mấy ngàn vạn dặm, càn khôn, đều bị ý thức của Khương Phàm khống chế, một cái suy nghĩ đã có thể triệt để táng diệt, quy về hư vô. A a a. Tiết Thiên Sóc trừng to muốn rách cả mí mắt, lấy pháp trận cùng tài nguyên của Võ Thần Điện, nội tầng hẳn là có thể chống đỡ, mà nhất định có thể chống đỡ. Nhưng phía ngoài hòn đảo nhất định sẽ triệt để bị mai táng trong cơn tự bạo hủy diệt của Chu Tước, ngay cả cái bụi đều không thừa nổi. Trong núi rừng, trong pháp trận ở phía ngoài, trưởng lão cùng các đệ tử không rõ tình huống, còn đang cực lực khống chế pháp trận, cao ngạo thủ vững phòng ngự. Nhưng bất luận là thánh linh hay là đệ tử bình thường, đều từ linh hồn nổi lên từng cơn ớn lạnh, mặc dù không rõ tình huống, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không cảm giác được sự tuyệt vọng và sợ hãi. Đang tại thời khắc sống còn khi hủy diệt sắp bộc phát này, Tiết Thiên Sóc giận dữ hô to. Hoàng Nê Đài, giao cho các ngươi. Thần Tôn, Tiết Vân Đình bỗng nhiên nhìn về phía Tiết Thiên Sóc, giữa một cái chớp mắt này, đáy mắt hắn liền lóe ra sự tức giận. Không nên hồ đồ, chúng ta hoàn toàn có thể chống đỡ. Chúng ta còn có thể xông vào Thiên Khải chiến trường, còn có thể xông vào U Minh địa ngục, chúng ta còn có thể tới gần Bắc Thái. Chỉ cần có thể kiên trì 10 ngày nửa tháng. Kịch biến sẽ có thể kinh động thiên hạ, mang theo cường tộc các phương. Chẳng lẽ ngài không có lòng tin kiên trì được 10 ngày? Võ Thần Điện hùng cứ hư ảo 100 ngàn năm, chống đỡ không được 10 ngày. Tiết Thiên Sóc quát hỏi. Phía ngoài hòn đảo thì sao? Ngươi muốn trơ mắt nhìn hòn đảo sụp đổ sao? Khuôn mặt anh Tuấn của Tiết Vân Đình đều bị bóp méo. Hoàng Nê Đài không chỉ là thần vật, có thể để cho hắn trong vòng một năm sau đó nhanh chóng tăng thực lực lên. Càng rất có thể liên lụy đến một trận bí mật cùng cơ duyên to lớn, giống như tự tại vũ trụ. Bây giờ chắp tay giao ra, trong vòng một năm hắn làm sao mạnh lên được. Nếu như không thể mạnh lên, không thể ngồi nắm giữ Hoàng Nê Đài, đại chiến đế ước một năm sau, hắn dùng cái gì chống lại cùng thiên kiêu khác. Tiết Thiên Sóc gầm thét với bên ngoài. Hoàng Nê Đài, cho các ngươi, nhưng chỉ cái này mà thôi. Nếu ngươi không đồng ý, chúng ta phụng bồi tới cùng. Thiên hậu cao cứ ở trên lưng tổ kỳ lân, giơ lên ba cây đầu ngón tay. Đếm tới ba, giao ra. Một, nhanh giao ra. Tiết Thiên Sóc thét lên ra lệnh Tiết Vân Đình. Tiết Vân Đình tức giận tới mức khuôn mặt hắn đều nổi cao gân xanh, từ trong lồng ngực cuồn cuộn sự kháng cự, nhưng dưới bức bách của thần tôn, tại một khắc thiên hậu hô lên, ba, này, hắn vẫn đành phải đưa Hoàng Nê Đài ra. Lão nữ tử đáng chết không chết, ngươi phải rõ ràng. Gần 30 ngàn năm qua Võ Thần Điện đều chưa từng chịu đựng khuất nhục như vậy, tất nhiên ngươi sẽ phải bỏ ra cái giá. 30 ngàn năm không bị khuất nhục, không nhất định là các ngươi quá mạnh, mà là không có gặp được chúng ta. Thiên hậu chỉ dẫn Hoàng Nê Đài, rơi xuống trên lưng tổ kỳ lân, bay lên không rút lui về phía sau. Thấy tốt thì lấy, phòng ngự nội bộ quá mạnh, một lát bắt không được, nếu như mang theo đế tộc thì sẽ rất phiền toái. Huống chi hôm nay không phải đến hủy diệt Võ Thần Điện, mà là tới làm cục. Hai mắt Khương Phàm nhắm chậm rãi mở ra, thế giới đang sụp đổ nhanh chóng khôi phục an tĩnh. Nữ tử của ta cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Tiết Vân Đình, người còn thiếu một tiếng xin lỗi, Võ Thần Điện, các người còn thiếu một viên thần nguyên, ta thấy các người còn không có chuẩn bị kỹ càng, ta sẽ cho các người thời gian một năm sau, ta tại Thương Huyền. Chờ các ngươi, nhớ kỹ, các ngươi không cho. Chính ta tự lấy. Sắc mặt Tiết Vân Đình âm trầm lại, Tiết Thiên Sóc chỉ vào Khương Phàm gầm thét. Phần Thiên Thần Hoàng, không nên tùy tiện, người căn bản gánh không được Bát Châu Thập Tam Hải xâm lấn. Đừng tưởng rằng mượn nhờ thế giới hỗn độn thì đã có thể tùy ý xuyên thẳng qua thâm không, vọng tưởng biến Thương Huyền Đại Lục thành khu vực săn bắn. Hôm nay ta cứ nói ở chỗ này, Võ Thần Điện chúng ta sẽ liên hợp không võ các phương, càn quét thâm không, khóa chặt, trấn áp các ngươi. Dẫn quần hùng thiên hạ liên hợp tiến công. Thế giới hỗn độn sẽ trở thành chiến lợi phẩm đầu tiên của Bát Châu Thập Tam Hải, tất cả mọi thứ ở bên trong đều sẽ được chia cắt, bao gồm cả người của ngươi. Ta chờ mong biểu hiện của các ngươi. Khương Phàm tản truyền thừa táng diệt ra,
thu hồi thủy tổ phân thân, mang theo thiên hậu, đông hoàng toại, lui ra khỏi võ thần đảo. Trước khi đi, hắn mang theo ý vị sâu xa nhìn Tiết Vân Đình. Đại táng đã hiện ra, hoàng nê đài đã cướp đi, cục. Đã được bố trí xong. Tiết Thiên Sóc nhìn qua bóng dáng bọn người Khương Phàm đi xa mà tức giận gào thét. Thành thần đến nay đã hơn 1.000 năm, chưa bao giờ hắn cảm thấy uất ức giống như ngày hôm nay, nhưng hắn không thể không thỏa hiệp, nếu không ở bên ngoài sẽ thảm tao hủy diệt, tên điên Khương Phàm kia thật sự là có thể làm ra được. Sắc mặt của Tiết Vân Đình âm trầm đến dọa người, đầy ngập lửa giận cuồn cuộn như là muốn đốt hắn thành cho bụi. Hoàng Nê Đài khẳng định ẩn chứa bí mật lớn, là bí mật lớn có thể làm cho hắn thăng hoa lần thứ hai, vậy mà lại chắp tay nhường cho người khác. Lần này là chúng ta chủ quan, không nghĩ tới Khương Phàm cũng dám vượt biển buôn tập, khiêu khích võ thần điện chúng ta. Chuyện nhục nhã ngày hôm nay, ngày khác chúng ta hoàn trả gấp trăm lần. Trước đó Tiết Thiên Sóc đã tính toán sẽ liên hợp với Tiết Vân Đình, trấn trụ thế giới hỗn độn, đẩy tòa pháo đài di động kia từ trong hư không ra ngoài, bây giờ, hắn không chỉ muốn đẩy thế giới hỗn độn ra ngoài, mà còn muốn giết đến nơi đó. Ta muốn giết hắn, ta nhất định phải giết hắn. Lửa giận trong lồng ngực Tiết Vân Đình biến thành chiến hỏa, mặc kệ là căn cứ vào sỉ nhục của ngày hôm nay, hay là chuyện Khương Phàm khống chế đại táng truyền thừa, hắn đều muốn hủy diệt Khương Phàm. Trước đó chỉ là nghĩ đến đối kháng cùng những thiên kiêu nhân kiệt tại Thương Huyền kia, nhưng bây giờ, hắn lại muốn trực diện với cái tên cuồng nhân chiến tranh Khương Phàm kia. Còn có, hắn muốn truyền tin tức Khương Phàm khống chế ba loại đại táng cho mấy người thừa kế ở đế tộc kia. Hắn muốn để Khương Phàm tại lúc mới bắt đầu chiến tranh đã phải nghênh đón lục đạo lục táng liên hợp vây bắt. Sau khi Khương Phàm rời khỏi hư vọng chi hải, hắn không có trực tiếp trở về Thương Huyền mà là thuận thế xuôi nam, đi thẳng đến thần dụ chi hải ở lân cận. Tin tức về Hoàng Nê Đài vẫn đang tiếp tục dẫn phát oanh động, nếu như các phương biết được Thiên Kiếm Thần Tông đạt được Hoàng Nê Đài, khẳng định sẽ ngấp nghé. Dù sao Thiên Kiếm Thần Tông ở trong mắt ngoại giới chính là thời điểm suy yếu nhất, ngay cả có Thánh Hoàng hay không đều là không thể biết được, cho nên rất có thể sẽ đi đòi hỏi. Mặc dù Đại Vương, Bạch Tai, Đông Hoàng Toại đều đã bí mật đi qua, nhưng nếu có thần ma giáng lâm, bọn hắn coi như chống đỡ, cũng dễ dàng bại lộ, cho nên Khương Phàm vẫn muốn tự mình đi qua, thuận tiện hảo hảo nói chuyện hợp tác cùng tên cổ thần kia. Lúc này Thiên Kiếm Thần Tông còn nguy hiểm xa so với những gì Khương Phàm mong muốn. Cổ thần sớm tại 2 năm trước đã trùng tu trở về Thánh Hoàng. Ba thế trùng tu, ba thế cảm ngộ, luân hồi kiếm đạo càng tăng cao hơn so với dĩ vãng. Tại thời điểm nhận được thần cốt linh tủy mà Khương Phàm bí mật tặng tới, hắn cũng không có đụng vào. Không phải là không muốn đụng, mà là không dám đụng vào. Ăn vào đi dễ dàng, phun ra rất khó khăn, dù sao Khương Phàm cũng không phải là người tốt gì. Sẽ vô duyên vô cớ đưa thần cốt. Khẳng định có âm mưu. Huống chi, chính hắn đã có thể tu luyện tới Thánh Hoàng đỉnh phong, không cần thần cốt kích thích, về phần cảnh giới cao hơn, hắn cũng không hy vọng xa vời. Cho đến khi Hoàng Nê Đài xuất hiện, cổ thần ngay cả Thánh Hoàng trọn vẹn đều không hy vọng xa vời, vậy mà lần đầu tiên hắn thấy được hy vọng thành thần. Phần hy vọng này để cổ thần cảm thấy kích động cùng cuồng nhiệt đã lâu, cũng làm cho Thiên Kiếm Thần Tông lâm vào điên cuồng. Nhưng, ác mộng lại có thể tới bất cứ lúc nào. Hắc Ma Đại Lục đã tập trung vào bọn hắn. Sau khi cổ thần đạt được Hoàng Nê Đài, hắn đã triệu hồi toàn bộ đệ tử, toàn lực trấn thủ thần tông, cũng tận hết khả năng phong tỏa tin tức về Hoàng Nê Đài. Nhưng, hắn cũng không biết các nơi khác còn có càng nhiều Hoàng Nê Đài, bí mật về Hoàng Nê Đài cũng đã bắt đầu cuốn đi khắp thiên hạ. Sau khi Hắc Ma Đại Lục ma tộc biết được tin tức thì đã lập tức đánh tới. Đầu tiên, Minh Cổ ma tộc, ở phía đông Hắc Ma Đại Lục vượt qua 30 vạn dặm đại dương, sau một trận uy hiếp và gầm thét, bọn hắn đã khởi xướng tấn công mạnh đối với Thiên Kiếm Thần Tông. Minh Cổ ma tộc tuy thuộc hoàng đạo nhưng thực lực tổng hợp lại tương xứng cùng Thiên Kiếm Thần Tông, tấn công mạnh 7-8 ngày đều không thể bắt lấy. Sau đó chính là Thôn Thiên ma tộc ở đông bắc bộ Hắc Ma Đại Lục. Thôn Thiên ma tộc là một trong Tam Thiên ma tôn, thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh, huyết mạch lại xa xưa. Bọn hắn có thể phun ra nuốt vào nhật nguyệt, dung luyện càn khôn, thời kỳ đỉnh phong tại thời đại Hồng Hoang còn từng sinh ra ma đế, thậm chí mưu toan nuốt cả cửu thiên thập địa. Chỉ là Thôn Thiên ma tộc quá kiêu ngạo, cho dù phụ thuộc vào Hắc Ma đế tộc, cũng không phải là hoàn toàn thần phục, cho nên đã hơn 3 vạn năm cũng không có từng sinh ra ma hoàng. Lần trước cùng đi chinh chiến Côn Lôn chính là vì Hắc Ma hoàng hứa hẹn cho bọn hắn thần cốt, kết quả lại bị trọng thương.
bây giờ có được bí mật về Hoàng Nê Đài, bọn hắn cơ hồ đều dốc hết toàn lực, do hai tôn thánh hoàng dẫn đội, đuổi giết Thiên Kiếm Thần Tông. Một Minh Cổ Ma tộc đã để Thiên Kiếm Thần Tông tiếp nhận áp lực thật lớn, miễn cưỡng có thể bằng vào ưu thế phòng ngự mà kiên trì nổi, bây giờ lại đến một thôn Thiên Ma tộc càng mạnh hơn khác, Thiên Kiếm Thần Tông đã lập tức lâm vào nguy cơ. Khi Đại Vương và bọn người Bạch Tai chạy tới nơi này, chính là lúc Thiên Kiếm Thần Tông đang bị hai đại ma tộc tấn công mạnh, kiếm chiều ngập trời chống cự lại ma chiều cuồng bạo, như hòn đảo chống cự với mưa to gió lớn, như là lúc nào cũng có thể bị lật úp. Tràng diện kia vô cùng nguy cơ. Bây giờ bọn Đại Vương muốn trà trộn vào cũng không có bất kỳ khả năng gì. Mà bây giờ bọn hắn lại không thể bại lộ mối quan hệ cùng Thiên Kiếm Thần Tông. Sau khi bàn bạc một phen, bọn hắn đã làm một quyết định mạo hiểm. Thiên Kiếm Thần Tông, làm giao dịch thì sao? Một tiếng gào thét hùng hậu vang vọng đất trời, vượt trên cả chiến đấu kịch liệt. Đại Vương khống chế hải triều từ từ đi lên, chiến khu khổng lồ hơn 500 mét, tràn ngập khí thế nặng nề như đại dương. Mai rùa tràn đầy mũi nhọn, ý lạnh lạnh lẽo, như là không thể phá vỡ, đại xà quay quanh chiến khu, tràn ngập uy lực huyền minh. Huyền Vũ, thôn Thiên Ma tộc cùng Minh Cổ Ma tộc nhao nhao ngừng tấn công, nhanh chóng tập kết sẵn sàng chiến đấu, lại lập tức phán định ra thực lực thật sự của tôn Huyền Vũ kia cảnh giới Thánh Hoàng. Các đệ tử và trưởng lão bên trong Thiên Kiếm Thần Tông đang chật vật tuyệt vọng chống cự, ma tộc còn không có tản ra, yêu tộc lại tới. Lại còn là Huyền Vũ đế tộc, xong. Lần này thật sắp xong rồi. Thiên Kiếm Thần Tông, giao Hoàng Nê Đài cho ta. Ta bảo đảm các ngươi bình yên vô sự. Đại Vương cố ý đè ép tiếng nói, ngẩng đầu lên, đưa ra một phách lối dáng vẻ cao ngạo. Chỉ bằng một mình ngươi cũng vọng tưởng đối kháng với chúng ta. Lão Tổ Thánh Hoàng của Minh Cổ Ma Tộc giống to, ma uy cuồn cuộn, ma khí cuồn cuộn, bên trong như là có ngàn vạn ma hồn đang gầm thét. Hắc Ma Đế Tộc cũng không dám gầm loạn với lão tử. Người chán sống rồi. Đại Vương giơ lên móng vuốt đánh ra hải triều, va chạm trong nháy mắt như là thiên thạch va chạm đại dương mênh mông, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng đất trời, đại dương đều nổi lên gợn sóng, kéo dài không dứt. Răng rắc, phía sau lưng Đại Vương đột nhiên bạo động ra cốt thứ dày đặc sắc nhọn, dài đến vài trăm mét, chuẩn bị đâm đến trời, khuấy động ba động làm cho người ta phải hồi hộp. Đây không phải là mai rùa của nó. Mà là Bạch Tai đang núp ở bên trong, rất khéo léo tạo ra được khí thế đặc biệt. Hai người phối hợp, uy thế tăng nhiều. Minh Cổ Ma Tôn cau chặt lông mày, đây là vũ khí gì? Ta nhắc nhở các ngươi nên làm rõ ràng cục diện. Bây giờ Hắc Ma Đế tộc không có nửa phần tư cách dám kêu gào cùng với Huyền Vũ Đế tộc chúng ta, bọn làm cho các ngươi đây, ngậm miệng lại cho lão tử. Mắt Đại Vương lộ ra hung quang, sau khi phách lối quát tháo, nó lại nói với Thiên Kiếm Thần Tông. Các ngươi không gánh nổi Hoàng Nê Đài, giao ra mới có thể bảo đảm an nguy toàn tông, nếu không, pháp trận vừa vỡ, thứ các ngươi rớt cũng sẽ không chỉ là Hoàng Nê Đài. Sở dĩ tất cả Hoàng Đạo Hải vực có thể chiếm được một vị trí tại Thiên Khải, bao nhiêu đều có liên quan cùng Huyền Vũ Đế tộc chúng ta. Hôm nay ngươi giao Hoàng Nê Đài ra, sau này Thiên Kiếm Thần Tông tại Thiên Khải Hoàng Thành, ta có thể bảo đảm ngàn năm không việc gì. Bên trong Thiên Kiếm Thần Tông, gia chủ cùng các lão tổ của Tam Đại Kiếm Phái đều đầy mỏi mệt, khẩn trương nhìn thế cục bên ngoài. Lần đầu tiên bọn hắn cảm thấy tông môn mà bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lại suy yếu như vậy. Ngày xưa, Thánh Hoàng đã có thể bảo đảm một hoàng đạo hưng thịnh, tám phương kính sợ, nhưng bây giờ sóng gió nổi lên, loạn cục bộc phát, muốn giữ vững cơ nghiệp, nhất định phải có thần tôn trấn thủ. Nhưng, Hoàng Nê Đài chính là cơ hội ngàn năm một thuở để bọn hắn bồi dưỡng thần tôn. Toàn tông trên dưới đều yên tĩnh như chết, không có người nào tỏ thái độ, không có người nào nghị luận, rất nhiều ánh mắt đều nhìn phía đại điện trên đỉnh núi, nơi đó có lão tổ của bọn hắn. Vẻ mặt của cổ thần rất bình tĩnh, không vui không buồn, vẫn cùng bình thường, nhưng trong lòng đã bắt đầu chần chờ. Hắn thật không nghĩ tới Hoàng Nê Đài lại có thể mang theo ma tộc nhanh như vậy, mà từ trong lời nói của Minh Cổ ma tộc đó có thể thấy được, Hoàng Nê Đài đã là thần vật được cả thiên hạ đều biết đến. Mà còn xuất hiện rất nhiều, ngay cả đế tộc cũng bắt đầu nhúng tay cướp đoạt. Bọn hắn phải giữ Hoàng Nê Đài như thế nào mới được? Bây giờ đã là Minh Cổ Ma Tộc và Thôn Thiên Ma Tộc tới, phía sau còn có hai ma tộc cường đại là Hình Thiên Ma Tộc và Kình Thiên Ma Tộc có được Ma Hoàng. Hoàng Nê Đài, giữ không được. Tạo hóa trêu ngươi, hắn vốn không có ý hy vọng xa vời sẽ bước đến thần cảnh, ông trời lại đột nhiên cho hắn hy vọng, hắn vừa muốn nắm chắc cơ hội, lại phải chắp tay nhường cho người khác. Giờ khắc này,
tại khu vực vách núi phía bắc hải đảo. Sóng lớn mãnh liệt, va chạm lên bọt nước đầy trời, pháp trận kích phát ra cường quang lạnh thấu xương, ngũ hành kiếm khí đảo loạn năng lượng thiên địa. Một cỗ không gian ba động đột nhiên xuất hiện, bên trong xuất hiện một bóng người, dùng sức vẫy tay đối với người trong pháp trận. Ai, nơi này, nha đầu kia, nhìn chỗ này đi, lão đầu nhi kia, nhìn nơi này. Đông Hoàng Toại mượn nhờ hải triều cùng kiếm triều ẩn nấp tung tích, cẩn thận từng ly từng tí hấp dẫn sự chú ý ở bên trong. Sư phụ, nhìn, nơi đó có người. Một vị nữ đệ tử lay lấy sư phụ. Trưởng lão lập tức cảnh giác. Chớ khẩn trương, ta, Đông Hoàng Toại, Khương Phàm phái tới. Đông Hoàng Toại mang theo sóng nước từ bên ngoài vào trong hư không, ngưng tụ chữ thành, truyền lại tin tức vào bên trong. Huyền Vũ, là Huyền Quy. Xương Cốt, là người biến. Các ngươi đã gặp qua. Đông Hoàng Toại tạo chữ rõ ràng truyền đến trong pháp trận. Sắc mặt vị trưởng lão kia đại biến, vội vàng rời khỏi pháp trận, chạy đến chỗ không giới hạn thông báo. Phó tông chủ Phó Hành không rất nhanh đã chạy tới nơi này, liếc mắt một đã liền nhận ra giáo chủ Cửu Thiên Thần Giáo, Đông Hoàng Toại. Làm bộ, giao cho chúng ta. Chúng ta, phía sau lại vụng trộm đưa cho các ngươi. Chúng ta, có ba cái, không đoạt của các ngươi. Nếu như chúng ta an toàn rút đi, các ngươi coi như cái gì không có phát sinh. Nếu như, chúng ta bị nhận ra, các ngươi hung hăng mắng. Đông Hoàng Toại ngưng tụ ra từng chữ, hiện ra cho bên trong nhìn. Phó Hành không nhìn Đông Hoàng Toại ở bên ngoài, khoa tay múa chân, thể hiện một trận quái dị. Thiên Kiếm Thần Tông, nhanh làm quyết định, làm một cái quyết định sáng suốt. Đại Vương tiếp tục ở phía xa, chu lên, đong đưa thân thể, phát động đại dương mênh mông. Thôn Thiên Ma Tộc, Minh Cổ Ma Tộc, các ngươi cũng đừng coi là cướp được Hoàng Nê Đài thì có thể đạt được nó. Hắc Ma Đế Tộc liên tục tổn hại hai tôn ma hoàng, đối với khống chế ma tộc phụ thuộc đã yếu bớt trên diện rộng, chắc chắn sẽ không cho phép các ngươi lại sinh ra ma hoàng mới. Đại Vương nện bước nặng nề, khống chế đại dương muốn tới gần phía trước. Minh Cổ Ma Tôn, Thôn Thiên Ma Tôn đều không hẹn mà cùng bước lên mấy bước, ánh mắt lăng lệ. Ai chán sống, tại thế giới hải vực này, thực lực của ta có thể ngược mỗi một kẻ các ngươi. Đại chiến đế ước sắp đến, các ngươi dám tổn thất thánh hoàng sao? Ta cảnh cáo các ngươi, nếu như Hoàng Nê Đài thuộc về ta, chính là thần vật của Huyền Vũ đế tộc chúng ta. Nếu như các ngươi dám đoạt, chính là tuyên chiến. Nhưng các ngươi phải suy nghĩ kỹ, Hắc Ma đế tộc dám tuyên chiến cùng Huyền Vũ đế tộc chúng ta sao? Bọn chúng, dám sao? Huyền Vũ phách lối điên cuồng gào thét, chẳng những không có dừng lại, ngược lại còn cố ý tăng thêm tốc độ, trực tiếp đi tới phía trước Thiên Kiếm Thần Tông. Nội bộ Thiên Kiếm Thần Tông sau khi trải qua thảo luận ngắn ngủi, cổ thần đã quyết định giao ra. Mặc dù không phải rất tin tưởng đám thổ phỉ Khương Phàm kia, nhưng loại tình huống bây giờ này, hắn rõ ràng không gánh nổi Hoàng Nê Đài, còn không bằng thử một lần. Hoàng Nê Đài, chúng ta từ bỏ. Nhưng, Huyền Vũ đế tộc các ngươi nhất định phải bảo đảm địa vị của Thiên Kiếm Thần Tông chúng ta tại Thiên Khải chiến trường. Được cổ thần ra hiệu, tông chủ Cổ Vân Thiên đã đưa Hoàng Nê Đài ra khỏi pháp trận bảo vệ. Cổ Vân Thiên thuận tiện gọi hai đại ma tộc. Không phải chúng ta không cho các ngươi, là các ngươi cũng không giữ được. Các ngươi đã làm một cái quyết định vô cùng chính xác. Từ nay về sau, ai dám khiêu khích Thiên Kiếm Thần Tông các ngươi, chính là khiêu khích Huyền Vũ đế tộc, mặc kệ là tại hải vực hay là tại Thiên Khải chiến trường, các ngươi đều có thể yên tâm làm việc. Đại Vương rất hài lòng mà thu Hoàng Nê Đài vào mai rùa, khống chế hải triều quay người rời khỏi. Bạch Tai giấu ở trên mặt mai rùa, cố gắng duy trì cốt thứ. Đông Hoàng Toại mang theo Khương qua cùng mấy người Hàn Ngạo ẩn nấp ở trong hư không. Đại Vương đi ở phía trước rất phách lối, bọn hắn giấu cũng rất khẩn trương. Nếu như có thể an toàn rời khỏi, đương nhiên là tốt nhất, nếu như bị phát hiện, coi như thật phiền toái. Không chỉ có sẽ bị bọn ma tộc này cắn, đến tiếp sau còn sẽ có ma tộc khác giết tới. Cổ thần và đám người đứng tại đỉnh núi, đưa mắt nhìn bọn hắn dần dần đi xa, tâm cũng chậm chậm nhấc lên. Không chỉ có lo lắng bọn người Đông Hoàng Toại sẽ bị phát hiện, còn lo hơn đám gia hỏa kia cứ đi thật như vậy hơn. Là một đi không trở lại. Dù sao cũng là một đám thổ phỉ cướp bóc, thật sự là để cho người ta không yên lòng. Chậm đã. Lão Ma Tôn, sát khâm của thôn Thiên Ma Tộc đột nhiên lên tiếng, gọi Đại Vương đang rời khỏi lại. Thanh âm không lớn, lại cộng minh cùng thiên hải, như là thiên âm cuồn cuộn, truyền khắp mấy trăm dặm. Trái tim Đại Vương co rụt lại. Tiếp tục đi lên phía trước.
Sát Khâm có chút nhíu mày, nhìn chằm chằm đại vương. Ngươi không phải tộc trưởng của Huyền Vũ đế tộc, cũng không phải đại thống lĩnh, mà chỉ sợ vị kia bây giờ hẳn là đang bế quan trùng kích thần linh cảnh. Ngươi, là ai? Đại vương tiếp tục đi lên phía trước. Ngươi không nhìn ra được sao? Ta vừa mới tiến tới Thánh Hoàng. Thánh Hoàng thứ hai của thôn Thiên Ma tộc, Sát Đồ cũng nói. Ta quanh năm trấn thủ Thiên Khải nuốt Thiên Hoàng thành, nhận biết các vị thánh vương thống lĩnh của Huyền Vũ đế tộc, nhưng ngươi chưa thấy qua. Đại vương có chút luống cuống, tốc độ bắt đầu tăng tốc. Huyền Vũ chúng ta đều có dáng dấp giống nhau như đúc, mà tộc ngươi còn có thể nhận ra sự khác biệt. Giọng của Sát Khâm ù ù, uy áp thiên hải. Theo như ngươi nói, nhân tộc cũng đều dáng dấp một dạng đâu. Ngươi, rốt cuộc là ai? Ta à, chiến binh được Huyền Vũ đế tộc bí mật bồi dưỡng. Ngươi đang hoài nghi cái gì? Đại vương bỗng nhiên quay người, cao ngạo rằng co với Sát Khâm. Huyền Vũ đế tộc quả nhiên lợi hại, thì ra là đang nuôi dưỡng hai chiến binh, một kẻ đang thành thần, một kẻ thì bước lên thánh hoàng. Trách không được đại thống lĩnh của các ngươi vừa mới 500 tuổi đã chuẩn bị thoái vị. Đó là đương nhiên, ta chính là đại thống lĩnh tương lai. Hắn đang lừa ngươi. Một tiếng gầm nhẹ đột nhiên từ hư không truyền đến. Cái gì? Đại vương khẽ giật mình, câu nào có vấn đề? Đại thống lĩnh của Huyền Vũ không phải 500 tuổi. Đông Hoàng toại ở hư không ảo não, không nghĩ tới thôn Thiên Ma tộc lại xảo quyệt như thế. Ngươi, rốt cuộc là ai? Sát Khâm đột nhiên phát ra tiếng ma hống thật lớn, bầu trời lắc lư, biển cả sôi trào. Đại thống lĩnh của Huyền Vũ đế tộc năm nay vừa 300 tuổi, là người thừa kế tộc trưởng hạ nhiệm, người ngay cả điều này cũng không biết. Sát Đồ cuồn cuộn ngực bụng, bỗng nhiên khẽ hấp, bầu trời xuất hiện tầng tầng gợn sóng, đại dương kịch liệt chập trùng, giống như là muốn toàn bộ tràn vào trong thân thể của hắn. Ta đương nhiên biết, mẫu thân nó, là ta không nghe rõ, cách vài trăm dặm. Lão tử có thể nghe cái đại khái cũng không tệ rồi. Đại vương ngao ngao hai tiếng, quay đầu vắt chân lên cổ phóng đi. Đừng giải thích nữa, đi. Đông Hoàng toại hô to. Không gian cuồn cuộn, hóa thành vòng xoáy, như ác long xuất huyên, một ngụm nuốt về phía Huyền Vũ. Oanh! Sát Đồ bỗng nhiên khẽ hấp, bầu trời và đại dương đều bị hắn hút vào trong người. Bầu trời lùi lại, hải triều nhấc lên, phạm vi thôn nạp từ mấy chục dặm đến gần trăm dặm. Lại đến mấy trăm dặm, trùng điệp, liên miên bất tuyệt. Sát Đồ tiếp tục bành trướng chiến khu lên trăm mét, ngàn mét, vạn mét, ba vạn mét, như là một tôn đại ma hồng hoang, chân đạp đại dương, giơ cao lên trời, mặt ngoài chiến khu to lớn đều nổi lên gợn sóng. Giống ma tôn đầu tiên, Sát Khâm cùng với các thánh vương, thánh linh còn lại, tất cả thôn thiên ma tộc đều sôi trào huyết mạch, bắt đầu thôn trời nạp biển. Chiến khu thẳng tắp nhao nhao bành trướng. Từ mấy ngàn mét đến mấy vạn mét không giống nhau, tầng mây trên bầu trời như cuồng phong gào thét, đều không ngừng liên tục bị nuốt nạp đến bên trong chiến khu, về mãnh liệt tiếp tục chìm xuống, lộ ra căn cơ của hòn đảo, lộ ra đáy biển dãy núi, số lượng lớn hải thú đều bị bọn chúng nuốt vào khoang bụng. Trong hư không, Đông Hoàng toại mang theo tất cả mọi người phóng tới, nhưng hư không đều như đại mạc, bị kéo lui lại. Ngọa tào, nghiêu bức như vậy, nhanh nhanh nhanh, nhanh đi. Bọn đại vương kêu lên đầy sợ hãi. Chịu đựng. Đông Hoàng toại cưỡng ép đạo ngấn dày đặc, nhưng đúng vào lúc này, thiên hải bị mãnh liệt kéo lấy đã đạt tới cực hạn, ầm ầm nổ vang, cửu thiên rơi xuống, hư không sụp đổ, toàn bộ bọn hắn đã từ trong thâm không rơi ra, hỗn loạn tháo chạy. Đông Hoàng toại, là các ngươi. Đám yêu ma Sát Khâm liên tiếp dừng lại, nhưng không đợi thiên hải bình tĩnh, toàn thân bọn hắn đã nổi lên gợn sóng quỷ dị, há mồm phun ra một chùm sáng năng lượng kinh khủng. Liên miên bất tuyệt, hạo như cuồng chiều, chiến khu mấy ngàn mấy vạn mét của bọn chúng nhanh chóng rút về. Đều tới đây. Bạch Tai cưỡng ép khống chế hài cốt của tất cả mọi người, kéo đến trên thân đại vương, ngay sau đó hình thành cốt giáp cứng cỏi, như tấm chắn che đại vương lại. Đại vương rơi xuống, đạp mạnh lộ ra dãy núi dưới đáy biển, nó ngẩng đầu lên hét lớn đầy giận dữ, đại xà quay quanh, uy lực huyền minh sôi trào, từng tầng mê quang nở rộ đến cực điểm, sáng chói mà thần bí. Hình thành 8 tầng huyền minh thuẫn, một tầng huyền minh biểu tượng uy lực của một vùng biển, cảnh giới càng mạnh, tiếp dẫn năng lượng càng khủng bố hơn, bát trọng huyền minh, 8 mảnh hải vực. Oanh! Ầm 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 ầm. Tập thể thôn thiên ma tộc thả ra bạo kích, liên tiếp oanh kích huyền minh thuẫn của đại vương, như thiên thần đánh vào huyền thiết, như sóng lớn đụng mạnh tới trụ trời, chấn thiên động địa, âm thanh chấn nứt bát hoang.
Đại vương lấy uy lực một mình ngạnh kháng với cơn tức giận của một bộ tộc, mặc dù liên tiếp lui về phía sau, nhưng lại không ngừng điên cuồng gào thét, cho đến thời khắc cuối cùng, Huyền Minh Thuẫn vỡ nát, chiến khu khổng lồ đột ngột nhảy lên lật mấy chục lần, nhưng cốt giáp cứng cỏi Đức Bạch Tai duy trì đã thay nó triệt tiêu tổn thương sau cùng. Giống. Đại vương nhấc lên tới, tức giận gào thét. Khương Phàm kiếp trước kiếp này liên sát Hắc Ma Tam Hoàng, những huynh đệ chúng ta đây đều nhìn không được, vốn định tha tính mệnh các ngươi, không thể lại để cho Hắc Ma Đại Lục mất mặt. Vậy mà bọn ngu xuẩn các ngươi đây, nhất định phải tự tìm khó xử sao? Thôn Thiên Ma Tộc, các ngươi là tự tìm đường chết. Bạch Tai bay lên không, toàn thân bộc phát ra cốt khí, ngưng tụ thành lít nha lít nhít cốt thứ, mỗi chuôi đều chỉ dài có 3 đến 5 mét, nhưng số lượng lại từ mấy trăm bạo tăng đến 100 ngàn, bao phủ trời cao, cứng cỏi sắc bén, mỗi chuôi cốt thứ đều tràn ngập cốt khí đặc biệt, một khi đánh trúng người thì sẽ như là đạn tạc đánh vỡ vụn hài cốt. Ngô Chính Nguyên nhảy ra khỏi mai rùa, xoay xoay cổ, thể hiện ra hỗn độn chiến khu cường hoành. Hôm nay hắn đã không chỉ gần như lại một lần nữa ngưng tụ được giới nguyên thạch tại khí hải, mà sau khi kéo dài dùng thái nhất kim tủy đan hắn cũng càng trở nên mạnh hơn. Hắn vung hỗn độn trọng chùy lên, ba đầu sáu tay hét lớn. Ngươi không nên nhận ra chúng ta. Đông Hoàng Toại đưa tay chỉ tới phía thôn Thiên Ma tộc, từng sợi đạo ngấn không gian giống như là tinh linh nhảy nhót ở trên đầu ngón tay hắn, nhìn tinh xảo lộng lẫy, nhưng mỗi một sợi đạo ngấn đều ẩn chứa không gian huyền diệu, uy lực vô tận cực mạnh. Hàn Ngạo kích phát thú văn, hóa thành phong bạo cự long hơn 2 vạn mét, toàn thân đen kịt, giống như là sơn lĩnh hắc ám đang hoành hành, quay quanh tại bầu trời, phong nguyên lực giữa không gian đều nhanh chóng bạo động, mà đại long đao cường hãn thì bị hắn hóa thành xương rồng, một thanh long cốt thần binh với mênh mông thần uy đang khuấy động trong cơ thể, để đầu cự long hơn 2 vạn mét này bắn ra uy thế cường đại giống như hoành tảo thiên quân. Khương Bân cũng không yếu thế, bởi vì sớm thôn phệ thần dương huyết, thực lực đã đạt tới thánh vương đỉnh phong. Hắn cao hơn nghìn thước, không khổng lồ giống như cự long nhưng lại có được lực lượng cường đại có thể so với cự long, không có hai cánh, nhưng lại có sừng thiên long đặc hữu của thiên long, cùng thiên long lăng thuật. Thần thương hoàn toàn thức tỉnh thì khuấy động liệt diễm nóng bỏng, giống như một tôn thần hoàng, vỗ cánh đi theo. Long phượng cùng quấn, như song vương lâm thế. Chu Thanh Thọ không có xuất hiện, mà giấu ở bên trong mai rùa, nắm chặt tinh thần kiếm, chuẩn bị xuất kích bất cứ lúc nào. Xem như cho bọn hắn để lại một cái chuẩn bị ở sau. Bọn hắn đột nhiên bày ra thực lực đội hình để bầu không khí của táo bạo của thôn Thiên Ma tộc dần dần bình phục. Dòng dã bốn tôn thánh hoàng, Huyền Vũ, Hỗn Độn Chiến Khu, Cửu Thiên Giáo Chủ. Ngoại trừ xương cốt không biết ra thì ba tên này đều không phải kẻ vớ vẩn. Mà hai kẻ khác lại là Cự Long và Tử Kim Thiên Long. Thôn Thiên Ma tộc mặc dù đã tham gia qua cuộc chiến Côn Lôn, nhưng lại là ở đỉnh Côn Lôn cách 10 vạn mét. Không từng tới phía dưới, hôm nay mới biết dưới trướng Khương Phàm lại có nhiều cường giả kinh khủng như vậy. Đây đều là móc ra từ chỗ nào? Đông Hoàng Toại, các ngươi cũng dám gạt chúng ta. Cửu Thiên Thần Tôn không có ở đây, các ngươi cũng không cần mặt sao. Lúc này, Thiên Kiếm Thần Tông dựa theo chỉ thị mà tức giận gào thét. Khóe mặt Đông Hoàng Toại giật một cái, bảo các ngươi mắng Khương Phàm, không có bảo các ngươi mang thần tôn của chúng ta lên. Bên trong Thiên Kiếm Thần Tông đều là chút kiếm sư cao ngạo, thật không có biết cách làm sao mắng người hơn được nữa, dưới loại tình huống này bọn hắn chỉ muốn biểu đạt cảm xúc bi phẫn, làm sao hung ác hơn được nữa. Khương Phàm cướp bóc Thương Huyền, hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào, các ngươi cũng đi theo học xấu. Hỗn đản, vô sỉ, dám ngụy trang Huyền Vũ Đế tộc, sao các ngươi lại cùng giả bộ đến cả Long tộc? Trả hoàng nê đài lại, nếu không chúng ta và các ngươi không xong đâu. Các trưởng lão bên trong Thiên Kiếm Thần Tông càng mắng càng khởi kình, đệ tử ở phía dưới nhìn các trưởng lão đều gắn vui mừng, cũng vén tay áo lên kéo cuống họng mắng lên. Tất cả im miệng cho ta, có tin ta lật ngược Thiên Kiếm Thần Tông các ngươi hay không? Đông Hoàng Toại giận dữ gầm lên, thanh âm tràn ngập lực lượng không gian, trong chớp mắt đã truyền khắp hơn nghìn dặm, như trời quang nổ tiếng sấm, chấn động thiên hải. Thiên Kiếm Thần Tông nhanh chóng an tĩnh. Nhưng đệ tử còn có ý còn chưa hết lại liên tiếp nhìn về phía đỉnh núi, chờ đợi hiệu lệnh của các trưởng lão. Không sai biệt lắm. Phó Hành Không ho nhẹ vài tiếng, vừa rồi hơi có vẻ phóng túng. Thiên Kiếm Thần Tông, chờ chúng ta trở thành đế tộc thứ 9, nhất định sẽ bảo đảm các ngươi vạn năm hưng thịnh, các ngươi cứ kiên nhẫn chờ xem. Thôn Thiên Ma tộc, Minh Cổ Ma tộc, kẻ thông minh đều ở lại nơi này, đừng tìm phiền phức. Nếu như phát hiện có ai đi theo, chúng ta lập tức phản kích.
không chết không thôi. Đại vương cao ngạo gào thét, cuồng vượt hải triều, vũ dũng bức người. Bầu không khí trong thôn thiên ma tộc rất nghiêm trọng. Sát khâm cách khoảng không mà rằng co, cũng không dám tùy tiện hành động. Mặc dù huyết mạch của thôn thiên ma tộc bọn hắn vô cùng cường đại, nhưng trong này lại có trọn vẹn 4 vị thánh hoàng, thực sự vô lực khiêu chiến. Trừ phi, minh cổ ma tộc nguyện ý phối hợp. Nhưng, nếu cướp được thì hoàng nê đài sẽ thuộc về ai? Minh cổ ma tộc và bọn hắn vẫn mãi không thể nào hòa thuận, vào lúc này há lại chịu giúp bọn hắn. Đều thành thành thật thật đợi cho ta, chớ tự lấy đau khổ. Đại vương uy hiếp, sau đó khống chế hải triều bắt đầu lui lại, tiếp tục kéo ra khoảng cách. Nhanh, tận lực nhanh lên, nếu như ma tộc khác đuổi tới, chúng ta sẽ rất phiền toái. Đông Hoàng toại sợ nhất là hình thiên ma tộc và kình thiên ma tộc, bởi vì hai đại ma tộc kia có ma hoàng. Đuổi đi, sao lại không đuổi? Minh cổ ma tôn kích thích sát khâm. Minh cổ ma tộc dũng cảm như thế, vì sao không đuổi? Sát khâm hừ một tiếng. Nhìn qua Huyền Vũ đang đi xa, trong lòng thật sự là không cam tâm. Ta có một đề nghị, ngăn chặn bọn hắn. Ngăn chặn thì có ý nghĩa gì? Bọn hắn có không võ, sớm muộn cũng có thể đột phá ngăn cản. Ngăn chặn cái 3 năm ngày, ngăn cản bọn hắn về Thương Huyền. Đến lúc đó, khả năng hình thiên ma tộc, kình thiên ma tộc, chạy tới. Nhưng, chỉ cần chúng ta cao điệu hô một câu, đây là lễ vật chúng ta dâng tặng cho Hắc Ma đế tộc, hình thiên và kình thiên dám độc chiếm sao? Nếu như Hoàng Nê Đài là xuất hiện ở trong lãnh địa nào đó của bọn hắn, hoặc là bị bọn hắn lấy trước, Hắc Ma đế tộc sẽ lo lắng, không thể cưỡng ép cướp đoạt, nhưng đây là hai phe chúng ta vây khốn, nếu như bọn hắn cướp đi, Hắc Ma đế tộc cũng có lý do thích hợp mời về. Mà phần này công lao, cuối cùng sẽ tính tới trên đầu chúng ta. Mặc dù chúng ta không chiếm được Hoàng Nê Đài, nhưng Hắc Ma đế tộc chắc chắn sẽ không bạc đãi chúng ta. Ngươi cứ nói xem. Minh cổ ma tôn giật dây sát khâm. Hoàng Nê Đài khẳng định là không cầm được, nhưng cứ đi như thế, thực sự rất tiếc hận. Sát khâm hừ lạnh. Minh cổ ma tộc quả nhiên đều là chút xảo trá. Ha ha, cái này gọi thông minh. Thôn thiên ma tộc các ngươi khẳng định là không rõ ý nghĩa của hai chữ này. Nếu không phải vậy, các ngươi cũng không luân lạc tới tình trạng này, đã thành phụ thuộc, còn không được trọng dụng. Ngươi chán sống. Ta đang giúp ngươi thỉnh công với Hắc Ma đế tộc, ngươi lại muốn giết chết ta. Thôn thiên ma tộc không biết tốt xấu như vậy, không trách Hắc Ma đế tộc muốn khống chế các ngươi, nhưng lại không dám bỏ mặc các ngươi. Ngươi, nên tự hỏi xem ngươi có làm hay không đi. Minh cổ ma tộc rất muốn một mình độc chiếm công lao này, nhưng không có thôn thiên ma tộc, bọn hắn khốn không được tôn Huyền Vũ kia, mà không có thôn thiên ma tộc, một trong tam thiên ma tôn, này, chờ hình thiên ma tộc cùng kình thiên ma tộc tới, minh cổ ma tộc bọn hắn cũng không dám làm càn. Vây quanh. Sát khâm quả quyết làm ra quyết định, sau khi ra hiệu với sát đồ, hắn vượt biển bạo động, xông về phía Huyền Vũ đang đi xa. Thôn thiên ma tộc mặc dù không có sinh ra ma hoàng, nhưng bằng việc mượn nhờ huyết mạch cùng truyền thừa cường hãn, vị ma tôn đầu tiên này vẫn là cấp bậc thánh hoàng đại viên mãn. Thôn thiên ma tộc, toàn thể thiêu đốt huyết mạch, nuốt luyện cửu thiên, loạn hư không cho ta. Sát đồ theo sát bay lên không, đạp tan đại dương mênh mông, nhanh chóng đuổi bắt. Đuổi. Minh cổ ma tôn kích phát ra ma khí mục nát, liên hợp thôi động chiều cường mục nát, nhanh chóng lan tràn về phía trước. Thật sự tới, không muốn sống nữa à? Đông Hoàng toại quay đầu nhìn ra xa. Bọn hắn muốn ngăn chặn chúng ta, mau mau, kéo ra khoảng cách an toàn, bọn hắn sẽ không đuổi kịp. Đại vương lo lắng thúc giục. Nó cũng không muốn bị ma tộc kéo tới Hắc Ma đại lục dùng làm tấm thuẫn. Bạch Tai, cho bọn hắn một bài học trước. Đông Hoàng toại mở rộng hai tay, nhấc lên thủy triều không gian, ở giữa thiên hải cứ như là xuất hiện đại mạc, nổi sóng chập trùng. Bạch Tai lần nữa bộc phát cốt khí mà hắn đang vận sức chờ phát động, ngừng kết thành lít nhít cốt thứ, mỗi chuôi đều chỉ có dài 3, 5 mét, nhưng số lượng lại từ mấy trăm bạo tăng đến mấy ngàn, hơn vạn, cuối cùng đạt tới 100 ngàn, bọn chúng bao phủ trời cao, cứng cỏi sắc bén, mỗi chuôi cốt thứ đều tràn ngập cốt khí đặc biệt. Đánh cho ta! Đông Hoàng toại hét lớn một tiếng, thanh chấn thiên hải. Xương cốt toàn thân Bạch Tai phát sáng, chiếu thấu ra thịt, như là hóa thân thành đầu lâu, sau một khắc, ý thức hải toàn lực khống chế tất cả cốt thứ như mũi tên rời cung, nổ bắn ra trời cao, như mưa to gió lớn chút xuống. Chiều cường không gian của Đông Hoàng toại lập tức cuồn cuộn, 100.000 cốt thứ nháy mắt đã biến mất, lần nữa xuất hiện đã là bên ngoài 300 dặm.
Thôn Thiên ma tộc cùng Minh Cổ ma tộc đang dùng tốc độ cao nhất phóng tới, càng lúc càng nhanh, chiến ý càng ngày càng cao, nhưng giữa lúc đột ngột, không gian phía trước lại vặn vẹo, ngay sau đó 100.000 cốt thứ đập vào mặt, tốc độ tấn mãnh, sắc bén thấu xương. Hai đại ma tộc nhao nhao bị chặn đánh. Thôn Thiên ma tộc cuồng dã thôn phệ, đặt vào trong cơ thể dung luyện. Minh Cổ ma tộc lấy ma khí mục nát ăn mòn, cốt thứ còn không có tới gần thì đã biến thành tro cốt. Nhưng số lượng cốt thứ thật sự là quá nhiều, chừng hơn phân nửa số lượng xông phá đã được ngăn trở, còn lại đều đánh vào trên người bọn họ, đâm xuyên qua da thịt, đâm vỡ vụn hài cốt. Quần ma kêu rên, trong lúc phóng tới thì lại bay ngược ra ngoài, hài cốt vỡ vụn, đau đến không muốn sống, nhao nhao bạo loạn trong hải triều cuồng bạo. Sát khâm, sát đồ, Minh Cổ ma tôn bằng vào thể phách cường hãn, ngạnh kháng lại cốt thứ, nhưng trùng kích kịch liệt vẫn tác động đến xương cốt toàn thân. Tựa như là tiếp nhận một thanh trọng chùy bạo kích khiến cho xương cốt muốn nát. Đây là chiêu thức gì? Đám sát khâm có phản ứng, nhưng tốc độ vẫn không giảm, tiếp tục chạy đuổi bắt như điên, không hy vọng xa vời sẽ vây chết Huyền Vũ, nhưng nhất định phải kéo ở lại thần dụ chi hải. Nhưng, đuổi bắt còn chưa bắt đầu, không gian nơi xa đã đột nhiên sụp đổ, liệt diễm tuôn ra, uy lực hủy diệt tràn ngập khắp đất trời quét sạch đại dương, mênh mông thần uy khiến quần ma hồi hộp. Sắc mặt sát khâm đột nhiên biến đổi, thần uy xuyên thấu cơ thể để linh hồn hắn đều hồi hộp. Khương Phàm xông ra khỏi hư không, hai con ngươi rực sáng, bên trong như là có chu tước tung bay, hắn nhìn một chút đã liền thấy được cự ma 100 mét ở phía trước nhất, vung tay lật một cái, toàn thân phát lực, liệp thần thương tỏa huyết quang vạn trượng, yêu dị khắp thiên hải, mênh mông ngàn dặm đều như là lâm vào chiến trường Tu La, núi thây trồng chất, biển máu lao nhanh, chư thiên thần ma đều đang vẫn lạc. Đó là liệp thần thương, phần thiên thần hoàng đến rồi. Sát khâm kinh hồn, chiến khu khổng lồ lập tức nhúc nhích, há miệng gào lớn, hắn thôn phệ bầu trời, đại dương mênh mông, thậm chí muốn thôn phệ cả cửu thiên, năng lượng trời đất đều cuồn cuộn, ngay cả sát khí mà liệp thần thương kiến tạo cũng đều hứng chịu phải dẫn dắt, phun trào vào trong thân thể, bạo động kinh hồn tại giờ khắc này để vị thôn thiên cự ma, thánh hoàng đại viên mãn này cơ hồ muốn thể hiện ra uy lực ma hoàng. Nhưng, liệp thần thương bạo tăng tới ngàn trượng, xuyên qua không gian, không nhìn ngăn trở, mặc cho cự ma thôn trời nạp biển, nhưng quỹ tích của nó vẫn không mảy may rối loạn chút nào, mình mông 300 dặm, chớp mắt đã đến. Sát khâm vừa mới tăng vọt ma khu đến vạn mét thì đã bị đối diện đánh xuyên, bay vào đáy biển. Khí tức sát phạt thảm liệt của liệp thần thương trong nháy mắt đã khuấy động toàn thân sát khâm, như là bị thiên đao vạn quả, lập tức để máu thịt văng tung tóe, chỉ còn lại bạch cốt âm u. Lão tổ! Sát đồ kinh hồn gào lớn, ớn lạnh toàn thân. Minh Cổ ma tôn hít vào từng ngụm khí lạnh, con người như địa chấn đang run rẩy, hắn không chần chờ chút nào, quay người đã lập tức muốn chạy trốn. Giống. Một tiếng gào lớn rung động cả màng nhĩ, hải dương phía trước kịch liệt nhấc lên, một con côn bằng phá tan mặt biển, phù diêu lên trời, quá to lớn, như là cự sơn ầm vang bay lên không, che khuất bầu trời, đè ép đại dương, cưỡng bức chấn trụ Minh Cổ ma tôn đang muốn rút lui. Côn bằng. Hải vực ở đâu ra côn bằng? Minh Cổ ma tôn cho là mình bị hoa mắt, nhưng hình thể khoa trương này, khí thế khống chế đại dương này, cùng côn bằng trong truyền thuyết lại giống nhau như đúc. Khương Phàm hoành kích trời cao, đạp xuống phần đầu liệp thần thương cao đến ngàn trượng, quan sát cự ma khổng lồ bị đánh xuyên. Thôn thiên ma tộc, côn lôn chiến trường không có đánh đau các ngươi. Phần thiên thần hoàng, ngươi dám rời khỏi thương huyền đại lục. Ma khu của sát khâm vậy mà chỉ còn mỗi hài cốt. Treo lẻ tẻ thịt nát, sát khí kinh khủng để linh hồn của hắn đều muốn chôn vùi. Câu nói này, ngươi hẳn hỏi lại chính ngươi. Ngươi, sao lại dám rời khỏi Hắc Ma Đại Lục? Không biết thương huyền ta đang săn thức ăn. Khương Phàm nâng tay phải lên, liệt diễm ngập trời hóa thành móng vuốt dữ tợn, đánh xuống đầu sát khâm. Ngươi không thể giết ta, ta biết tịch nhan. Sát khâm giãy giụa gào thét. Ngươi biết, ai? Khương Phàm ngưng tụ móng vuốt chu tước đứng ở trước mặt sát khâm. Ta biết tịch nhan, một nữ hài con người, nữ hài của vạn thế thần triều các ngươi. Sát khâm trừng mắt nhìn cái móng vuốt gần ngay trước mắt, thanh âm trống rỗng khàn giọng. Sao ngươi lại biết nàng? Khương Phàm thể hiện quái dị. Trong cơ thể tịch nhan xác thực có một tôn ma hoàng, lại còn là thôn thiên ma hoàng của 3 vạn năm trước, nhưng tôn ma hoàng kia còn đang ở trong người tịch nhan tái tạo con đường luân hồi, chưa bao giờ rời khỏi, làm sao lại có liên hệ cùng thôn thiên ma tộc. Sau khi thiên diện ma hoàng chết, Hắc ma hoàng mang theo thôn thiên ma tộc cùng kình thiên ma tộc, hình thiên ma tộc tiến về U Minh địa ngục.
Lúc ấy Tịch Nhan đang ở địa ngục, ta với nàng đã gặp mặt. Sát Khâm chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình cần dùng tên của một nữ hài nhân tộc đến bảo mệnh. Sau đó thì sao? Khương Phàm cau chặt lông mày, chuyện này làm sao Tịch Nhan không có đề cập qua với hắn? Mặc dù Tịch Nhan điệu thấp trầm mặc, nhưng mỗi lần đơn độc chung đụng cũng đều sẽ trò chuyện rất nhiều, huống chi chuyện quan trọng như vậy, làm sao lại không đề cập tới? Mà, Tịch Nhan và Thôn Thiên Ma tộc làm sao lại gặp mặt nhau được? Không phải lúc ấy nàng cùng bọn người Khương Quỷ thống nhất hành động sao? Bí mật. Sát Khâm ý đồ tránh thoát khỏi Liệp Thần Thương, lại bị gắt gao định ở bên trong hải triều, hoàn toàn không thể động đậy. Nói, không nói ta giết chết ngươi. Ngươi không thể giết ta, ngươi càng không thể giết Thôn Thiên Ma tộc, nếu không, nữ hài nhi kia cũng không sống nổi. Khương Phàm ngẩng đầu ra lệnh. Thanh chàng, chỉ để lại Thôn Thiên Ma tộc. Bọn đại vương đang kích động, nghe vậy thì lập tức ngao ngao kêu to, nhào tới phía Minh Cổ Ma tộc. Khương Phàm đè ép Sát Khâm, nói. Mệnh lệnh các tộc nhân của ngươi, từ bỏ chống lại, tụ tập tới đây. Ta mang các ngươi về thế giới hỗn độn. Chúng ta không thể đi. Ta đều đã tới, Minh Cổ Ma tộc đều đã chết, Thôn Thiên Ma tộc các ngươi còn có thể toàn thân trở ra. Ngươi coi Hắc Ma đế tộc là kẻ ngu sao? Ta còn có tộc nhân đang ở Hắc Ma đại lục. Các ngươi đều thuộc về, chiến tử, Hắc Ma tộc sẽ thiện đãi bọn hắn. Ta còn có nhiệm vụ. Không liên quan gì đến ta. Ta không thành nhiệm vụ, nữ hài kia đừng nghĩ sống nữa. Không phải chính là Thôn Thiên Ma Hoàng 3 vạn năm trước kia sao? Ngươi, làm sao ngươi biết? Ta giữ hắn lại, không có nghĩa là ta sợ hắn. Chỉ bằng câu mà ngươi vừa mới uy hiếp ta kia, hắn. Sống không được. Ngươi, ngươi. Đồ sát toàn bộ, một tên cũng không để lại. Khương Phàm đột nhiên ngẩng đầu quát lớn, đối với Thôn Thiên Ma tộc cũng hạ lệnh tru sát. Chờ một chút. Ta nói, ta nói. Ta đang nghe đây. Chúng ta phụng mệnh tìm kiếm. Sát Khâm vùng vẫy một lát, nói. Ma giới hoàng đồ. Trong lòng Khương Phàm chấn động. Ma giới hoàng đồ vẫn còn. Sát Khâm nói. Ta chỉ có thể nói đến đây, sao ngươi không quay về hỏi nữ hài nhi kia một chút. Khương Phàm tự định giá một lát. Ngươi có thể đi, chỉ chạy trở về với cái dáng vẻ chật vật này. Những kẻ khác, cùng ta về thế giới hỗn độn. Ngươi cứ nói. Bọn hắn đều đã bị giết. Sát Khâm vùng vẫy liên tục, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Mặc kệ ngươi muốn xử trí bọn hắn làm sao, trước khi động thủ, hãy nói một chút cùng nữ hải nhi kia. Khương Phàm rút Liệp Thần Thương ra. Đi thôi. Sát Khâm tìm tới sát đồ, phân phó nói. Không nên phản kháng, đến thế giới hỗn độn lập tức liên hệ nữ hải nhi kia, thỉnh cầu nàng bảo trụ các ngươi. Những cái khác, mặc kệ Khương Phàm nói cái gì. Đều không cần nghe, nghĩ biện pháp nói chuyện cùng Ma Hoàng, nghe theo sắp xếp của hắn. Đám sát đồ đưa mắt nhìn lão tổ rời khỏi, sau đó chịu đựng khuất nhục tiến vào Thông Thiên Tháp. Mà Minh Cổ Ma tộc thì bị bọn người Thiên Hậu dần dần đánh giết, cũng triệt để dọn dẹp hơn vạn dặm hải dương, ngay cả con cá con tôm đều không có buông tha, bảo đảm không có người nào nhìn thấy tình huống thật nơi đây. Thôn Thiên Ma tộc thế nào? Bọn người Thiên Hậu tụ tới. Bọn hắn có liên hệ cùng Tịch Nhan. Tạm thời giữ lại. Khương Phàm thuận thế tiếp nhận Hoàng Nê Đài. Tịch Nhan. Đều là ngoài ý muốn không ngừng kéo tới. Trong người Tịch Nhan vẫn luôn có một tôn ma hồn, cùng thời đại với Đan Hoàng, mà tương đối hoàn chỉnh. Tôn ma hồn kia, chính là Thôn Thiên Ma Hoàng. Bọn đại vương đều mở to hai mắt mà nhìn Khương Phàm. Tịch Nhan. Vị Hoàng Phi có vai trò thấp nhất lại không có cảm giác tồn tại nhất kia. Vậy mà trong cơ thể lại có một tôn ma hoàng. Bọn hắn cho rằng Khương Phàm nhớ tình bạn cũ, là ưa thích loại cảm giác song thai đặc thù kia mới tại thời khắc khai quốc, trực tiếp nhắc Tịch Nhan rất ít lộ diện nhất đến vị trí Hoàng Phi. Tuyệt đối không nghĩ tới, Tịch Nhan lại cất giấu một cái bí mật kinh khủng như thế này. Tương lai người sẽ nhức đầu đây, năm nương môn nhi không có một ai đơn giản. Trong lúc bất chợt Đông Hoàng Càn lại không chút khách khí thọt một câu. Giáo tôn, Đông Hoàng toại dở khóc dở cười, nhiều người như vậy. Không cần thiết ngay thẳng như thế chứ. Chờ đi, thật sự muốn loạn rồi, nhìn hắn thu thập thế nào. Trước đó Đông Hoàng Càn rất có hảo cảm đối với Tịch Nhan, cũng không phải hai người có liên quan cá nhân gì, mà là trong ngũ đại hoàng phi hắn cảm giác nữ hài tóc tím kia điệu thấp, đạm bạc, không có bí mật, cũng không có tâm cơ, xem như một dòng nước trong hậu cung, không giống bốn người khác, hoặc là phía sau có thần, hoặc là cường tộc chen chúc,
hoặc là chính là khôn khéo thiện mưu, lòng dạ thâm trầm. Kết quả là đây, được rồi, ma hoàng, thôn thiên ma hoàng. Nữ tử đơn giản nhất khiêm tốn nhất thì ra lại đang cất giấu bí mật sâu nhất. Nếu là ngày nào đó sai lầm, hậu cung còn không phải nổ. So năm đó Triệu Thanh Duẫn trận kia sự kiện nghiêm trọng không chỉ gấp 10 lần. Không quản được ra hỏa phía dưới, sớm muộn gì cũng sẽ bị phía dưới tai họa. Mặc dù linh hồn của hắn hoàn chỉnh nhưng lại nhận phải tổn thương, gửi ở bên trong, luân hồi hoa, của Tịch Nhan, ý đồ tái tạo con đường luân hồi. Hơn 30 năm, một mực rất an tĩnh, cũng không có tổn thương qua Tịch Nhan, ta mới ngầm cho phép. Vừa rồi thôn thiên ma tôn lại nói, bọn hắn đã gặp mặt Tịch Nhan. Khương Phàm lắc đầu, trở về phải nói chuyện lại cùng Tịch Nhan rồi. Ma giới hoàng đồ lại còn tồn tại. Dựa theo lời của Đan Hoàng nói, đó là trấn áp ma binh mạnh nhất ma giới, là trọng khí phòng ngự mạnh nhất, càng là ma khí từ hoang cổ đến nay có thể chân chính chống lại Liệp Thần Thương. Quá trình rèn đúc ma giới hoàng đồ càng là trước sau đã trải qua 200.000 năm, qua tay 13 vị chủ nhân, siêu tập 99 khối xương đầu của các ma hoàng khác nhau, đã tượng trưng cho ma tộc 200.000 năm phát triển lịch sử, càng là vũ khí mà ma tộc công nhận có thể trưởng thành đến đế binh nhất. Khương Phàm cứ nghĩ là tôn ma hoàng kia thành thật, không nghĩ tới hắn cũng không an phận, lại còn kéo Tịch Nhan của hắn vào. Không biết ma giới hoàng đồ có phải còn hoàn chỉnh hay không? Thiên hậu càng mong đợi món ma binh chống lại Liệp Thần Thương kia hơn. Đông Hoàng càng nhìn thấy đáy mắt thiên hậu bắn ra tinh quang thì lắc đầu càng thở dài, hai người này. Đi thôi, đi Thiên Kiếm Thần Tông gặp lão bằng hữu một chút. Khương Phàm thu thập tâm tình, mang theo bọn người thiên hậu chạy tới bên ngoài Thiên Kiếm Thần Tông mấy trăm dặm. Bầu không khí bên trong Thiên Kiếm Thần Tông khá an tĩnh nhưng lại hơi có vẻ khẩn trương, tất cả trưởng lão cùng các đệ tử đều đang ngắm nhìn cự thú thần bí giáng lâm tại đỉnh núi Chủ Phong. Người khoác vảy rồng, chân đạp mây trắng, uy phong lẫm liệt, thần tuấn phi phàm. Nó có tổng cộng 8 cái đầu, tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, cùng ánh sáng. Còn có một cái đầu đang thành hình hắc ám. Ngũ hành, phong lôi, thiếu âm, thiếu dương, đó chính là tổ Kỳ Lân. Thống lĩnh tuyệt đối của Kỳ Lân yêu tộc trong truyền thuyết, càng là tồn tại trong 12 yêu tổ có thể nhất khiêu chiến chí tôn yêu tổ. Nghe nói tổ Kỳ Lân đã biến mất đã từ rất lâu, ngay cả Kỳ Lân yêu tộc cũng đang kéo dài hơi tàn, mà bây giờ, một tôn Kỳ Lân lại sống sờ sờ đứng tại đỉnh núi Chủ Phong, phản chiếu ở bên trong tầm mắt của bọn hắn. Bên ngoài Kiếm Tông, chiều cường mãnh liệt, ầm ầm sóng dậy, giữa thiên địa không có cuồng phong, lại sóng lớn ngập trời. Một con dị thú cực lớn đến để cho người ta hít thở không thông đang vòng quanh năm hòn đảo, tôn Kỳ Lân kia chỉ là biến mất từ rất lâu, nhưng đây lại là cấp yêu tổ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, Côn Bằng. Đám Lôi Bằng ở trên đỉnh núi Thần Tông đều đang run lẩy bẩy, hạ thấp cái đầu cao ngạo của mình. Ngoài ra còn có Thái Dương Kim Ô, treo cao tại bầu trời, như mặt trời rọi khắp vạn dặm thiên hải, càng có Huyền Vũ vượt sóng mà đi, chìm nổi ở bên trong chiều cường. Mà những yêu tổ khủng bố tuyệt luân này, tất cả đều thần phục với nam tử trên đỉnh núi kia phần thiên thần hoàng. Tưởng tượng năm đó, lần đầu tiên Khương Phàm tới nơi này, bọn hắn vẫn là một mảnh mâu thuẫn và đối kháng, mà bây giờ, chỉ mới mấy năm ngắn ngủi mà thôi, bọn hắn lại chỉ có thể nhìn lên, không ai dám lên tiếng. Chỉ một cái suy nghĩ của nam tử kia thì đã có thể quyết định vận mệnh cùng sinh tử của thần tông kiêu ngạo như bọn hắn. Cổ thần đứng tại đỉnh núi, nghênh đón bọn người Khương Phàm. Toàn thân mặc áo trắng, không nhiễm trần thế, dáng người thẳng tắp, khí thế như kiếm, sau khi trở lại cảnh giới thánh hoàng lại hấp thu thần nguyên lực, cả người không còn nội liễm giống như lúc trước nữa, mà đã nhiều hơn mấy phần phong mang sắc bén. Như là một thanh kiếm sắc, đã ra khỏi nửa vỏ kiếm. Tông chủ Cổ Vân Thiên, phó tông chủ Phó Hành Không, Mạnh Bình, Lôi Bằng tộc trưởng, đều theo sát ở hai bên. Nhìn Khương Phàm bây giờ nhất thống thương huyền, uy lẫm thiên hạ, trong lòng bọn họ càng là rung động nhiều hơn. Trước khi chuyện thật sự xảy ra, ai cũng không nghĩ tới Khương Phàm sẽ thành công, mà lại còn sẽ thành công trong một thời gian như vậy. Mặc dù Khương Phàm còn đứng trước Bát Châu Thập Tam Hải uy hiếp, nhưng ít ra là bây giờ Khương Phàm đã thành công. Cổ thần, lại gặp mặt. Khương Phàm nhảy xuống khỏi tổ Kỳ Lân, mỉm cười đi tới chỗ cổ thần. Thiên hậu, đã lâu không gặp. Cổ thần khẽ vuốt cằm, lại là chào hỏi cùng thiên hậu. Khương Phàm bay lên không vọt lên. Trở lại trên lưng tổ Kỳ Lân, đứng ở phía trước thiên hậu, ngăn cản ánh mắt cổ thần, một lần nữa nói. Cổ thần, lại gặp mặt. Cổ thần bất đắc dĩ nói. Thời gian phụ lòng người,
ông trời không có mắt, chúc mừng ngươi, trở lại thần hoàng. Bọn người phó hành không ở bên cạnh lúng túng giật nhẹ khóe miệng, lời nói này. Giống như là đang mắng hắn. Ta đưa ngươi thần cốt linh thủy, nhận được chưa? Khương Phàm làm bộ không nghe ra ý tứ trong lời nói. Trong lúc cấp bách, còn muốn tính ta. Cổ thần mang theo vẻ mặt lãnh tuấn, trong lời nói lại hàm ẩn chưa hết ý đều bận rộn như vậy, còn muốn lấy tính toán ta, thật thất đức. Đó là đương nhiên, kiếp trước ta có rất nhiều kẻ thù, người xem như là một kẻ đặc biệt nhất. Khương Phàm cũng mang đến cho hắn một câu ám ngữ, không tính toán ngươi thì tính toán ai. Thần cốt linh thủy, lễ quá nặng, ta không chịu đựng nổi. Cổ thần ra hiệu với người bên cạnh, giao ra cho hắn. Cho thật, khóe mắt Cổ Vân Thiên giật giật, thần cốt linh thủy, thần vật chân chính. Không đáng, lời cổ thần nói tương đương với, hàm xúc. Vì một viên thần cốt linh thủy, toàn bộ tông môn đều phải dựng vào, không đáng. Nhưng cái này, Cổ Vân Thiên thịt đau, đời này hắn còn không có gặp qua thần cốt linh thủy đây. Bọn người phó hành không muốn khuyên nhưng cũng không thế, dù sao cái món đồ chơi này rõ ràng chính là mồi câu, ngươi cắn, thì ngươi sẽ bị câu, phía sau chính là bị thả trên thớt gỗ, tùy tiện để xê di người ta là hấp hoặc mang đi chiên, nhưng... Thần cốt linh thủy a, thật sự là quá mê người. Khương Phàm nói, không cần trả lại, giữ đi. Cổ thần thản nhiên nói, không được. Thiên hậu cũng nói, giữ đi, đây coi như là một chút tâm ý của ta, năm đó cảm ơn ngươi. Cổ thần khẽ vuốt cằm, vậy ta sẽ nhận. Khương Phàm ngưng nghẹn im lặng, mặt đám người phó hành không lộ xấu hổ, đây cũng quá. Khương Phàm nói, năm đó thế nào, sau khi ta chết còn phát sinh một chút khúc nhạc dạo ngắn. Cổ thần lãnh đạm, không liên hệ gì tới ngươi. Thiên hậu nói, thời điểm chúng ta giết ra Thiên Khải năm đó, hắn giả ý nghênh chiến, lại thừa dịp loạn mở đường cho chúng ta. Cổ thần thản nhiên nói, hắn chết, đó là tự mình tìm, ngươi không nên chôn cùng, không đáng. Khương Phàm không chịu nổi, lui lại hai bước, nắm bả vai Thiên hậu, lại hôn khuôn mặt kiều nộn của nàng một cái. Ngươi chết cái tâm kia đi, hài tử đều đã 2 tuổi rồi. Cổ thần lắc đầu, ta không để ý. Bầu không khí trên đỉnh núi lập tức trở nên tế nhị. Khương Phàm nhắm mắt lại, bình phục cảm xúc. Nói chuyện chính sự trước, hôm nay ta tới mục đích rất rõ ràng, chính là muốn hợp tác cùng Thiên Kiếm Thần Tông các ngươi. Ta vừa mới hàm xúc thái độ, nếu để cho ngươi mê mang, ta có thể minh xác nói cho ngươi. Không hợp tác, thiên hạ đang gặp sóng gió kịch biến, ngươi tình nguyện không đếm xỉa đến Thiên Kiếm Thần Tông. Mưa gió quá lớn, vẫn nên giữ mình. Kích tình năm đó của ngươi đâu rồi? Ta vĩnh viễn vẫn là ta, kích tình bất cứ lúc nào cũng có thể lấy, lúc cần vẫn nhất định phải có tỉnh táo. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi có thể nhất thống thương huyền, có thực lực, có mưu lược, cũng có nhân tố đặc biệt, trong này quan trọng nhất chính là Xí Thiên Giới và Cửu Thiên Thần Giáo. Bằng vào ưu thế không gian, các ngươi có thể tránh né vây bắt, có thể ẩn nấp để tu luyện, còn có thể ép tất cả hoàng đạo cô thủ tổ địa, khó mà liên minh. Nhưng ưu thế như thế này ở trong chiến tranh sau đó sẽ không có ý nghĩa quá lớn. Bát Châu Thập Tam Hải tụ họp không võ lại có thể tùy tiện khóa chặt thế giới hỗn độn, linh văn đặc biệt, vũ khí đặc thù càng có thể lôi thế giới hỗn độn ra khỏi hư không, một mực đính tại giữa thiên địa. Trong lúc thương huyền nội chiến đó, thế giới hỗn độn có thần, có lẽ là một uy hiếp không nhỏ, Xích Thiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng chiến tranh thật sự đã sắp tiến đến, động một tí 3 năm thần linh liên hợp hành động. Thế giới hỗn độn có thần, không có chút lực uy hiếp nào, ngược lại còn có thể kích thích các phương vây bắt. Không có không gian pháo đài, các ngươi sẽ triệt để bại lộ ở trước mặt Bát Châu Thập Tam Hải, bọn hắn tùy tiện liền sẽ chia cắt ăn hết các ngươi. Chỗ dựa lớn nhất để thương huyền tổ địa chấn nhiếp đế tộc là đạo ngấn mà hư không đế quân lưu lại, truyền thuyết là vị đế quân đầu tiên có thể đặt chân tại thương huyền sẽ bị cưỡng ép đưa đến nơi cực sâu của vũ trụ. Nhưng nếu như Bát Châu Thập Tam Hải liên hợp lại, căn bản không cần đế quân ra tay. Ta dám chắc chắn, các ngươi không kiên trì được 1 năm. Cổ thần lắc đầu, nếu Khương Phàm cố ý giả ngu, hắn sẽ minh xác tỏ rõ thái độ. Mặc dù hắn một lần nữa trở về cảnh giới Thánh Hoàng, cho Thiên Kiếm Thần Tông một cái thuốc an thần. Nhưng, liên tục 3000 năm nay, Thiên Kiếm Thần Tông đều chỉ có hắn vị này Thánh Hoàng, ép hắn không thể không nhắc lên nguy hiểm tính mạng, một lần lại một lần mạo hiểm luân hồi. Mặc dù đều thành công, nhưng mỗi lần trước luân hồi dày vò, cùng luân hồi đau đớn, đều để hắn khắc cốt ghi tâm. Trong lòng của hắn,
Thiên Kiếm Thần Tông rất yếu đuối. Hắn liên tục ba thế bảo vệ Thiên Kiếm Thần Tông, cũng làm cho hắn càng quý trọng nơi này hết thảy. Hắn cứ việc rất muốn nhúng tay Thương Huyền đại chiến, nhưng biết rõ bên trong nguy hiểm. Hắn có khả năng làm lớn nhất thỏa hiệp, chính là không cùng Khương Phàm là địch, không đi xâm lấn Thương Huyền, tuyệt đối không thể nào mang theo yếu ớt Thiên Kiếm Thần Tông, đứng ở Khương Phàm bên cạnh, cùng thiên hạ là địch. Khương Phàm tiếc nuối lắc đầu. Nói như vậy ngươi là không muốn nhúng tay chuyện Thương Huyền. Ta còn cần phải giải thích kỹ lưỡng hơn sao? Nếu như Thiên Hậu khuyên ngươi thì sao? Ta không thể vì hạnh phúc của chính ta mà đều dựng toàn tông vào. Xéo đi, ta nói là khuyên ngươi, không nói cho ngươi. Nếu ngươi đã có thái độ này, vậy thì thật đáng tiếc, Hoàng Nê Đài, ta sẽ thu đi. Chậm đã, Hoàng Nê Đài là của ta. Thoạt nhìn là của ngươi, nhưng kỳ thật chính là của ta. Ngươi đời này làm thổ phỉ nghiện rồi, cái gì cũng đều là của ngươi. Rốt cuộc vẻ mặt của cổ thần cũng nghiêm túc lên. Nguyên nhân quan trọng mà hắn không muốn nhúng tay trận thiên hạ kịch biến này cũng là bởi vì tòa Hoàng Nê Đài này. Có Hoàng Nê Đài, hắn sẽ có thể phong tỏa tông môn, từ từ trưởng thành, cho đến khi thành thần. Như thế thì hắn đã có thể ngồi xem sóng gió nổi lên, cũng có thể chống cự uy hiếp, chân chính đưa thân vào thế ngoại. Hoàng Nê Đài tổng cộng có 18 tòa, sở dĩ đồng thời xuất hiện ở các nơi. Nguyên nhân, chính là ta đã đánh thức chủ Nê Đài tại Thương Huyền. 18 tòa. Sắc mặt của bọn người Cổ Vân Thiên đại biến, loại thần vật này lại còn đồng thời xuất hiện 18 cái. Chủ Nê Đài là cái gì, chẳng lẽ còn có thể thao túng Nê Đài khác? Thời điểm Minh Cổ Ma Tộc và Thôn Thiên Ma Tộc đến vây bắt các ngươi, chưa nói qua các nơi đều xuất hiện Hoàng Nê Đài. Đám người hai mặt nhìn nhau, đúng là đã nói, nhưng không nói cụ thể số lượng. 18 tòa, 18 tòa thần vật. Chủ Nê Đài lại là vũ khí với vấn đề gì? Khương Phàm nói. Hoàng Nê Đài ở giữa tồn tại liên hệ đặc thù, cũng không phải ngươi muốn giữ lại là có thể giữ lại. Ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi, vào cái ngày ta chân chính khống chế chủ Nê Đài đó, sống và chết của tất cả chủ nhân phân Nê Đài, đều là do ta khống chế. Nếu như ngươi nhận chủ với Hoàng Nê Đài, chẳng khác nào đều giao cho sự sống và cái chết của mình ta. Cổ thần có chút ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy rốt cuộc cũng nhìn về hướng Khương Phàm, ánh mắt sắc bén trong mang theo sự hồ nghi. Thiên Hậu nói. Chúng ta nhất định phải khống chế càng nhiều Nê Đài hơn mới có thể bảo đảm chàng chân chính khống chế chủ Nê Đài, một khi chủ Nê Đài bị chúng ta khống chế, sống chết của tất cả chủ nhân của phân Nê Đài, đều sẽ chỉ trong một cái suy nghĩ của chúng ta. Nói câu tàn khốc, thần cốt linh tủy, đã trả cho ngươi ân tình năm đó, giữa chúng ta không thiếu nợ nhau lẫn nhau. Nếu như ngươi hợp tác với chúng ta có thể để lại phân Nê Đài, giúp ngươi thành thần, cam đoan không động đến tính mệnh của ngươi. Nhưng... nếu như ngươi từ chối, bất luận như thế nào chúng ta cũng đều sẽ mang đi, bởi vì chúng ta thật sự rất cần. Trong bầu không khí an tĩnh trên đỉnh núi lại nhiều hơn mấy phần kiềm chế. Chủ Nê Đài thật có thể khống chế sinh tử của chủ nhân phân Nê Đài. Đây rốt cuộc là thần khí thành thần, hay là sát khí kinh khủng? Đây rốt cuộc là một trận tuyệt thế cơ duyên, hay là một trận khoáng thế sát cục? Khương Phàm nói với cổ thần. Chúng ta đều đã biết nhau hai đời. Ngươi hiểu ta, ta hiểu rõ ngươi hơn. Ngươi nói ngồi xem thiên hạ nổi sóng gió, tuy nhiên chỉ là muốn giấu đi nhìn trộm thần cảnh. Nhưng Hoàng Nê Đài chính là sản phẩm khi thiên hạ nổi phong vân, ngươi muốn có nó thì đã là bước vào trận phong vân này, tránh không xong. Bây giờ bày ở trước mặt ngươi có hai lựa chọn. Cái đầu tiên, từ bỏ Hoàng Nê Đài, từ bỏ cơ hội thành thần, trông coi Thiên Kiếm Thần Tông, ngồi xem sóng gió thay đổi. Nhưng ta minh xác nói cho ngươi. Trận phong vân này là đại triều lịch sử, người tránh khỏi triều cường, cuối cùng rồi sẽ bị lịch sử vứt bỏ. Người đau khổ bảo vệ Thiên Kiếm Thần Tông trong ba thế, cuối cùng rồi cũng sẽ xuống dốc. Cái thứ hai, người tiếp nhận Hoàng Nê Đài, trùng kích thần cảnh, cũng chính là hợp tác cùng ta, liên thủ nghênh chiến cường địch từ Bát Châu Thập Tam Hải, người dùng hết khả năng, là giết ra một đường máu tân sinh cho Thiên Kiếm Thần Tông. Ta có thể bảo đảm là, đời mới Thần Tông sớm đi đến xí thiên giới, nếu như ta thất bại. Xí thiên giới sẽ tại thời khắc sống còn phiêu đáng sâu trong vũ trụ, bảo trụ truyền thừa. Thiên Hậu cũng nói, trong lòng ngươi Thiên Kiếm Thần Tông không nên giống như bây giờ, không mạnh không yếu, không có chút nào cảm giác tồn tại. Ngươi muốn Thiên Kiếm Thần Tông thật sự quật khởi trong trận kịch biến này, nhất định phải trùng kích thần cảnh, ngươi muốn Thiên Kiếm Thần Tông thay xương đổi thịt, càng cần đập nồi dìm thuyền hơn. Cơ hội, đã bày ở trước mặt ngươi, ngươi thật sự muốn từ bỏ. Hãy hỏi chính ngươi một chút đi.
Đông Hoàng Càn đụng đụng Đông Hoàng Toại, nhìn, học một ít, hai người này mặc dù điên, nhưng nói chuyện làm việc lại đều là như nhau. Cổ thần có chút rủ tầm mắt xuống, yên lặng suy nghĩ lại. Hắn sống ba thế, không cần người khác chỉ điểm. Tại lúc Khương Phàm nhắc đến bí mật của Hoàng Nê Đài, một khắc này là hắn biết mình đã gặp phải cái gì. Trước khi nhìn thấy Hoàng Nê Đài, hắn chưa từng yêu cầu xa vời qua việc sẽ thành thần, dù sao luân hồi kiếm văn cực hạn chính là ở đây, tài nguyên của Thiên Kiếm Thần Tông hay thậm chí thần dụ chi hải cũng không đủ chèo chống hắn trùng kích thần cảnh, cho nên. Hắn luân hồi đến nay đều rất bình tĩnh, cũng rất lạnh nhạt, mục tiêu chính là trở lại Thánh Hoàng Đỉnh Phong. Nhưng bây giờ, Hoàng Nê Đài đột nhiên xông vào trong thế giới của hắn, hắn biết cũng không còn cách nào trở lại như trước được nữa. Gặp qua ốc đảo, như thế nào còn có thể sống lâu ở trong hoang mạc? Gặp qua đại dương mênh mông, như thế nào còn có thể cuộn nằm trong hồ nước? Lão tổ, tất cả chúng ta nghe theo ngài. Bọn người Cổ Vân Thiên, Phó Hành không nhao nhao tỏ thái độ. Tâm tình của bọn hắn đều rất phức tạp, từ bỏ Hoàng Nê Đài chẳng khác nào từ bỏ cơ hội vạn năm khó gặp, nhưng tiếp nhận Hoàng Nê Đài chính là mang ý nghĩa bọn hắn phỉa nghênh đón mưa to gió lớn tẩy lễ, vận mệnh của toàn bộ thần tông đều sẽ đứng trước khiêu chiến. Bọn hắn muốn từ chối. Ở sâu trong nội tâm như lại có mấy phần hào hùng và khát vọng. Bọn hắn muốn tiếp nhận. Lại khó có thể chịu đựng thảm bại hậu quả. Khương Phàm không có gấp thúc giục, mà lại yên lặng chờ đợi cổ thần quyết định. Đối với bất cứ kẻ nào mà nói, thành thần vĩnh viễn là một dụ hoặc chí mạng. Mà cảnh giới càng cao, thiên phú càng cao thì càng là khát vọng. Nếu như một ai đó có thể đụng tay đến cơ hội bày ra ở ngay trước mặt mình, bất kỳ người nào cũng đều có thể điên cuồng, thậm chí là bỏ ra hết thảy. Nếu như cổ thần không phải làm người ba đời, chỉ sợ hắn đã làm ra quyết định. Nhưng cho dù làm người ba đời, cũng gánh không được dụ hoặc như vậy, ngược lại tại nội tâm nơi cực sâu càng chịu không được loại kích thích này, dù sao đều đã luân hồi ba thế, thật muốn đời đời dừng bước Thánh Hoàng sao? Cổ thần thăm thẳm nói một câu. Ngươi, quá tàn nhẫn. Trên mặt Khương Phàm lộ ra nụ cười vui mừng. Nếu vô lực phản kháng, ngươi hảo hảo hưởng thụ đi. Hoàng Nê Đài, ta lưu lại cho ngươi, thần chi nguyên lực phía trên có thể tiếp tục kích phát tiềm lực của ngươi, cuối cùng thăng hoa linh văn, dẫn phát cảnh giới đột phá. Sau khi cuộc chiến Thương Huyền bộc phát, các ngươi cứ việc gia nhập các phương liên quân, bôn tập Thương Huyền. Ta cho các ngươi nhiệm vụ là hợp tác cùng hư vọng chi hải lân cận, bất cứ lúc nào thông báo hành động cùng chiến thuật, ta muốn nuốt vào võ thần điện ngay khi chiến tranh vừa mới bắt đầu. Trước lúc này, tận lực tụ họp lại tài nguyên thần tông, làm tốt bại lộ cùng chuẩn bị rút lui. Thiên hậu cũng nói, làm chút liên hệ cùng hải thần đảo, các ngươi sau đó sẽ trở thành chiến hữu. Hành động vây bắt võ thần điện cũng cần các ngươi hai bên phối hợp. Cổ thần lắc đầu, bình tĩnh thời gian chấm dứt, bị câu rồi, muốn lên thuyền giặc. Ta thấy ngươi cần thời gian từ từ thích ứng, chúng ta sẽ không quấy rầy. Đúng rồi, đừng quên dùng thần cốt linh tủy. Khương Phàm hiểu rất rõ cổ thần, loại người này hoặc là không làm quyết định liền không cần lo lắng, mà cổ thần làm lão tổ ba thế, khống chế đối với Thiên Kiếm Thần Tông càng là không thể nghi ngờ, hắn không cần thiết ở lại nơi này. Chờ mong chúng ta có một ngày có thể kề vai chiến đấu. Thiên hậu khẽ vuốt cằm, khống chế tổ kỳ lân muốn rời khỏi. Khương Phàm nghe lời này không đúng lắm, tranh thủ thời gian bổ túc cho cổ thần một câu. Tìm nữ tử đi, đừng nhớ thương người của ta. Cổ thần nhìn lên khung trời, nhìn bọn người Khương Phàm đang biến mất trong không gian vặn vẹo, thật lâu không nói. Cổ Vân Thiên, Phó Hành Không, Mạnh Bình các trưởng lão đều yên lặng đứng ở phía sau, chờ đợi cổ thần lão tổ chỉ thị. Cứ như vậy quyết định sao? Thật quyết định. Bọn hắn muốn tham gia Thương Huyền đại chiến, còn muốn đối chiến cùng Bát Châu Thập Tam Hải. Tâm tình của mỗi người đều rất phức tạp, có khẩn trương có mê mang, thậm chí có e ngại, nhưng im ắng trong trầm mặc. Sâu trong nội tâm là từng tia hào hùng lại đang bắt đầu lan tràn. Cổ thần khẽ nói. Thiên Kiếm Thần Tông yên lặng quá lâu, kiếm, nên ra khỏi vỏ. Bọn người Cổ Vân Thiên nhao nhao động thân, hào hùng bắn ra, cao giọng hò hét. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chỉ Thương Huyền, chúng ta không phụ cái tên Thiên Kiếm. Ngay cả Lôi Bằng đều ở trên đỉnh núi phát ra tiếng gáy to rõ, từng theo hải thần đảo hợp tác chỉ vì trùng kích hoàng đạo, bây giờ. Bọn chúng lại muốn nghênh chiến thiên hạ. Hải thần đảo. Trước khi Khương Phàm trở về Thương Huyền hắn thuận tiện đến hải thần đảo nhìn một chút. Mặc dù Dương Biển không có đạt được bảo vật liên tục như bọn Khương Bân, nhưng sau khi dung hợp năm, thái cổ kình hồn,
phong tồn trong tổ tử, hắn vẫn đột phá đến cảnh giới Thánh Vương. Lúc đầu không có hy vọng xa vời trong thời gian ngắn sẽ trùng kích cảnh giới Thánh Hoàng, nhưng một thời gian trước hắn nhận được thần dương huyết cùng thần cốt linh tủy do Khương Phàm đưa tới. Sau khi phấn chấn, hắn giao thần dương huyết cho Lý Hoàng, còn mình thì mang theo thần cốt linh tủy bế quan. Khi bọn người Khương Phàm đến đây, Dương Biện vừa mới xuất quan, cảnh giới đã đến Thánh Vương đỉnh phong. Đối với huyết mạch Dương gia mà nói, đây coi như là cực hạn. Muốn lại tiến tới Thánh Hoàng cảnh, hắn sẽ phải đứng trước hai lựa chọn, một là đột phá huyết mạch cực hạn, kích phát tổ mạch kinh hồn, một lựa chọn nữa chính là lợi dụng sinh tử môn bên trong, đồ thần chiến kích gây nên huyết mạch dị biến, phát triển tới phương hướng minh thú. Không tệ không tệ, xem ra những năm này không có lười biếng. Khương Phàm đã rất hài lòng với tốc độ phát triển của Dương Biệt, chỉ cần có thể đến Thánh Hoàng cao giai vào một năm sau, thậm chí là Thánh Hoàng đỉnh phong, cũng đủ để phát huy ra hiệu quả của kỳ binh. Dương Biện lại bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn luôn liều mạng tu luyện, cơ hồ ngày đêm không ngớt, ngay cả tộc vụ đều mặc kệ, vốn cho rằng tốc độ phát triển đã rất nhanh, không nghĩ tới. Chỉ ngắn ngủi mấy năm mà thôi, Thánh Hoàng bên cạnh Khương Phàm đã đạt đến hơn 20 vị. Mặc dù Côn Bằng, Kim Ô và những yêu thú kia đều có ưu thế huyết mạch cao hơn cự kình rất nhiều, nhưng trên tâm lý vẫn còn có chút chênh lệch. Lý Hoàng nhìn Huyền Vũ, Côn Bằng, Tổ Kỳ Lân, Kim Ô ở bên cạnh Khương Phàm. Hắn cũng là trở nên hoảng hốt. Đây đều là tồn tại trong truyền thuyết, vậy mà đều cam tâm tình nguyện tụ tập ở bên cạnh Khương Phàm. Càng kinh khủng hơn chính là, đây đều là Khương Phàm mình tự tay tạo ra, độ trung thành của bọn chúng là không thể nghi ngờ. Sau khi Khương Phàm giới thiệu xong về Hoàng Nê Đài, hắn nói. Hoàng Nê Đài có tiềm lực vô hạn, có thể kích phát ra tiềm lực thành thần, lúc ngươi tu luyện ở trên đó có thể cân nhắc phối hợp với chiến kích. Một cái là thần vật. Một cái là thần khí, đụng vào nhau, nói không chừng có thể có hiệu quả. Về phần hai phương hướng ngươi nói, chính ngươi làm quyết định, nhưng trước khi quyết định, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi là muốn phát triển tới thần cảnh, không chỉ là cực hạn tại Thánh Hoàng, cho nên. Lựa chọn phương hướng, phải chú trọng tiềm lực cực hạn. Dương Biện gật đầu, trịnh trọng thề. Một năm sau, không đến Thánh Hoàng đỉnh phong, đầu ta cho ngươi. Bị kích thích, thật sự bị kích thích. Khương Phàm cười nói, không nghiêm trọng như vậy, cố hết sức là tốt, còn có một tòa Hoàng Nê Đài ở lại Thiên Kiếm Thần Tông, cổ thần hẳn là có hy vọng trùng kích thần cảnh, đến lúc đó hai bên các ngươi phối hợp, hiệu quả tập kích sẽ được tăng tối đa. Mục tiêu tạm thời là Võ Thần Điện, nếu có thay đổi, tới thời gian chiến tranh lại định. Thiên Kiếm Thần Tông có thể tin được sao? Yên tâm đi, có thể tin, nhưng nội bộ các ngươi nhất định phải giữ kỹ bí mật về Hoàng Nê Đài, một khi tiết lộ. Hắc Ma Đại Lục và Thái Sơ Đại Lục đều có thể tiếp cận các ngươi. Khương Phàm không có ở chỗ này lâu, một là không muốn gây nên chú ý, hai là sốt ruột trở về nói chuyện với Tịch Nhan. Nhưng trước khi đi, bọn hắn đã bí mật mang 10 con huyền quy của Thương Uyên Đảo đi. Đưa đến thế giới hỗn độn phát triển, tốc độ trưởng thành phải nhanh hơn so với nơi này. Ở chỗ này, tốc độ phát triển quá chậm, vẫn nên đưa đến thế giới hỗn độn, có thể kích phát tiềm lực với mức độ lớn nhất, trở nên càng mạnh hơn. Thế giới hỗn độn, Hoàng Nê Đài đã đưa tới chờ mong mới cho các phương, sau một phen cân nhắc, tất cả đã quyết định giao Hoàng Nê Đài cho Đông Hoàng Như Ảnh. Mặc dù mới đầu Khương Phàm muốn cho Đông Hoàng Càn cũng kích động tiếp nhận, nhưng sau khi tỉnh táo suy nghĩ lại, Đông Hoàng Càn lại giao cơ hội này cho Đông Hoàng Như Ảnh. Hư Thiên Linh Văn trưởng thành quá khó khăn, thật không phải dựa vào tài nguyên kích phát, năng lượng trồng chất, Linh Văn biến đổi thì sẽ có thể trưởng thành. Càng cần am hiểu và cảm ngộ cực sâu hơn đối với không gian ảo diệu, nhất là Thánh Hoàng trùng kích tới thần linh này, từ xưa đến nay có thể làm được chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Đông Hoàng Càn đã nhiều lần giao thần vật cho người khác. Đông Hoàng Càn thật không có nắm chắc trong vòng một năm sẽ từ đỉnh phong đến trọn vẹn, lại đến thần linh cảnh, cho nên. Suy nghĩ vì đại cục, hắn đã giao cơ hội quý giá cho Đông Hoàng Như Ảnh. Đến tận đây. Khương Phàm một phương độc bá 5 tòa, Thụ Phong Đài, khoảng cách chân chính khống chế Phong Thần Đài còn lại 5 tòa. Không biết lại khống chế một tòa của Mê Ly Chi Hải có thể hay không? Khương Phàm đi đến nơi Tịch Nhan bế quan, sau khi uyển chuyển xin mời Tịch Giao rời khỏi, hắn ngồi đến trước mặt nàng. Lần này đi Thiên Kiếm Thần Tông, ta đã gặp thôn Thiên Ma Tộc. Tịch Nhan với ngũ quan đẹp đẽ, xinh đẹp động lòng người, trong mắt màu tím, tóc dài màu tím. Để khí chất thanh lãnh của nàng được đổ thêm mấy phần thần bí.
thôn thiên ma tộc cũng muốn hoàng nê đài, bọn hắn giữ được sao? Khương Phàm nói, chỉ cần bọn hắn có thể an toàn về tổ địa, hắc ma đế tộc cũng không dám cưỡng ép cướp đoạt. Giọng Tịch Nhan nhẹ nhàng, dễ nghe êm tai. Vậy cũng đúng, bây giờ hắc ma đế tộc cần tam thiên ma tôn ủng hộ, không dám huyên náo quá phận. Vì sao nàng không hỏi xem sao ta không có giết bọn hắn? Chàng cũng đã tới chỗ của ta, hẳn là bọn hắn đều đã nói với chàng rồi. Bọn hắn chỉ nói biết nàng cùng ma giới hoàng đồ. Bọn hắn để lại chỗ cũ rồi sao? Đầu tiên thả ma tôn đi, còn lại thì mang về. Nàng, không có gì muốn nói với ta. Thần tình Khương Phàm nghiêm túc lên. Hắn vẫn mãi luôn có cảnh giác đối với tôn ma hoàng kia. Mặc dù Tịch Nhan không phải nữ hài ngây thơ, nhưng so với lão ma hoàng tồn tại mấy vạn năm, vẫn kém quá nhiều, huống chi mỗi ngày, tư thủ, khó tránh khỏi lại nhận mê hoặc và ảnh hưởng. Nếu như không phải Đan Hoàng đã liên tục nói qua ma hoàng không có uy hiếp, Khương Phàm đã sớm đẩy vật kia từ trong thân thể Tịch Nhan ra ngoài. Bây giờ đột nhiên náo ra một trận, mưu đồ bí mật, như thế, Khương Phàm quả thật đã rất giận. Nếu như không phải lần này phát hiện ngoài ý muốn, chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì thì sao? Tịch Nhan trầm mặc một lát, mới nói. Hắn không có cân nhắc tốt muốn lấy tư thái gì trở về, cho nên. Ta đang chờ hắn quyết định, sau đó lại bàn bạc với chàng. Khương Phàm không nói lời nào, chờ Tịch Nhan tiếp tục giới thiệu. Tịch Nhan dương mắt lên, đôi mắt chạm đến ánh mắt Khương Phàm, lại rủ tầm mắt xuống, nhỏ giọng nói. Dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, hắn cần gửi ở luân hồi hoa tại khí hải của ta, thông qua khí tức luân hồi, đoàn tụ tàn hồn. Sau đó, tại thời cơ thích hợp, thông qua cửu u thâm không, mang theo ý thức và hồn khí, chuyển thế trùng sinh. Giao dịch, là hắn sẽ chỉ đạo quá trình tu luyện của ta, bảo vệ linh hồn của ta, cũng tại thời điểm chiến đấu, thay ta biết trước nguy hiểm, còn có thể tại thời khắc nguy cơ, bảo đảm an nguy của ta. 30 năm qua, hắn vẫn luôn làm như vậy, ta rất cảm kích hắn. Lúc đầu, vào 3 năm trước đây, con đường luân hồi của hắn đã được tái tạo, cũng là thời điểm rời khỏi. Nhưng, lúc ấy chúng ta đang lâm vào mấy trận đại chiến, hắn đã quyết định ở thêm người ta một thời gian, bảo vệ sự an toàn của ta, cho đến khi Thương Huyền bình định, ta tiến tới Thánh Vương, hắn lại luân hồi trùng sinh. Nhưng, đế ước xuất hiện đã làm rối loạn kế hoạch của hắn. Nếu như hắn còn dựa theo kế hoạch lúc trước, trùng sinh đến thôn thiên ma tộc thì cần bắt đầu trưởng thành từ khi còn nhỏ, mà là trưởng thành trong một hoàn cảnh tràn ngập chiến loạn rất không ổn định, cũng sẽ tồn tại rất nhiều biến cố. Huống chi. Đại chiến Thương Huyền đối với hắn mà nói rất có dụ hoặc, nếu như thân ở trong tã lót thì sẽ không thể tham dự. Nhưng, không luân hồi trùng sinh, hắn chỉ còn hồn phách, rất khó tái tạo chiến khu, trừ phi có thần nguyên của một vị ma hoàng nào đó ở thôn thiên ma tộc. Nhưng ta thay hắn hiểu qua, từ sau khi hắn thôn thiên ma tộc từ khi nó vẫn lạc sau khi, lại không ra đời ma hoàng. Tịch Nhan bình tĩnh thì thầm, êm tai nói. Khương Phàm căng cứng sắc mặt thoáng hỏa hoãn. Thôn thiên ma hoàng vậy mà nguyện ý bảo vệ Tịch Nhan. Còn có thể linh hồn chữa trị sau khi, tiếp tục lưu lại bảo hộ nàng. Đây cũng là không nghĩ tới. Chẳng lẽ, hơn 30 năm ở chung, cùng Tịch Nhan tính cách, để vị kia lão ma hoàng sinh ra hảo cảm. Thậm chí là sư đồ loại hình tình nghĩa, liền giống với hắn cùng Đan Hoàng như thế sao? Tịch Nhan tiếp tục nói. Sau khi thiên diện ma hoàng chiến tử, hắc ma hoàng xuất lĩnh hình thiên ma tộc. Kình thiên ma tộc cùng thôn thiên ma tộc lao tới địa ngục, vừa vặn chúng ta cũng đang ở địa ngục. Hắn đã nhận ra huyết mạch của thôn thiên ma tộc nên đã vụng trộm đi qua gặp mặt. Bây giờ thôn thiên ma tộc rất uất ức, mặc dù là tam thiên ma tôn, trên danh nghĩa, bị các phương kính sợ, nhưng bọn chúng đã từng đứng quá cao, thật không nguyện ý chịu hắc ma đế tộc khống chế. Mà hắc ma đế tộc lại kiêng kỵ tiềm lực của thôn thiên ma tộc, không thể bỏ mặc chúng tự do trưởng thành, đã từng cân nhắc qua diệt trừ bọn chúng. Cho nên hai bên tại hơn 2 vạn năm trước đã ký kết hiệp nghị, thôn thiên ma tộc có thể tồn tại, nhưng nhất định phải trở thành phụ thuộc. Sau khi hiểu rõ tình huống, hắn đã an bài một nhiệm vụ bí mật cho thôn thiên ma tộc, tìm kiếm ma giới hoàng đồ. Năm đó ma giới hoàng đồ thay hắn ngăn trở đả kích chí mạng, sau đó không còn biết tung tích, ngay cả hắn cũng đều không thể cảm giác được vết tích tồn tại của nó. Sau khi tỉnh dậy, cũng không dám cưỡng ép triệu hoán, để tránh hoàng đồ bừng tỉnh tại đại lục khác. Bị cường tộc khác khống chế. Kế hoạch lúc trước của hắn là sau khi chuyển thế trùng sinh, trong quá trình trưởng thành sẽ từ từ tìm kiếm. Nhưng bây giờ, hắn nghĩ đến một phương pháp khác là không cần luân hồi mà vẫn có thể trực tiếp tham dự chiến tranh sau này,
đó chính là tìm về ma giới hoàng đồ, dung nhập linh hồn vào trong đó. Biến thành một tôn, ma binh, nhưng, sau khi dung nhập ma binh, hắn có thể lại đi ra ngoài hay không, khả năng chính là một điều không thể biết được. Sau khi nói xong Tịch Nhan lại trầm mặc, yên lặng ở chung với nhau hơn 30 năm, giữa nhau không chỉ có quen thuộc, cũng có quan hệ đặc thù, nàng mơ hồ có thể cảm giác được, khi mà vị ma hoàng tàn bạo này minh xác nói ra được suy nghĩ bên ngoài, kỳ thật còn có lo lắng càng sâu hơn. Cũng chính là phần lo lắng này đã để hắn có ý nghĩ dung nhập ma giới hoàng đồ. Nhưng mặc kệ nàng quan tâm như thế nào, hỏi thăm như thế nào, ma hoàng cũng đều không có giải thích. Sau khi nghe xong, Khương Phàm cũng thật lâu không nói gì, nhưng tức giận trong lòng lại đã được tiêu tán toàn bộ. Hắn lo lắng nhất chính là thôn thiên ma hoàng sẽ tổn thương Tịch Nhan, hoặc là dẫn dụ Tịch Nhan làm chuyện gì đó, nhưng bây giờ sau khi suy đi nghĩ lại, thôn thiên ma hoàng làm những kế hoạch và phán đoán này, giống như đều không liên lụy đến Tịch Nhan. Tịch Nhan nói, không phải ta cố ý giấu giếm chàng, mà là hắn không hy vọng người ngoài can thiệp chuyện của hắn, nhất là chàng. Khương Phàm nhíu mày. Cái gì gọi là, nhất là ta? Tịch Nhan nhẹ nhàng nhún vai. Hắn có chút ý kiến đối với chàng. Mẫu thân nó, ta đối với hắn còn có ý kiến đây. Khương Phàm oán thầm trong lòng, nếu không phải trong cơ thể Tịch Nhan có một tôn ma hoàng, hắn cũng không trở thành bình thường gặp mặt chỉ có thể kéo tay trò chuyện, ngay cả mở miệng đều có bóng ma, luôn cảm thấy đó không phải là Tịch Nhan, mà là một lão ma dữ tợn xấu xí. Tịch Nhan chỉ thông thiên tháp ở cổ áo Khương Phàm. Thôn thiên ma tộc đều ở bên trong à? Ở bên trong chữa thương? Có thể nhường ra tới không? Hắn muốn bàn bạc chút chuyện với bọn chúng. Trước hết hãy bảo hắn đi ra tâm sự với ta. Hắn không muốn gặp chàng. Không muốn gặp cũng phải gặp, hắn cho là ta muốn gặp hắn. Khương Phàm giơ tay lên, đầu ngón tay rơi vào trên trán Tịch Nhan. Lão già, ở bên trong ở dễ chịu không? Nên thu chút lợi tức. Đôi mắt Tịch Nhan lượn lờ tử quang, biến thành hai đóa hoa luân hồi yêu dị, ngay sau đó toàn thân nàng cuồn cuộn tử khí, kịch liệt mà đậm đặc, nương theo khí tức bạo ngược tràn ngập, tử quang xen lẫn thành cơn lốc ra một tôn ma ảnh to lớn. Tịch Nhan hoảng hốt, nàng ngồi trên mặt đất, mà cự ma kia lại chậm rãi mở hai con ngươi như u linh ra, quan sát Khương Phàm. Khương Phàm đạp tan mặt đất, bay thẳng lên trời, nhìn thẳng với cự ma. Ngươi ở bên trong đã hơn 30 năm, ta vẫn luôn không có đuổi ngươi rời khỏi. Vừa rồi nghe nói ngươi muốn rời khỏi, tiền thuê nhà nên kết một chút. Tiểu tử, ăn cướp đánh tới trên đầu ta. Ma uy cuồn cuộn, ma ngữ xâm nhiên, sau khi linh hồn hoàn chỉnh, thực lực của nó cũng đã khôi phục. Muốn chơi xấu, ngươi chọn lầm người, ta khuyên ngươi tự mình giao tiền thuê, nếu không đừng trách ta bạo lực thúc thuê. Đồ hỗn trướng, ta là ở trong cơ thể Tịch Nhan, có liên quan gì tới ngươi? Cả người nàng đều là của ta. Giao tiền thuê đương nhiên phải giao trên tay của ta. Tiểu tử, đừng tưởng rằng bước lên thần cảnh thì có thể khiêu khích ta. Ta đương nhiên có tư cách, coi như ngươi ở thời kỳ toàn thịnh, cũng không bằng ta. Khương Phàm cường thế rằng co, không yếu đi chút nào. Không bằng ngươi, nhóc con không biết trời cao đất rộng. Tử khí cuồn cuộn, thôn thiên ma hoàng phun trào ma uy dần dần táo bạo mãnh liệt, như là một tôn ma hoàng thật sự đang thức tỉnh. Dãy núi mênh mông dần dần sụp ra vết nứt, đá vụn cuồn cuộn, cây rừng sụp đổ. Ha ha, vậy thì thử một chút. Sâu trong đôi mắt sáng tỏ của Khương Phàm bắn ra cường quang, như là hai tôn chu tước thức tỉnh, toàn thân bộc phát ra uy lực hủy diệt kinh khủng, phần thiên diệt thế viêm lao ra khỏi cơ thể, muốn chôn vùi vạn vật thế gian. Khương Phàm, không nên đả thương hắn. Đan Hoàng chạy tới nơi này, phá vỡ bầu không khí khẩn trương. Làm tổn thương ta. Nếu ta trở lại đỉnh phong, giết hắn như giết chó. Thôn thiên ma hoàng đột nhiên táo bạo. Coi như ngươi trở lại đỉnh phong, cũng không giết được hắn. Năm đó hắn đã suýt chút nữa lên trời chứng đạo. Đan Hoàng lắc đầu than nhẹ. Ha ha, lên trời chứng đạo. Lão tiểu tử ngươi thực sự sẽ thiếp vàng trên mặt cho hắn nhỉ. Hắn đó là bị buộc bất đắc dĩ mới bước lên đăng thiên kiều. Đổi lại là ai cũng có thể. Đi lên không phải là được ngay. Hắn là huyết mạch chu tước thủy tổ. Huyết mạch của thôn thiên ma tổ ta kém. Bất luận là huyết mạch gì từng sinh ra đế quân đều không kém, cũng khó phân mạnh yếu. Nhưng trong tay hắn còn nắm giữ liệp thần thương. Liệp thần thương thì như thế nào? Đệ nhất sát khí hoang cổ. Phi, thế nhân sùng bái tiến công, kính sợ sát phạt, càng kiêng kỵ tổn thương mới có thể chỉ nhớ rõ thanh sát khí liệp thần thương này. Nhưng từ hoang cổ đến nay,
thần binh ma binh nào không phải danh chấn thời đại, không phải đăng phong tạo cực. Ta đã biết, trong lịch sử, thứ có thể chống cự lại Liệp Thần Thương chỉ có 5 cái, mà ma giới Hoàng Đồ có thể xưng là số 1. Nhưng ma giới Hoàng Đồ đã không còn nữa, những thần khí ma binh khác tất cả đều đã vẫn lạc, duy chỉ có Liệp Thần Thương thiếu ngạo đến nay. Ai nói ma giới Hoàng Đồ đã không còn nữa? Ta có thể cảm nhận được, nó còn tồn tại, đang ở trên thế giới này. Thôn Thiên Ma Hoàng táo bạo đột nhiên dừng lại, mênh mông tử khí mãnh liệt, lạnh lùng tiếp cận Đan Hoàng. Ngươi đang gài bẫy ta, gia hỏa nghiêm chỉnh nhất như ngươi đây cũng sa đọa rồi. Khương Phàm hỏi, ma giới Hoàng Đồ, ở đâu? Nếu như ta biết ở đâu thì đã sớm thu hồi lại. Không phải ngươi có thể cảm nhận được nó tồn tại sao? Ta có thể cảm nhận được, không có nghĩa là có thể xác định nó ở đâu. Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi không hiểu được. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như không phải bởi vì Tịch Nhan, ngươi tuyệt đối không sống tới bây giờ. Ta cũng cảnh cáo ngươi, nếu như không phải có ta, Tịch Nhan cũng không sống tới bây giờ. Khụ khụ. Đan Hoàng bước về phía trước, chặn ngang bọn hắn rằng co. Ta cảm thấy vậy đi, chúng ta nên thẳng thắn nói một chút. Lão bằng hữu, linh hồn ngươi đã khôi phục, là đi hay ở, cho cái thái độ đi. Nếu như rời khỏi, ta có thể làm chủ, tuyệt đối không làm khó dễ ngươi. Ngươi không cần để ý Khương Phàm, ta thay hắn làm chủ. Ngươi không tin tưởng hắn, nhưng có thể tin tưởng ta. Nếu có ý ở lại, chúng ta hai tay hoan nghênh, cũng nhất định sẽ dùng hết khả năng, giúp ngươi trở lại đỉnh phong. Thôn Thiên Ma Hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Phàm một hồi, tử khí cuồn cuộn từ từ tụ tập lại, từ độ cao ngàn trượng, trở lại chừng 10 trượng. Đang muốn nói chuyện, lại nhìn thấy Khương Phàm còn dừng ở không trung, ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn. Hắn lập tức giận dữ. Xuống đây. Khương Phàm hừ lạnh không để ý tới, cứ cúi đầu nhìn như thế. Thôn Thiên Ma Hoàng lại cuồn cuộn ma khí, trở lại ngàn trượng, bình đẳng với Khương Phàm, hung tợn chừng nhìn hắn, mới nói. Thôn Thiên Ma tộc đều để hắn bắt, ta còn có thể trở về sao? Trở về có thể làm gì? Bọn con non này, mẫu thân nó, thật sự là mất mặt xấu hổ. Đó chính là muốn ở lại. Đan Hoàng nháy mắt đối với Khương Phàm, để hắn biểu thị hoan nghênh. Chậm đã, ta không nói muốn ở lại, ta cũng không nhận sự bố thí của hắn. Ta chỉ làm giao dịch với hắn. Ngươi nói, ta có thể thay Khương Phàm làm chủ. Tộc nhân của ta bị hắn bắt, không thể lại tìm kiếm ma giới Hoàng Đồ được nữa, các ngươi nhất định phải thay ta tìm. Sau khi tìm được, bất kỳ người nào cũng không thể đụng, chỉ có thể tự mình ta. Cái này có thể. Ngươi đến cam đoan. Dùng danh dự Đan Hoàng của ngươi cam đoan. Thôn Thiên Ma Hoàng quanh năm ở bên trong luân hồi hoa của Tịch Nhan, đối với Khương Phàm tính cách, cường thủ hào đoạt, tương đối cảnh giác. Gia hỏa này chính là một tên thổ phỉ, còn làm cái gì hoàng thất kiếp lược đồ đoàn cướp bóc hoàng gia. Thổ phỉ đầu lĩnh. Đan Hoàng nhìn Khương Phàm một chút, lại lắc đầu, đây là không yên lòng đối với hài tử này. Được thôi, ta dùng danh dự của ta đảm bảo. Tương lai tất cả hành động của các ngươi đối với ma tộc ta đều sẽ tham gia, nhưng những hành động khác, không liên quan gì đến ta. Mục đích của Thôn Thiên Ma Hoàng là trọng trấn địa vị cùng danh vọng của Thôn Thiên Ma tộc tại ma tộc, không tham dự những hành động khác là không muốn biến thành vũ khí của Khương Phàm, bị hắn tùy ý vung vẩy. Đan Hoàng thay Khương Phàm làm quyết định. Có thể. Khương Phàm nói. Đây là giao dịch, cái này giống như tất cả đều là ta đang phối hợp với ngươi. Thôn Thiên Ma Hoàng nói, người bắt tộc nhân ta, nên thay ta tìm ma giới Hoàng Đồ về. Hành động của ta đối với ma tộc đã là đề chấn địa vị của Thôn Thiên Ma tộc ta, càng là thay ngươi ngăn cản nguy hiểm. Cái này, đều là giao dịch. Đan Hoàng ngăn Khương Phàm lại, tự mình nói. Ngươi chỉ là linh hồn, rất khó có thể thật sự khống chế ma giới Hoàng Đồ, nếu như ở lại bên trong lâu dài, cũng có khả năng lọt vào giam cầm, biến thành khí linh, khó mà thoát sinh. Ta chỗ này vừa mới luyện chế ra một viên đan dược quý giá, tên là vô hạn tạo hóa đan. Ta rất khó cam đoan công hiệu cụ thể của viên đan dược kia, nhưng dựa theo suy đoán của ta, là có thể mọc lại thịt từ xương, sinh ra máu thịt, thậm chí khởi tử hồi sinh. Phẩm cấp gì, thứ ta muốn là thần khu, không phải chút thịt nhão toái cốt. Thôn Thiên Ma Hồn lập tức tiếp cận Đan Hoàng, người khác không hiểu rõ thực lực của Đan Hoàng, nhưng hắn lại rất rõ. Nếu Đan Hoàng giống như rất có nắm chắc. Nói không chừng thật sự có thể làm được. Xem như đỉnh cấp đan dược trong thiên phẩm, bên trong có được khí tức vĩnh sinh đã biến mất từ rất lâu, ảo diệu vô tận. Mặc dù ngươi là ma hoàng,
tái tạo hoàn chỉnh ma khu có chút khó khăn, nhưng nếu như có thể tìm tới ma giới hoàng đồ, lại phối hợp với ma khí ở trong đó, ta cho rằng vẫn còn có chút hy vọng. Ở đâu? Giọng của Thôn Thiên Ma Hoàng lập tức lo lắng. Ta là luyện cho Khương Phàm, dùng để ứng phó đại chiến Thương Huyền sau đó. Đan Hoàng nhìn về phía Khương Phàm, đôi mắt nhiều nháy mấy cái. Khương Phàm ngầm hiểu, quả quyết nói. Không thể nào. Trong giọng nói lo lắng của Thôn Thiên Ma Hoàng lộ ra sự tức giận. Đó là đan dược của Đan Hoàng, chỉ là đảm bảo giao cho ngươi mà thôi, lấy ra. Khương Phàm hừ lạnh. Mỗi một loại dược liệu mà Vô Hạn Tạo Hóa Đan cần đều là ta cung cấp, ngay cả thuốc dẫn, khí tức vĩnh sinh, đều là dùng trọng binh thượng cổ, trường sinh đao rút ra. Đan Hoàng cho ta, chính là của ta. Tiểu gia hỏa, ta bảo đảm tịch nhan 30 năm. Nếu như không có ta, tịch nhan đều phải chết 10 lần. Lão già, nếu như không có tịch nhan, sợi tàn hồn ngươi đây đều như khói sớm tiêu tán mất rồi. Nếu ta có thể tái tạo cơ thể, ma tộc thiên hạ, duy ngã độc tôn. Phối hợp với ma giới hoàng đồ, ta có thể ngạnh kháng ma đế. Đó là ngươi, không liên quan gì tới ta. Ta sắp đứng trước thiên hạ vây bắt, lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Viên vô thượng tạo hóa đan này là dùng để bảo mệnh. Đây là mệnh, hiểu không? Lấy mệnh của ta, thành toàn cho ngươi. Nghĩ hay lắm. Ngươi không thể lại luyện một viên. Ngươi nói nghe thật nhẹ nhàng linh hoạt. Cả đời của sư phụ ta ở kiếp trước đều không thể luyện chế nó thành hình. Bây giờ là rút khô tất cả khí tức trường sinh bên trong trường sinh đao, dùng số lượng lớn linh thụ vài vạn năm, mười mấy vạn năm, thậm chí là loại linh thụ tồn tại mấy trăm ngàn năm như thông linh thụ kia để cùng nhau làm dược tài, cuối cùng mới thành hình lên một viên như thế. Sau này cũng rất khó lại luyện được viên thứ hai. Nói là đan dược thiên phẩm, trên thực tế chính là thần phẩm. Khương Phàm càng như vậy nói, Thôn Thiên Ma Hoàng càng kích động. Nếu quả thật có thể tái tạo huyết nhục cơ thể, hắn cũng không cần đi luân hồi, không cần một lần nữa trưởng thành, càng có thể trọng trưởng ma giới hoàng đồ trong thời gian rất ngắn, cũng lấy trạng thái đỉnh phong tham gia đại chiến đế ước, để tên của Thôn Thiên Ma tộc lần nữa uy chấn thiên hạ. Đừng nói nhảm, điều kiện gì? Ma hoàng đưa ma khí tới gần Khương Phàm, hận không thể nuốt sống hắn. Ngươi đừng mơ mộng hão huyền, đây là đồ bảo mệnh của ta. Đại chiến đế ước khẳng định mang theo các loại ngoài ý muốn, ta có thể kiên trì tới cùng hay không? Viên đan dược kia chính là mấu chốt. Nếu như ta chết rồi, về sau tất cả người của ta cũng sắp xong rồi, đây không chỉ là mệnh của ta, càng là mệnh của tất cả mọi người. Ta có thể vô điều kiện, bị ngươi thúc đẩy một lần. Tiểu tử, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, thấy tốt thì lấy. Đuổi này ăn mày đi sao? Khương Phàm giận dữ đáp lễ, lại nói với Đan Hoàng. Ngài không nên đề cập chuyện với hắn Vô Hạn Tạo Hóa Đan. Đan Hoàng than nhẹ. Đan dược là có thể cứu mệnh ngươi, nhưng ta càng hy vọng hắn có thể giúp ngươi, thực lực của hắn. Thật sự rất mạnh. Khương Phàm trầm mặt nói. Ta không tin tưởng hắn. Thôn Thiên Ma Hoàng cuồn cuộn ma khí, điềm nhiên nói. Tiểu tử, đừng tưởng rằng người trong thiên hạ đều không giữ chữ tín, giống như ngươi sát diêm ta từ trước tới giờ không tùy tiện hứa hẹn, nhưng chuyện ta đã hứa hẹn, chắc chắn sẽ tuân thủ đến cùng. Khương Phàm vẫn lắc đầu. Ta càng tin tưởng mình ta hơn. Mà không phải một đại ma thấy ngứa mắt. Ta đã gặp phải vô số khiêu chiến, ta cũng đã trải qua các loại sinh tử, so với chờ đợi cứu trợ, còn không bằng tự mình. Thôn Thiên Ma Hoàng gầm thét lên. Ba lần, ngoại trừ cuộc chiến ma tộc, ta nghe theo ngươi ba lần. Năm lần, ngươi xem ta là cái gì rồi? Năm lần, tiểu tử. Năm lần, sức một mình ta có thể lay Tam Hoàng, giúp ngươi ba lần, đã là. Năm lần. Không bàn nữa. Tiểu tử, bốn lần. Thành giao, hợp tác vui vẻ. Khương Phàm vung tay triệu ra đan dược, mỉm cười. Thôn Thiên Ma Hoàng đang muốn gào thét thì cưỡng bức ngăn chặn, quá đột nhiên, đến mức ma khí toàn thân đều nổi lên gợn sóng. Đan Hoàng ở bên cạnh tranh thủ thời gian nhắc nhở. Nhớ kỹ, là ngoài đối chiến ma tộc, lại không điều kiện bốn lần, còn phải toàn lực ứng phó. Thôn Thiên Ma Hoàng cuồn cuộn ma khí, chậm rãi quay đầu. Tập trung vào Đan Hoàng. Ngươi là lão cáp mô. Khương Phàm nói. Nếu linh hồn của ngươi hoàn chỉnh, từ hôm nay trở đi nên rời khỏi tịch nhan đi. Ta sẽ thay ngươi mời một vị võ giả không gian cảnh giới Thánh Vương, mang theo ngươi đến các nơi trên thế giới bí mật cảm nhận. Nếu như nơi mai táng là ở tại một ít hải vực, ngươi có thể trực tiếp tỉnh lại. Nhưng nếu như là giấu ở đại lục khác, ngươi không nên khinh cử vọng động, về tới đây,
đợi đến đại chiến Thương Huyền, cường giả các nơi dốc hết toàn lực, sau đó các ngươi lại mạo hiểm đi đến. Thôn Thiên Ma Hoàng giận dữ nhìn hằm hằm Đan Hoàng thật lâu, mới nói. Ta còn không thể rời khỏi Tịch Nhan. Ngươi còn muốn mang theo nữ tử ta chạy loạn khắp thiên hạ. Nữ tử của ngươi, hừ hừ, đó là đệ tử ta nhận. Là hoàng 3 vạn năm trước, sư phụ ta dạy ra đệ tử bây giờ là thần hoàng, ngươi mỗi ngày để nàng bế quan lại bế quan, đến bây giờ còn là thánh vương, ngươi dạy thế nào? Đó là vấn đề tư chất. Đánh giám, nhất định là ngươi đang hấp thu nguyên lực bên trong luân hồi hoa của nàng, kềm chế nàng trưởng thành. Tiểu tử, ngươi thử lại giống một tiếng cho ta một chút. Đi. Đan Hoàng lần nữa ra mặt ngăn lại, khuyên nhủ. Linh hồn của ngươi đều đã hoàn chỉnh, tiếp đó lại phải đi ra bên ngoài tìm kiếm ma giới hoàng đồ, đừng có lại đợi trong cơ thể nữ nhi người ta nữa. Hừ, ta còn chưa chuẩn bị cẩn thận. Khương Phàm giận. Nữ tử của ta coi như mẫu thân của ngươi. Rời khỏi bụng mẹ còn phải làm chuẩn bị. Thôn Thiên Ma Hoàng tức giận nói. Mẫu thân nó, ta là không chuẩn bị để giao nàng cho ngươi. Khương Phàm tức giận cười. Chúng ta ngươi tình ta nguyện, còn cần ngươi đồng ý. Cút ra ngoài cho ta. Thôn Thiên Ma Hoàng bực tức nói. Mẫu thân nó đã vốn đã nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi dám chà đạp nàng, ta nuốt sống ngươi. Khương Phàm trợn mắt đối mặt. Ngươi rời khỏi cùng ngày, ta sẽ liền động phòng, ngươi dám lại ngăn cản, ta một thương đâm chết ngươi. Các ngươi. Đan Hoàng nghe được thì lắc đầu. Lão bằng hữu này cuồng bạo lãnh khốc cả một đời. Kết quả lại tìm tới, ấm áp, tại chỗ Tịch Nhan rồi. Cái này không phải tình cảm sư đồ, ý tứ trong lời nói giống như là phụ tử hơn. Thôn Thiên Ma Hoàng và Khương Phàm mắt lớn chừng mắt nhỏ cả nửa ngày. Ta không nhìn ra ngươi thích nàng, ngược lại là nàng ngày ngày nhớ tới ngươi. Ngươi không phải ta, có thể biết ta. Ha ha, mỗi lần ngươi tới, nói 2-3 câu đã đi, ứng phó ai đây? Lão già ngươi. Nếu như không phải ngươi mỗi ngày ở bên trong người nàng, chúng ta đều đã có hài tử. Ngươi chính là chướng ngại lớn nhất khiến chúng ta không thể phát triển tình cảm, mẫu thân nó còn không biết điều. Mỗi lần tới gặp mặt Tịch Nhan, ta kéo nàng tay, đều như lôi kéo ngươi, nói câu tâm tình, đều như nói với ngươi. Không thoải mái, buồn nôn. Đan Hoàng ở bên cạnh đều lúng túng cười. Thôn Thiên Ma Hoàng hung hăng chừng nhìn Đan Hoàng, thật lâu mới cảnh cáo Khương Phàm. Ở đó mà đợi nàng. Nếu như nàng chịu nửa điểm ủy khuất ở chỗ ngươi, ta nuốt cả thế giới hỗn độn của ngươi. Đừng cho rằng ta chỉ uy hiếp, tốt nhất ngươi nên hỏi thêm về tính cách của ta với sư phụ ngươi. Cho tới bây giờ ta đều là nói được thì làm được. Bây giờ, thả tất cả thôn thiên ma tộc ra, sau đó lại theo giúp ta đi ra gọi không võ qua, nhất định phải thực lực đủ mạnh, đừng đưa một kẻ vớ va vớ vẩn ứng phó ta. Chuyện kế tiếp, thì không cần tới ngươi nữa. Đan Hoàng không muốn Khương Phàm lại cùng hắn rằng co. Vội vàng nói. Thả ra đi. Khương Phàm kích hoạt thông thiên tháp, thả toàn bộ thôn thiên ma tộc bị nhốt ở bên trong ra. Ngoại trừ Thánh Hoàng, Sát Đồ ra, còn có tộc trưởng đương đại, cảnh giới Thánh Vương, Sát Kỳ, 2 vị Thánh Vương thống lĩnh, Sát Sóc, Sát Du, cùng 5 vị Thánh Linh và hơn 300 vị cự ma. Đây không thể nghi ngờ là chi đội tinh nhuệ nhất của thôn thiên ma tộc. Thăm viếng ma hoàng. Sát Đồ nhìn thấy thôn thiên ma hoàng, sắc mặt nghiêm một chút. Quỳ một chân trên đất. Sát Kỳ, Sát Sóc, Sát Du nhao nhao quỳ xuống, những cự ma còn không có gặp qua hắn cũng đều kích động quỳ xuống. Lão tổ 3 vạn năm trước, mặc dù bên trên tư liệu lịch sử trong tổ địa cũng không có ghi chép, nhưng bọn hắn có thể xác định, đây đúng là ma hoàng của thôn thiên ma tộc. Càng làm cho bọn hắn phấn chấn chính là, vị ma tổ này lại còn là trưởng khống giả của ma giới hoàng đồ trong truyền thuyết. Từ khi sau khi gặp được tại địa ngục, bọn hắn vẫn luôn ở trong phấn khởi. Thôn thiên ma tộc 30.000 năm khuất nhục, rốt cuộc cũng sắp chấm dứt, muốn xoay người. 30.000 năm qua, mặc dù bọn hắn quy thuận hắc ma tộc, nhưng vẫn thủy chung không có thật sự hiệu chung, điều này cũng làm cho hắc ma tộc từ đầu đến cuối vẫn đang áp chế bọn hắn trưởng thành, từ trước tới giờ không để bọn chúng tiếp xúc với thần vật, đến mức thôn thiên ma tộc qua 30.000 năm đều không có bồi dưỡng được một tôn ma hoàng nào. Đây là khuất nhục, càng là tích lũy thù hận. Hiện nay, bọn hắn không chỉ có chờ được ma hoàng, càng chờ được đến siêu cấp thần khí, ma giới hoàng đồ. Mà Thương Huyền sắp bộc phát ác chiến, càng là cơ hội ngàn năm một thuở. Các ngươi từ từ ôn chuyện, ta đi xin mời Đông Hoàng Trấn Nguyên. Hắn là tộc lão của Đông Hoàng tộc, Thánh Vương không võ 500 tuổi, kinh nghiệm phong phú, tạo nghệ cao thâm,
cùng ngươi đi tìm kiếm là dư xài. Khương Phàm chào hỏi, cùng Đan Hoàng cùng rời khỏi U Cốc. Khương Phàm vừa đi, thôn Thiên Ma Hoàng, Sát Diêm đã lập tức mắng mỏ đối với các tộc nhân đang quỳ lạy. Một đám phế vật, lại bị bắt sống, nếu như ta là các ngươi, mẫu thân nó, ta đã sớm tự sát rồi. Bọn sát đồ đang phấn chấn đã lập tức biến thành sợ hãi, nhao nhao cúi đầu, không dám đối mặt. Từ hôm nay trở đi, đều ở lại chỗ này bế quan tu luyện cho ta. Không cần cho mình là người ngoài, hung hăng nuốt cho ta. Năng lượng tự nhiên ở nơi này cai gấp 10 lần phía ngoài, còn có khí tức hỗn độn. Huyết mạch của thôn Thiên Ma tộc chúng ta không nhận bất cứ hạn chế gì, nuốt càng nhiều, trưởng thành càng nhanh. Trong vòng một năm, nhất định đều phải tranh thủ tăng lên một cảnh giới cho ta. Tuân lệnh, đám sát đồ cao giọng la lên. Làm thôn Thiên Ma tộc đối với năng lượng tự nhiên bọn chúng đặc biệt mẫn cảm, vừa mới vừa xuất hiện thì đã biết hoàn cảnh nơi này đặc biệt, nếu như có thể tùy ý nuốt luyện một năm, thật đúng là khả năng có trưởng thành lớn. Ngươi tên gì? Sát ngốc tử. Thôn Thiên Ma Hoàng quan sát Thánh Hoàng sát đồ ở phía trước nhất. Đồ, đồ sát đồ, sát đồ. Trái tim sát đồ đều rụt rụt lại, cũng không dám tức giận. Chính ngươi, theo ta ra ngoài, tìm kiếm ma giới hoàng đồ. Tuân lệnh. Ai là tộc trưởng? Có. Sát kỳ bước về phía trước. Các ngươi ở lại nơi này tu luyện, chuyện gì khác cũng đều không cần quản, bất kỳ người nào chỉ huy đều không cần ngừng lại. Nếu ai ngăn cản các ngươi nuốt luyện năng lượng, hung hăng náo cho ta. Tuân lệnh. Lấy tòa sơn cốc này làm trung tâm, phạm vi 500 dặm, hóa thành lãnh địa. Tản ra, hung hăng nuốt cho ta. Chỉ cần chống đỡ không chết vẫn nuốt. Khương Phàm cùng Đan Hoàng đi trong cánh rừng tươi tốt. Vô hạn tạo hóa đan, thật sự có thể để hắn tái tạo cơ thể. Ta cũng không hy vọng vật quý giá như vậy sẽ bị lãng phí hết. Vừa rồi mặc dù Khương Phàm là kích thích ma hồn, nhưng cũng thật sự không nỡ. Bất luận là ma hoàng, yêu thần, hay là thần tôn, vấn đề là muốn cho hồn phách cảnh giới này đoàn tụ chiến khu, biện pháp trực tiếp nhất chính là thần nguyên của đồng tộc, những thứ khác cơ hồ là không thể nào. Nhưng khí tức sinh mệnh của vô hạn tạo hóa đan tuyệt đối có thể so với thần vật, thôn Thiên Ma tộc lại là ma tộc đặc thù nuốt luyện vạn vật, tức là có thể có mức độ lợi dụng tạo hóa đan lớn nhất, cũng có thể nuốt luyện năng lượng đầu lâu của những ma hoàng bên trong ma giới hoàng đồ kia. Ta không dám hứa chắc quá nhiều. Nhưng vô hạn tạo hóa đan phối hợp với ma giới hoàng đồ, có 7 phần nắm chắc để hắn tái tạo cơ thể. Ngài nói có nắm chắc là tốt rồi, nhưng ngài phải mau chóng lại luyện cho ta một viên. Khi não người từ sinh mệnh thần điện trở về thì ta sẽ mở luyện. Nhưng ta không thể cam đoan một lần sẽ thành công, tốt nhất ngươi nên kiếm một ít linh thụ. Nhớ kỹ, rễ cây sẽ có hiệu quả tốt nhất. Sư phụ à, ta nhiều nhất chỉ có thể tranh thủ sinh mệnh thần điện giữ vững trung lập. Thật không có bao nhiêu nắm chắc lại đi đào rễ cây của người ta. Không phải đã nói rồi sao, mệnh quan trọng hay là mặt quan trọng? Vô hạn tạo hóa đan đã cho thôn Thiên Ma Hoàng, người nhất định phải luyện một viên mới. Được rồi, ta sẽ cố hết sức. Khương Phàm không thèm đếm xỉa tới nữa. Coi như uy hiếp lợi dụng, không biết xấu hổ không cần ra mặt cũng phải gom góp dược liệu. Không phải cố hết ức, mà là nhất định phải làm. Ta nhất định làm. Đúng rồi. Rốt cuộc ngươi và tinh linh đế tộc ân oán gì? Sao năm đó bọn chúng có thể cho phép ngươi vác Đông Nam Thiên Môn đi? Cái này, nói rất dài dòng. Nụ cười của Khương Phàm hơi có vẻ xấu hổ, nói quanh co hai tiếng, lại nói sang chuyện khác. Thần Phật đều đã rời khỏi được nửa năm, không biết Thái Sơ nơi đó thế nào. Ta rất chờ mong thần Phật có thể trấn sát Hứa Như Lai, nhưng lại sợ Phật môn bận tâm mặt mũi, không hy vọng loại chuyện này làm lớn chuyện. Thái Sơ Đại Lục. Sớm tại ngày 18 tháng 4, thần Phật bí mật đã tới Tu Di Sơn tại Thiên Khải Hoàng Thành. Hắn không có trở về Thái Sơ, bởi vì như vậy cần xuyên qua thiên môn do đế thành khống chế. Nếu như Thái Sơ đế tộc biết hắn còn sống, rất có thể sẽ bí mật xử tử. Hắn cũng không có an bài trấn thủ Hoàng Thành bí mật đi Tu Di Sơn lấy thần nguyên, bởi vì như vậy bảo vật chỉ có đích thân Tu Di chủ nhân tới mới có thể mời đi ra, mà xin mời thần nguyên chắc chắn sẽ gây nên oanh động, đánh thức đế tộc thì sẽ rất phiền toái. Cho nên, sau khi tu dưỡng ngắn ngủi, thần Phật mật lệnh tăng lữ trong hoàng thành trở về Thái Sơ Đại Lục, tuyên bố với tất cả Phật môn hắn đã trở về, cũng mời toàn thể thánh Phật Phật môn thân phó Tu Di Hoàng Thành Thiên Khải. Cùng lúc đó, tại Tu Di Hoàng Thành hắn cũng cao điệu tuyên bố mình đã trở về, Phật quang vô tận phổ chiếu tám phương, gây nên sự chú ý của các phương. Cứ như vậy,
một trận oanh động đồng thời tại Thiên Khải và Thái Sơ dẫn bạo. Thần Phật trở về rồi. Phần Thiên Thần Hoàng không dám mạo hiểm sát hại chủ nhân Phật Môn, hay là đã cùng Phật Môn làm giao dịch đặc thù. Không có người nào rõ ràng. Ngay cả Tu Di Sơn đều khó mà tin được, Hứa Như Lai đi một chuyến Thương Huyền, vậy mà đã cứu thần Phật trở về được thật. Nhưng bất luận như thế nào, thần Phật trở về, thiên đại hỷ sự. Phật Môn với Tam Đại Hoàng Đạo, Ngũ Đại Hoàng Tộc, 13 Thánh Miếu, đều nhao nhao hành động, kinh thiên môn, trèo lên thiên khải, tề tụ tới Tu Di Hoàng Thành. Thái Sơ đế tộc thì bị tin tức này đánh một cái trở tay không kịp. Trở về rồi. Làm sao Khương Phàm lại chịu thả thần Phật trở về? Cái tên điên tàn bạo vô độ, giết chóc thành nghiện, lại không chỗ nào e ngại kia, lại còn dưới tình huống bị Hứa Như Lai bí mật khiêu khích, vậy mà đã thả thần Phật. Bọn hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng, Hứa Như Lai đã làm hư chuyện. Rất có thể Khương Phàm đã nhìn rõ ý đồ của Hứa Như Lai, cố ý muốn mượn tay thần Phật đảo loạn cục diện Thái Sơ, phải dùng sự hỗn loạn của Phật Môn ngăn chặn tình huống mới vào Thương Huyền. Nhưng tin tức đã truyền ra, bọn hắn muốn bí mật xử lý đã không kịp nữa, điều duy nhất phải làm chính là trước khi Phật Môn ra tay, Hứa Như Lai nhận được đế thành. Cuối tháng 4, Tam Đại Hoàng Đạo, Ngũ Đại Hoàng Tộc, 13 Thánh Miếu, tất cả Thánh Phật tề tụ Tu Di Hoàng Thành, cùng nghênh đón thần Phật trở lại Tu Di Sơn. Cho đến lúc này, thiên hạ mới biết được, Khương Phàm chỉ thả đi thần Phật Phật Hồn, mà Phật khu đội lên Thương Huyền. Sau đó, Tu Di Sơn chủ nhân bế quan, tái tạo thần Phật thân thể. Phật Môn, bình tĩnh như thường, không có bất kỳ cái gì rung chuyển. Cái này khiến Thái Sơ đế tộc cảm thấy kinh ngạc, cũng âm thầm thở phào, nhưng bọn hắn biết, thần Phật chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy, bây giờ không có động tác, chỉ là cần ổn định hoàn cảnh tái tạo thần khu, một khi thần khu tái tạo, phản kích liền sẽ tới. Cuối tháng 9, Thái Sơ đại lục, đế thành. Tu Di Sơn đưa đến tin tức. Thiên Uy thần tôn tìm đến chỗ Hứa Như Lai đang bế quan. Chủ nhân Tu Di khôi phục rồi. Hứa Như Lai bị từng mảng Phật quang bao phủ, nhìn thần thánh không gì sánh được, dáng vẻ hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia trang nghiêm, như là Phật bất hủ. Ở chỗ này đã gần nửa năm, hắn đã thành công đột phá đến thánh hoàng cảnh, có thực lực thống ngự một phương, thậm chí chủ hoài kiến lập hoàng đạo. Thần Phật đã vào khôi phục nửa tháng trước, tự mình phái người đưa tới tin tức, xin ngươi về Tu Di Sơn. Thiên Uy thần tôn quy ẩn mấy trăm năm, đã không còn xử lý sự vụ đại lục, không nghĩ tới khi xuất quan chuyện đầu tiên mình nhúng tay đã lập tức mất đi quyền khống chế. Trước đó thần Phật trở về Thiên Khải, kỳ thật có thể bí mật tính toán Hứa Như Lai, để hắn trở về, lại cưỡng ép chân áp. Nhưng, thần Phật cuối cùng vẫn là thần Phật, khinh thường các loại âm mưu thủ đoạn, mà lại coi trọng mặt mũi Phật Môn, không muốn làm lớn chuyện, cho nên bất luận là triệu tập thánh Phật tề tụ về Hoàng Thành, hay là trở lại Tu Di Sơn, đều vẫn chưa nói về chuyện của Hứa Như Lai. Thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cái này cũng tương đương với việc giữ lại mặt mũi cho đế tộc, để lại mặt mũi cho Thiên Uy thần tôn hắn. Trận nguy cơ khả năng dẫn phát Phật Môn cùng đế thành này đã tạo thành đại sự nội loạn cho Thái Sơ, và được chủ nhân Tu Di ẩn nhẫn lặng yên hóa giải. Nhưng, Phật Môn thỏa hiệp mang ý nghĩa đế tộc cũng hẳn là thỏa hiệp. Lúc trước Phật Môn không có Trương Dương, bây giờ Phật Môn đòi người, đế tộc cũng hẳn là sẽ thả người. Cái này là ăn ý, cũng là im ắng cảnh cáo. Nếu như trả người về, quan hệ giữa Phật Môn và đế tộc sẽ không thay đổi. Nếu như từ chối, hậu quả do đế tộc gánh chịu. Thiên Uy thần tôn không biết đã bao nhiêu năm hắn đã không có cảm nhận được loại cảm giác khó giải quyết này. Hứa Như Lai ngồi xếp bằng với bộ dạng phục tùng, mặc niệm Phật ngữ, bình tĩnh lạnh nhạt giống như thường ngày, cứ như chuyện cũng không có bất cứ liên quan nào với hắn cả. Thiên Uy thần tôn khẽ nhíu mày, gia hỏa này ngược lại là đang giữ vững bình thản. Nếu như ngươi trở về, chắc chắn sẽ bị nội bộ xử lý. Phật Môn sẽ không giết ngươi, nhưng sẽ vĩnh viễn trấn áp ngươi. Xá lợi của Phật Đà Thủy Tổ cũng sẽ bị rút ra ngoài, đưa cho truyền nhân khác. Nếu như ngươi không quay về, Phật Môn cùng chúng ta 30.000 năm liên quan bởi vì việc này tuyên cáo vỡ tan. Từ nay về sau, Phật Môn sẽ không lại có bất kỳ hợp tác nào cùng đế tộc, cũng sẽ không lại chịu đế tộc điều động. Hứa Như Lai mặc niệm Phật ngữ, hờ hững. Giọng của Thiên Uy thần tôn hơi trầm xuống. Ta đang nói chuyện với ngươi. Hứa Như Lai dừng lại, than khẽ. Ngươi đưa ta đi, ta sẽ đi, ngươi bảo ta ở lại, ta sẽ ở lại. Quyền quyết định là ở trong tay đế tộc, ta nghe lệnh là được. Thiên Uy thần tôn nói.
ngươi không tranh thủ cho mình. Hứa Như Lai lắc đầu khẽ nói. Các ngươi muốn bảo đảm ta không cần nhiều lời, các ngươi muốn vứt bỏ ta cũng sẽ không nói nhiều. Thiên Uy Thần Tôn không còn cách nào khác, không còn che giấu, đi trực tiếp thẳng đến. Ta có khuynh hướng bảo chủ ngươi, điều kiện là, ngươi nhất định phải quy thuận đế tộc, chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận, chúng ta sẽ có những cách khác đi đền bù cho Tu Di Sơn. Cuối cùng là Tu Di Sơn phải sinh tồn sự bảo vệ của đế tộc chúng ta, bất cứ chuyện gì, cũng có thể nói. Hứa Như Lai không có nhiều do dự, nhân tiện nói. Ta có thể quy thuận đế tộc, nhưng, bất luận Phật môn kiên trì như thế nào, cũng không thể đưa Xá Lợi Thủy Tổ trở về. Ta ở đâu, Xá Lợi ở đó. Đó là chuyện đương nhiên. Thiên Uy Thần Tôn cam đoan, dù sao bảo đảm Hứa Như Lai chính là bảo đảm Xá Lợi Phật Đà. Đây không chỉ là coi trọng tiềm lực của Hứa Như Lai, cũng có thể tại chuyện quan trọng sau này lợi dụng danh nghĩa xá lợi của Hứa Như Lai, một ít thế lực Phật môn tụ tập đến bên cạnh Hứa Như Lai, tiến tới địa vị ngang nhau cùng Tu Di Sơn. Lại trải qua trăm ngàn năm lặng lẽ vận hành, sẽ thật sự khống chế toàn bộ Phật môn. Ngoài điện, đệ tử thân truyền của chủ nhân Tu Di Sơn, Diệu Đức đang yên lặng chờ Thiên Uy Thần Tôn hồi phục. Diệu Đức Thánh Phật, đợi lâu. Thiên Uy Thần Tôn từ trong điện đi tới. Mặt mỉm cười. Chúc mừng, chúng ta vừa mới làm một quyết định, muốn giúp Phật môn tái tạo vị thần Phật thứ hai, liền chọn Hứa Như Lai. Diệu Đức chắp tay trước ngực, khẽ vuốt cằm, nói. Theo ý Phật Tôn, nhất định phải mời Hứa Như Lai trở về. Thiên Uy Thần Tôn cười nói. Hắn sẽ trở về, chờ sau khi trùng kích thần cảnh, chúng ta sẽ đích thân đưa hắn trở về, đến lúc đó, Phật Tôn các ngươi phải nhớ đến hoan nghênh a. Diệu Đức khẽ vuốt cằm. Tiếp tục nói, theo ý Phật Tôn, Hứa Như Lai nhất định phải cùng ta về Tu Di Sơn, là bây giờ, không phải tương lai. Thiên Uy Thần Tôn mặt mỉm cười, ngôn ngữ lại mang ý nhắc nhở. Lần này chúng ta là không ràng buộc trợ giúp Phật môn tái tạo tân thần, các ngươi không cần có lo lắng khác. Ngươi đi về trước đi, không cần lo lắng Hứa Như Lai. Đế tộc hậu ái, ta thay mặt Phật Tôn cảm ơn, nhưng lần này Hứa Như Lai nhất định phải cùng ta về Tu Di Sơn. Tâm tình muốn hoàn thành nhiệm vụ của ngươi ta có thể hiểu, nhưng chúng ta đây là có ý tốt, hy vọng ngươi cũng có thể lĩnh hội. Như vậy đi, ngươi trở về lại báo cho thần Phật biết. Phật Tôn để cho ta nhắn dùm, nếu như đế tộc khăng khăng tạm giam Hứa Như Lai, Tu Di Sơn sẽ vô cùng thất vọng đối với đế tộc. Ha ha, ta biết đã xảy ra một chút hiểu lầm, cho nên chúng ta mới bồi dưỡng cho các ngươi một tân thần, lấy đó làm áy náy. Diệu Đức vẫn không có thay đổi, tiếp tục kiên trì nói. Lần này ta đến đây là đại biểu cho Phật Tôn, mỗi câu ta nói cũng đều là thái độ của Phật Tôn. Nếu như Hứa Như Lai có thể hoàn chỉnh trở về Tu Di Sơn, tất cả những chuyện xảy ra trước đó cũng sẽ không lại đề cập tới nữa. Hứa Như Lai không quay về, Tu Di Sơn sẽ khai thác biện pháp cần thiết, đáp lại hành động của đế tộc trong sự kiện lần này. Hy vọng Thiên Uy Thần Tôn có thể thận trọng cân nhắc, cũng hy vọng Thiên Uy Thần Tôn có thể thương nghị cùng Thiên Quân Đại Thần Tôn, nếu mà bắt buộc, hỏi đế quân một chút. Nụ cười trên mặt Thiên Uy Thần Tôn từ từ biến mất, trong ngôn ngữ cũng hơn nhiều mấy phần cảnh cáo. Trở về chuyển lời với thần Phật, chuyện lúc trước, chúng ta rất xin lỗi, vì để biểu hiện áy náy, ngoại trừ trợ giúp các người bồi dưỡng Hứa Như Lai đến thần cảnh ra, sẽ còn tặng 5 viên thần cốt linh tủy. Hy vọng thần Phật, tinh tế cân nhắc. Diệu Đức không cần phải nhiều lời nữa, hắn lui lại mấy bước, quay người rời khỏi. Thiên Uy Thần Tôn cao giọng nhắc nhở. Mời thần Tôn các người tinh tế cân nhắc. Hứa Như Lai từ trong điện đi tới, nhìn Diệu Đức đang xuống núi, thản nhiên nói. Ta rời khỏi, cho hắn cơ hội, hắn, hẳn sẽ bị khâm định là chủ nhân Tu Di hạ nhiệm. Thiên Uy Thần Tôn nói. Ngươi cứ việc ở lại nơi này tu luyện đi, chuyện Tu Di Sơn ngươi không cần để ý tới, ta sẽ xử lý tốt. Nhưng, nhớ kỹ những gì ngươi cam đoan, quy thuận đế tộc. Hứa Như Lai chắp tay trước ngực, mặc niệm Phật ngữ. Đối với những tăng lữ Phật môn kia mà nói, quy thuận đế tộc giống như không thể tiếp nhận, nhưng hắn không quan trọng, đây chính là thủ đoạn lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nếu không thể quay về Tu Di Sơn, hắn cứ việc mượn nhờ ảnh hưởng của đế tộc, tự mình tạo một gia hoàng đạo Phật môn, lại dùng mấy trăm hơn ngàn năm, hình thành hệ thống thuộc về hắn Phật môn. Hệ thống Phật môn như thế này cũng sẽ hoàn toàn lại tuyệt đối thuộc về hắn. Thiên Uy Thần Tôn cho là mình sẽ giải quyết chuyện này rất nhẹ nhõm. Hứa Như Lai cũng coi là Tu Di Sơn không dám liều mạng cùng đế tộc. Nhưng, chuyện để bọn hắn không tưởng tượng được,
sau 10 ngày ngắn ngủi oanh động Thái Sơ, đã trực tiếp dẫn bạo thiên hạ. Kỷ nguyên năm 19, ngày mùng 7 tháng 10, Tu Di Sơn, Đạo Đức Môn, Bồ Đề Cổ Tự, Tam Đại Hoàng Đạo Phật Môn cùng nhau tuyên cáo. Đế ước khó khăn, chúng sinh gặp họa, Thương Huyền ứng chiến chắc chắn dẫn phát tai nạn chiến tranh. Phật Môn thế nhỏ nói nhẹ, vô lực bình phục chiến loạn, lại không đành lòng ngồi xem yêu ma tàn sát, thây ngang khắp đồng. Từ hôm nay, Tu Di Sơn, Đạo Đức Môn, Bồ Đề Cổ Tự liên hợp hiệu triệu tăng lữ thiên hạ, thủ vệ thánh địa, cùng tất cả những người hoài thiện, tề tụ về Thương Huyền, phổ tể nạn dân, bảo hộ hàng tỷ sinh linh của Đại Hạ Hoàng Triều. Khởi nguyên chiến tranh đều là vì lợi ích, nhìn tộc lĩnh của tất cả hoàng tộc, hoàng đạo, cùng đế tụ thiên hạ, trục lợi thì có thể, nhưng chớ loạn tạo sát nghiệt. Phật âm hùng vĩ, lời tuyên cáo uy nghiêm, nương theo tiếng chuông xa xăm của Tam Đại Phật Môn Hoàng Đạo, quanh quẩn tại Thái Sơ, vang vọng trong đại dương mênh mông. Ngày 7 cùng ngày, tiếng trông cổ huyết dài 3.000 lần, Tu Di Sơn, Đạo Đức Môn, Bồ Đề Cổ Tự, 200.000 tăng lữ hiệp đồng 70.000 yêu thú bảo vệ, quỳ lạy tổ địa, khởi hành viễn phó Thương Huyền Đại Lục. Thái Sơ chấn động, quần hùng ngạc nhiên. Đây là điều kiện của Khương Phàm lúc trước để thả thần Phật đi sao? Phật Môn đây là muốn vứt bỏ Thái Sơ đế tộc sao? Ngay cả đế tộc đều rất chấn động, lực ảnh hưởng của Phật Môn cả thiên hạ đều biết, nếu như Phật Môn cao điệu thẳng tiến Thương Huyền, nhận định Khương Phàm là khởi nguồn của họa loạn, cường tộc thiên hạ liền có thể đứng tại điểm cao đạo đức, yên tâm thoải mái chinh phạt Thương Huyền, vây bắt Khương Phàm. Nhưng bây giờ một cái tuyên bố như thế, ngược lại tựa như là đế tộc có tội, tiến tới Thương Huyền chính là đang tạo tàn sát và tội nghiệt. Mà Phật Môn cũng là lực lượng cường đại giúp Thái Sơ ngăn được yêu tộc cùng ma tộc, bây giờ cứ đi như thế. Thiên Uy Thần Tôn lần nữa nhớ tới lời nói mà Diệu Đức nói ngày đó, rốt cuộc đã hiểu thâm ý trong lời nói. Đây chính là đáp lễ đối với việc bọn hắn mưu hại thần Phật, tạm giam Hứa Như Lai. Thần Phật, nhắc nhở ngươi không nên quên lúc trước là ai chứa chấp Phật Môn, là ai bảo toàn Phật Môn. Thiên Uy Thần Tôn tự mình đuổi kịp đội ngũ Phật Môn. Giận dữ rằng có với thần Phật đang ngồi xếp bằng ở trên lưng kim xí thiên bằng. Phật Môn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ân tình của Thái Sơ đế tộc, nhưng Thương Huyền lâm nạn, hàng tỷ sinh linh đang đứng trước nguy hiểm, Phật Môn nhớ tới ân tình năm đó nên không tiện ngăn cản Thái Sơ đế tộc bộ pháp chiến tranh, khả năng cuối cùng chỉ có thể bảo vệ sinh linh vô tội nơi đó. Thần Phật chắp tay trước ngực, Phật quang tỏa sáng vạn trượng, cả người giống như là một vòng mặt trời hừng hực. Nếu như ta giao Hứa Như Lai cho ngươi, các người có thể lưu lại không? Thiên Uy Thần Tôn cắn răng nói. Lần này chúng ta đi, chỉ vì sinh linh vô tội của Thương Huyền, không còn nghĩ về hắn. Thần Phật ý đã quyết. Thần Phật, ngươi nghĩ thông suốt cho ta, nơi này là Thái Sơ Đại Lục, lãnh địa của Thái Sơ đế tộc chúng ta. Các ngươi rời khỏi thì đơn giản, muốn trở lại, không dễ dàng như vậy. Lần này Thương Huyền loạn chiến, cuối cùng rồi sẽ còn sót lại phế tích đầy đất. Sau này Phật Môn sẽ vĩnh trú Thương Huyền, tạo dựng tịnh thổ tại phế tích, bảo hộ sinh linh, siêu độ vong hồn. Ngươi, Thiên Uy Thần Tôn dùng sức nắm chặt nắm đấm, bước về phía trước mấy bước, hạ giọng. Đừng cố làm ra vẻ với ta, ta có thể cam đoan, Hứa Như Lai cùng Xá Lợi Phật Đà Thủy Tổ đều sẽ giao cho ngươi. Lại thêm 5 khối thần cốt linh tủy. Lần này Phật Môn đi chỉ vì tìm về sơ tâm. Thần Phật cũng không nói nhiều, Phật quang hừng hực che mất bóng dáng của hắn. Bầu trời xanh thẳm vang lên tiếng Phật âm phiêu miểu. Thiên bằng dương cánh, bay lượn dưới bầu trời, kim sư hống gào thét, đạp không mà đi, bạch tượng huyết dài, ngự địa hoang dã, thánh hùng lộ ra thiên tướng, mở bước ngàn vạn dặm. 70.000 yêu thú bảo vệ Phật Môn, mang theo 200.000 tăng lữ, trèo đèo lội suối, đi đến Đông Bắc Tân Hải. Mà theo Tam Đại Hoàng Đạo Phật Môn hành động, Phật Môn của ngũ đại hoàng tộc cùng 13 thánh miếu khác cũng đều nhao nhao hành động. Bởi vì chủ nhân Tu Di tuyên cáo thiên hạ, đồng thời cũng đưa tin tức đến cho bọn hắn, ngôn ngữ không nhiều, lại xúc động Phật tâm trong bọn hắn. Vào giữa tháng 10, trải qua mấy ngày chỉnh lý ngắn ngủi, ngũ đại Phật Môn hoàng tộc, 13 thánh miếu, tổng cộng 300.000 tăng lữ, 100.000 yêu thú bảo vệ cũng nhao nhao khởi hành, một lần cuối cùng gõ vang tiếng chuông Phật, một lần cuối cùng quỳ lạy thiên tổ, đạp vào con đường sơ tâm tìm kiếm Phật Môn, lao tới Đông Bắc Bộ Tân Hải tại Thái Sơ Đại Lục. Bọn hắn sẽ từ nơi đó, vượt biển vào Thương Huyền. Bất Hủ Thần Sơn, Thái Sơ Đại Lục, hoàng đạo trẻ tuổi tại Đông Bắc Bộ. Khi mấy chục vạn tăng lữ vượt qua sông núi, tràn vào Đông Bắc Bộ, toàn bộ Đông Bắc Bộ đã lâm vào oanh động.
Kỳ Lân cùng Mạc Gia là chủ nhân Đông Bắc tự nhiên mật thiết chú ý. Hàng ngàn Kỳ Lân, tản mát trên những ngọn núi lớn cao ngàn trượng thậm chí vạn trượng, ngắm nhìn đội ngũ di chuyển giống như dòng sông uốn lượn ở phương xa. Bọn chúng uy phong lẫm liệt, thần tuấn kiêu ngạo, có thổ Kỳ Lân, hỏa Kỳ Lân, mộc Kỳ Lân, thủy Kỳ Lân, càng có kim Kỳ Lân, mộc Kỳ Lân, cùng lôi Kỳ Lân hiếm thấy. Bên trong Kỳ Lân yêu tộc không có Kỳ Lân vương giả là Mạc Kỳ Lân cùng với Bạch Kỳ Lân, lại tụ tập các loại Kỳ Lân khác. Bất Hủ Thần Sơn không có thánh hoàng chân chính, nhưng lại có 6 tôn thánh vương Kỳ Lân, cùng 2 vị Mạc gia thánh vương. Huyết mạch bá đạo, số lượng thánh vương khoa trương, nhất là khi được Thái Sơ đế tộc tán thành, để Bất Hủ Thần Sơn tại 700 năm trước, quay về hoàng đạo. Đương nhiên, bất luận là năm đó hay là bây giờ, sự duy trì của Thái Sơ đế tộc đối với Kỳ Lân đều không phải là có ý tốt gì mà đơn giản là buồn nôn Long tộc. Nếu không, Kỳ Lân tộc cùng Mạc gia cũng sẽ không trở thành đến bây giờ đều không thể sinh ra một vị thánh hoàng thống lĩnh chân chính. Trong này đương nhiên là có đế tộc bí mật áp chế. Khương Phàm chỉ là thả hồn phách thần Phật trở về, thần khu khẳng định đã bị thôn phệ, thần Phật lại còn nguyện ý mang theo tất cả Phật môn đi đến Thương Huyền, thật không hiểu rõ mà. Tộc trưởng Mạc gia, Mạc Quyết, khôi ngô mà hùng tráng, uy phong lẫm liệt đứng ở trên lưng hỏa Kỳ Lân, ngắm nhìn phương xa. Hỏa Kỳ Lân miệng nói tiếng người. Cử động lần này của thần Phật mặc dù sẽ thu hoạch được các phương khen ngợi, nhưng cũng sẽ đắc tội Thái Sơ đế tộc. Làm như thế, chẳng khác gì là trở mặt cùng Thái Sơ. Lúc trước nếu như không phải có Thái Sơ bảo hộ, chỉ sợ Phật môn sớm đã xuống dốc, thần Phật làm như thế. Không quá bình thường. Lôi Kỳ Lân đột nhiên nói. Các ngươi nói, có khả năng, đây chính là Thái Sơ thụ ý đế tộc hay không? Cường tộc khác không dám, cũng không tiện đến Thương Huyền sớm, nhưng Phật môn nâng đại nghĩa bảo vệ cao như vậy, giống như không bị hạn chế, mà Khương Phàm cũng không dám đuổi đi, lại không dám hãm hại. Kể từ đó, mấy chục vạn tăng lữ vào Đại Hạ Hoàng Triều ở, lấy danh nghĩa bảo vệ, đi uy hiếp, có thể tại thời khắc tất yếu khiến cho Khương Phàm thỏa hiệp, cũng có thể kiềm chế Thương Sinh Cung của Thánh Địa Tổ Sơn. Mạc gia cùng đám Kỳ Lân đều trầm mặc xuống, cái này thật đúng là một lời giải thích tương đối hợp lý. Nhưng, Phật môn sẽ làm như thế thật sao? Lấy danh nghĩa bảo vệ, đi uy hiếp. Chuyện này sẽ không quá tà ác đấy chứ? Một Kỳ Lân thản nhiên nói. Những người với ý nghĩ cao thượng kia chúng ta không hiểu. Nói không chừng, Phật môn cho là càng nhanh giải quyết Khương Phàm, càng có thể giải cứu chúng sinh thì sao? Lão Tổ Mạc gia, Mạc Thần nói. Chuyện Phật môn không liên quan tới chúng ta, vẫn là ngẫm lại nên ứng phó an bài của Thái Sơ Đế Thành như thế nào đi. Nhắc đến cái này, mặc kệ là tộc nhân Mạc gia hay là đám Kỳ Lân, vẻ mặt của tất cả đều âm trầm xuống. Đại chiến đế ước sắp đến, Đế Thành đều hạ lệnh trinh tập đối với tất cả hoàng tộc hoàng đạo của Thái Sơ Đại Lục, yêu cầu toàn bộ bọn hắn đều phải tham dự đại chiến Thương Huyền, hoàng tộc chí ít xuất động một vị thánh vương 3 vị thánh linh, hoàng đạo thì phải cam đoan một vị thánh hoàng 5 vị thánh vương. Thần tôn của chí tôn hoàng đạo nhất định phải tham dự, mà nhất định phải tiếp nhận chỉ lệnh của đế tộc. Bất luận kẻ nào dám can đảm ngỗ nghịch, hoặc là không theo chỉ lệnh làm việc sẽ bị chế tài nghiêm khắc, thậm chí sẽ diệt tộc. Đại chiến Thương Huyền không chỉ là vây bắt Khương Phàm, mà còn là một trận cạnh tranh giữa tất cả đế tộc. Phần cạnh tranh này không chỉ là đế tộc biểu hiện ra thực lực của mình, mà còn biểu hiện ra thực lực của các hoàng đạo phụ thuộc, càng bao gồm cả trình độ ủng hộ của các cường tộc đại lục đối với đế tộc. Những chuyện này lúc đầu không gì đáng trách, nhưng chỉ lệnh của đế tộc đối Bất Hủ Thần Sơn bọn hắn lại có vẻ càng hà khắc, đó chính là toàn tộc hành động, một tên cũng không để lại. Mệnh lệnh này không chỉ có không hợp lý, mà còn lộ ra phần cổ quái. Đại chiến Thương Huyền tương đương với chiến trường thần ma, bán thánh đều rất khó cam đoan nhất định sống sót, huống chi là niết bàn cảnh đời mới. Đi làm cái gì? Chịu chết sao? Muội muội nhỏ nhất của tộc trưởng Mạc Quyết. Tên Mạc Giao đột nhiên mở miệng. Các ngươi nói, có phải là Hỏa Lạc đã thật sự trở thành Mạc Kỳ Lân rồi hay không? Hỏa Lạc mà Mạc Giao nhắc tới chính là Hỏa Kỳ Lân trước đó đi theo Khương Phàm sau khi vứt bỏ hết thảy. Năm đó từ biệt, đảo mắt 3 năm, Hỏa Lạc nhưng không có một chút tin tức truyền đến. Mạc Kỳ Lân. Vẻ mặt đám Kỳ Lân đều hoảng hốt, đó là Kỳ Lân tộc vương giả chân chính, cũng là kiêu ngạo của Kỳ Lân tộc. Nhưng trên thế giới này đã quá lâu không có sinh ra ra Mạc Kỳ Lân, cái kia không thể nghi ngờ là tồn tại trong truyền thuyết, càng là tồn tại trong giấc mộng bọn chúng. Mạc Quyết nhìn tiểu muội muội của mình, hơi nhướng mày. Ý của muội là, Thái Sơ đế tộc muốn dùng chúng ta uy hiếp Hỏa Lạc.
Mạc Giao nói. Trừ lý do này, muội thật không nghĩ ra được cái khác. Nếu như Hỏa Lạc thật sự đã ký kết khế ước cùng Thiên Hậu, rất có thể đã kích phát huyết mạch, biến thành Mạc Kỳ Lân. Bên cạnh Thiên Hậu xuất hiện một Mạc Kỳ Lân, chuyện này cũng khẳng định sẽ để Thái Sơ Đế tộc cảnh giác Bất Hủ Thần Sơn chúng ta. Vì để tránh cho lúc đại chiến Mạc Kỳ Lân đến xúi dục chúng ta, dứt khoát để cho chúng ta xuất động toàn tộc, cứ như vậy, chúng ta liền sẽ có lắng, không dám phục tùng. Mạc Kỳ Lân, Thiên Hậu thật sự có thể kích phát huyết mạch, biến một Hỏa Kỳ Lân thành Mạc Kỳ Lân. Các loại Kỳ Lân đều mang theo thái độ hoài nghi. Dựa theo lời mà Khương Phàm nói, Thiên Hậu dung hợp tổ nguyên chí tôn cốt, ngự thiên linh văn cũng quả thật có thể kích phát được huyết mạch của khế ước thú, hẳn là có khả năng nhất định. Mà đế tộc khiến cho toàn tộc chúng ta hành động, rất có thể chính là Hỏa Lạc đã thật sự biến thành Mạc Kỳ Lân, nếu không. Không có lý do nào khác cả. Mạc Giao không biết nên vui mừng nên vì đồng bạn của mình không. Mạc Kỳ Lân, đó là vương giả thống ngự Kỳ Lân, nhưng Mạc Kỳ Lân xuất hiện, không thể nghi ngờ là chuyện để Bất Hủ Thần Sơn lâm vào nguy hiểm. Lão tổ Mạc Gia, Mạc Thần nói. Đế tộc đã minh xác hạ lệnh, chúng ta nhất định phải tuân theo, Thương Huyền Đại Lục. Chúng ta đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Lựa chọn mà chúng ta gặp phải bây giờ là, nếu như Hỏa Lạc thật sự biến thành Mạc Kỳ Lân, cũng đến chào hỏi chúng ta đồng ý hay là coi thường. Nếu như đồng ý, ngay trên chiến trường hỗn loạn, Thái Sơ Đế tộc tùy tiện liền có thể mạt sát số lượng lớn tộc nhân của chúng ta, thậm chí có khả năng toàn diệt dưới Thánh Linh. Nếu như không đồng ý, Mạc Thần không cần phải nhiều lời nữa, Kỳ Lân bộ tộc chờ đợi Mạc Kỳ Lân đã quá lâu. Đó là quốc vương có thể dẫn dắt bọn chúng, sẽ mang theo bọn chúng tái hiện đỉnh phong. Bọn chúng thật muốn buông tay làm càn sao? Ngay cả đám Kỳ Lân đều đang do dự, nếu như đồng ý, không chỉ là đứng trước đồ sát, người sống sót quy thuận đến bên cạnh Mạc Kỳ Lân thì như thế nào? Hướng đi cuối cùng của đại chiến Thương Huyền chỉ có thể là Khương Phàm bại vong, đến lúc đó cường giả bên cạnh không một ai may mắn thoát khỏi. Cứ như vậy, Kỳ Lân tộc cùng với Mạc gia đều sẽ triệt để tử biến mất khỏi. Mạc Giao đột nhiên nói, chúng ta có nên phái người đến đó nhìn hay không? Ban đầu ở trong thế giới mới Khương Phàm có nhắc đến một câu, chỉ cần chúng ta nguyện ý quy thuận, có thể phái người liên hệ hắn, hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp, mang chúng ta rời khỏi. Không phải Phật môn đang di chuyển sao, chúng ta có thể trà trộn vào, đến Thượng Thương Cổ Thành bái phỏng Khương Phàm, xác định tình huống của Hỏa Lạc. Nếu như Hỏa Lạc thật sự đã trở thành Mạc Kỳ Lân, Khương Phàm lại có phương pháp rút lui thích hợp. Chúng ta có thể sớm rời khỏi. Gia nhập thế giới hỗn độn. Đám Kỳ Lân đều trầm mặc, ở trong ý thức của bọn chúng, Khương Phàm căn bản không có phần thắng. Coi như hắn mạnh hơn, cũng không thể nào dùng vùng đất một châu chiến thắng được Bát Châu Thập Tam Hải. Cho nên, bọn chúng đi qua thì phải làm thế nào đây? Chôn cùng sao? Kỳ Lân yêu tộc đã trải qua thời gian vô tận mới gian nan có được lãnh địa, trở lại hoàng đạo, thật muốn. Từ bỏ tất cả sao? Không cần thiết phải đi xem. Lão Tổ Thánh Vương của Thổ Kỳ Lân nói. Hỏa Lạc có thể bỏ qua hết thảy, theo đuổi biến đổi cao hơn, bởi vì hắn chỉ là chính mình, chết thì chết. Nhưng chúng ta không thể, một quyết định sai lầm của chúng ta sẽ chôn vùi cả một tộc đàn. Trong mắt của ta, lần này chính là đế tộc đang kiểm tra chúng ta, nếu như chúng ta có thể từ chối mời chào, kiên định đứng ở bên Thái Sơ đây, sau này rất có thể Thái Sơ sẽ giao cho chúng ta một thần vật nào đó. Đến lúc đó, chúng ta hoàn toàn có thể mình bồi dưỡng được Mạc Kỳ Lân. Lão tổ của Hỏa Kỳ Lân lão tổ lộ ra răng nanh. Bố thí thần vật, mẫu thân nó, ngươi cho rằng chúng ta là chó. Lão tổ Thổ Kỳ Lân hiện lên vẻ giận dữ. Cái này gọi là ẩn nhẫn. Lão tổ Hỏa Kỳ Lân đột nhiên giằng co. Ẩn nhẫn, ta nhổ vào, chúng ta tiếp nhận Thái Sơ bố thí một lần thì sẽ có thể tiếp nhận lần thứ hai, ba, năm lần tiếp nữa. Chúng ta sẽ trở thành chó của Thái Sơ đế tộc. Về sau nếu như nghe lời còn sẽ có xương gặp, nếu như không nghe lời, bất cứ lúc nào bọn hắn cũng có thể đánh áp, đánh cho đến khi nghe lời mới thôi. Lão tổ Thủy Kỳ Lân quát tháo. Chớ ồn ào, đi qua tìm kiếm tình huống mà thôi, nói không chừng. Chúng ta có thể nói với Hỏa Lạc một chút về việc đế tộc yêu cầu đối với chúng ta. Thật đến đại chiến, để Hỏa Lạc không cần tiếp xúc cùng chúng ta. Nó làm phản kích của nó. Chúng ta làm tiến công của chúng ta, bổ sung can thiệp, như thế này thì sẽ có thể tránh khỏi lựa chọn và nguy cơ. Lão tổ Hỏa Kỳ Lân khẽ nói. Bi ai, Kỳ Lân tộc đã từng dùng cái gì để các phương kiêng kỵ? Đó chính là huyết tính hoặc là điên cuồng, hoặc là diệt vong, ngay cả long tộc đều kiêng kỵ.
bây giờ thì thế nào, vì để sinh tồn, kéo dài hơi tàn. Thổ Kỳ Lân quát lớn. Không có sinh tồn, dùng cái gì cường thịnh, không có chúng ta điệu thấp sinh sôi cùng tích lũy, Mặc Kỳ Lân từ đâu mà đến, Tổ Kỳ Lân từ đâu mà đến. Ta đi, ta đi. Mặc Giao tranh thủ thời gian ngăn cản bọn hắn, lúng túng trấn an. Chỉ một mình muội, Mặc Quyết không yên lòng. Lão tổ tông Mặc Thần nói. Huynh muội các ngươi cùng đi chứ, nhìn tình huống nơi đó, tìm kiếm thái độ của Hỏa Lạc, chờ các ngươi trở về, chúng ta mới quyết định. Sau khi cải trang cách ăn mặc, Mặc Quyết và Mặc Giao liền rời khỏi Bất Hủ Thần Sơn, mượn Phật môn tề tụ Đông Bắc Tân Hải, hấp dẫn ánh mắt của toàn Thái Sơ, chui vào đại dương mênh mông, đi đến Thương Huyền Đại Lục. Nhưng, Bất Hủ Thần Sơn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới là, nhất cử nhất động nơi này sớm tại sau khi cuộc chiến Côn Lôn kết thúc đã bị Thái Sơ đế tộc bí mật giám sát. Số lượng lớn võ giả không gian, cứ quỷ dị du tẩu trong bọn hắn như vậy, quan sát đến nhất cử nhất động của bọn họ, lắng nghe tất cả cuộc nói chuyện của bọn hắn. Mà kẻ tự mình phụ trách chuyện này, thì là Thái Sơ đế tộc, Thiên Quân Đại Thần Tôn. Phật môn di rời với số lượng cực lớn đã chấn kinh Thái Sơ cũng oanh động thiên hạ. Thánh địa của các đại lục là muốn hưởng ứng đầu tiên, nhưng thật đáng tiếc, bọn hắn lại nhận phải cảnh cáo của các sở thuộc đế tộc. Một ít thế lực nhỏ, hoặc là đám tán tu, lại không bị hạn chế, tiếp nhận Phật môn hiệu triệu, vượt qua đại dương mênh mông, đi đến Thương Huyền. Khi tin tức truyền đến Thượng Thương Cổ Thành đã là đầu tháng 11, mà lúc này đội ngũ Phật môn đang xuyên qua hơn phân nửa thần dụ chi hải, tới gần Tân Hải phái Tây Nam Thương Huyền. Sau mấy ngày ngắn ngủi, Tu Di Sơn vị lai Phật chủ, Diệu Đức Thánh Phật đã đến Thượng Thương, xin gặp Khương Phàm, cũng tỏ rõ mục đích. Trận sự kiện đột nhiên xuất hiện này quả thực là đã nằm ngoài ý liệu của Khương Phàm, thậm chí hoài nghi có phải Phật môn nhận Thái Sơ đế tộc bí mật sai sử hay không, nhưng được Nạp Lan Thanh Cảnh bí mật quan sát, sau khi Diệu Đức Thánh Phật lấy danh của Phật Đà bắt đầu phát thệ, nội bộ của thế giới hỗn độn đã lập tức lâm vào oanh động. Phật môn vào ở Thương Huyền, không chỉ là một ngược lực lượng cường đại, càng là một loại trấn nhiếp vô hình. Có Phật môn tỏa trấn đại hạ hoàng triều, bất luận là yêu tộc ma tộc hay là nhân tộc, ai cũng không dám tùy tiện mạo phạm. Cứ như vậy, Khương Phàm sẽ hoàn toàn không cần lo lắng an nguy nơi đó, buông tay nghênh chiến cường địch. Nếu như Thánh Địa Tổ Sơn phát xạ thương sinh cung cũng không cần lo lắng bị trả thù. Nhưng Diệu Đức Thánh Phật lại tự mình đề cập một yêu cầu cùng Khương Phàm, phải giao hứa Như Lai cho Phật môn xử lý. Ngày mùng 3 tháng 12, trải qua gần 2 tháng di chuyển đường dài, đội ngũ Phật môn đã bước vào Tây Nam Thương Huyền toàn diện. Lý Quân Giao đại biểu Thánh Địa Thương Huyền, tự mình nghênh đón. Sau khi nhận được tin tức, Khương Phàm triệu tập đám người khởi động, hành động thiên môn. Đầu tiên là sự kiện Hoàng Nê Đài, sau đó lại là sự kiện Phật môn, cường tộc các phương đang chấn động, cũng hấp dẫn số lượng lớn tinh lực, chính là di chuyển Đông Nam Thiên Môn, cũng là thời khắc tuyệt hảo thiết lập ván cục săn giết. Nhưng bởi vì Kiều Vô Hối, Lý Dần, Đông Hoàng Như Ảnh, cùng đại tặc còn đang bế quan, Khương Phàm đã phái người liên hệ thế giới mới, để bọn hắn tận lực mang nhiều cường giả, đồng thời một lần nữa điều chỉnh chiến đội phân phối. Khương Phàm bên này có Dạ An Nhiên, Ngô Chính Uyên, Tặc Điểu, Hướng Vãn Tình cùng Bạch Tai, cộng thêm Cổ Tác Nhân cùng Đông Hoàng Toại. Cùng với Tịch Nhan, Cơ Lăng Huyên, Phượng Bảo Nam, Thương Hàn Nguyệt, Kiều Linh Vận, Tiêu Phượng Ngô cùng Đông Hoàng Lăng Tuyệt, bảy vị thánh vương này. Thiên hậu bên kia gồm có Đông Hoàng Càn, Khương Quỳ, Khương Qua, Khương Diễm, Triệu Thời Việt, Khương Bá, cùng Đại Vương, Tổ Kỳ Lân, Kim Ô, Côn Bằng và toàn thể khế ước thú. Còn có ba vị thánh vương là Chu Thanh Thọ, Hàn Ngạo, Khương Bân. Mục tiêu, Mê Ly Chi Hải. Ta là Mặc Giao, đến từ Bất Hủ Thần Sơn của Thái Sơ Đại Lục. Hỏa Kỳ Lân năm đó Khương Phàm đã mang đi tại thế giới, chính là bạn sinh thú của ta. Làm phiền các ngươi đi nói một tiếng, hắn biết mục đích ta tới nơi này. Mặc Giao thay mặt Bất Hủ Thần Sơn đi tới Thượng Thương Cổ Thành. Nạp Lan Thanh Cảnh mỉm cười nói. Đường xa mà đến, vất vả. Tuy nhiên gần đây đang lúc Khương Phàm bế quan, không tiện gặp khách. Lúc nào xuất quan? Cái này ta cũng không biết. Có thể đi thông bẩm một chút hay không? Chúng ta có chuyện rất quan trọng. Còn xin hai vị có thể hiểu được, bọn người Khương Phàm đang chuẩn bị chiến đấu, thời gian gấp gáp lắm, trừ phi là chuyện đặc biệt nghiêm trọng, thật sự là không thể quấy nhiễu. Mặc Giao và huynh trưởng trao đổi ánh mắt, lại nói. Chúng ta có thể gặp Hỏa Lạc một chút hay không? Chính là con Hỏa Kỳ Lân năm đó đi theo Khương Phàm khỏi thế giới tới kia. Nạp Lan Thanh Cảnh lắc đầu.
Cái này chỉ sợ cũng không thích hợp, nó là khế ước thú của thiên hậu, gần đây đang bồi tiếp thiên hậu bế quan. Mặc Quyết bất mãn nói. Cái này cũng không thể gặp, cái kia cũng không thể gặp, người hoài nghi chúng ta mang ý đồ xấu, không nguyện ý gặp sao. Một người giữ cửa nho nhỏ như ngươi biết bất hủ thần sơn sao, biết chúng ta là ai không? Nhanh đi xin chỉ thị người chủ sự, người có thể làm quyết đoán. Vị bằng hữu này xin bớt giận, các người muốn gặp những người khác, không có vấn đề. Nhưng người muốn gặp đều là tạm thời không thể gặp, mặc kệ là đổi ai đến, đều là trả lời giống nhau. Như vậy đi, ta đưa các người đến thế giới hỗn độn ở lại trước, lúc nào Khương Phàm xuất quan, ta sẽ thông báo trước tiên, như thế nào? Mặc Giao thỉnh cầu nói, chúng ta thật sự có chuyện rất quan trọng, Khương Phàm không thể quấy nhiễu, Hỏa Lạc cũng có thể chứ. Mặc dù nó đã gia nhập với các ngươi, nhưng cũng là người nhà của chúng ta. Nạp Lan Thanh Cảnh nói, ta sẽ cố gắng thông báo cho các ngươi, như thế nào. Mặc Giao và Mặc Quyết cũng không có cách nào khác, chỉ có thể tiếp nhận. Xin hỏi bây giờ Hỏa Lạc là cảnh giới gì? Nạp Lan Thanh Cảnh di chuyển xe lăn, dẫn dắt bọn hắn tiến về con đường đến thế giới hỗn độn. Nó ở chỗ này trưởng thành rất thuận lợi, bây giờ đã là cảnh giới Thánh Hoàng. Thánh Hoàng! Mặc Giao và Mặc Quyết chăm miệng một lời kinh hô. Đúng vậy, đã gần nửa năm rồi. Ngươi không có nói đùa. Mặc Quyết cảm xúc chập trùng, khó có thể tin. Lúc Hỏa Lạc rời khỏi vẫn là cảnh giới Thánh Linh, không đến 3 năm, nó đã tiến tới Thánh Hoàng rồi. Đây là cái gì biến thái tốc độ? Thiên hạ kỳ lân mấy ngàn năm mấy vạn năm đều không có từng sinh ra Thánh Hoàng. Chúng ta nơi này chiến tranh tấp nập, tài nguyên cũng nhiều, các loại bảo cốt tầm bổ, tiến tới Thánh Hoàng thì cũng chẳng có gì lạ. Nói như vậy, bây giờ nó chẳng phải là Mặc Kỳ Lân rồi. Mặc dù Mặc Giao đã có chuẩn bị, nhưng khi nghe được tin tức này thì vẫn kích động thay lão bằng hữu. Mặc kệ tương lai như thế nào, chí ít nó cũng hoàn thành được ước mơ biến đổi mà bó tha thiết rồi. Nó đã là tổ Kỳ Lân. Nạp Lan Thanh Cảnh cười nhạt. Ngươi nói cái gì, vừa rồi ta không nghe rõ. Mặc Quyết không khỏi hoảng hốt. Cái đầu tượng trưng cho hắc ám vẫn chưa hoàn toàn thành hình, tuy nhiên trên huyết mạch đã là tổ Kỳ Lân. Mặc Quyết và Mặc Giao đứng ở nơi đó, trực nhìn bóng người đang di chuyển xe lăn ở phía trước. Tổ Kỳ Lân. Kỳ Lân Hoàng, tổ Kỳ Lân. Huyết mạch chí cao của Kỳ Lân yêu tộc, tổ Kỳ Lân. Siêu cấp yêu thần đã từng thống lĩnh Kỳ Lân yêu tộc, huyết chiến chí tôn yêu tộc, tổ Kỳ Lân. Nạp Lan Thanh Cảnh dừng xe lăn lại, quay đầu lại nói. Bên trong thế giới hỗn độn của chúng ta còn có một vài Kỳ Lân khác, khả năng không nhiều bằng Kỳ Lân của bất hủ thần sơn các ngươi, nhưng cũng có Lôi Kỳ Lân, thổ Kỳ Lân cùng thủy Kỳ Lân, trước tiên các ngươi có thể gặp mặt chúng nó để hiểu rõ tình huống. Mặc Quyết và Mặc Giao cứ sửng sốt lại thế, vẫn không thể nào kịp phản ứng. Hỏa Lạc, tổ Kỳ Lân. Hỏa Lạc đã trở thành thống lĩnh chí cao rồi. Hỏa Lạc đã trở thành hoàng mà Kỳ Lân yêu tộc khổ sở đợi chờ vài vạn năm rồi. Cái này thật sự không phải nói đùa. Mặc Giao cẩn thận hỏi. Ta vừa mới thất thần, không có nghe quá rõ, ngươi nói nơi này còn có Kỳ Lân yêu tộc. Có, nhưng không được đầy đủ. Mời đi. Nạp Lan Thanh Cảnh đưa tay mời. Mặc Quyết triệt để giật mình tỉnh lại. Tổ Kỳ Lân, rốt cuộc Kỳ Lân yêu tộc cũng đã nghênh đón được tổ Kỳ Lân. Thật sự là như vậy, cái ý nghĩa kia sẽ liền thay đổi hoàn toàn. Mặc Kỳ Lân, là quân vương của Kỳ Lân. Tổ Kỳ Lân thì là hoàng của Kỳ Lân. Mặc Kỳ Lân còn chưa đủ chân chính thống lĩnh Kỳ Lân yêu tộc, mà một khi tổ Kỳ Lân xuất hiện, chính là sứ mệnh giáng lâm, càng là kèn lệnh chiến tranh. Ngụ ý Kỳ Lân khắp thiên hạ, đều chen chúc đến cùng một chỗ, truy đuổi vinh quang tiên tổ hồng hoang. Nói cách khác, bất hủ thần sơn sẽ phải vứt bỏ hết thảy tạp niệm, liều lĩnh trước hiểm trở, quay xung quanh đến bên cạnh tổ Kỳ Lân. Mặc Quyết nhắc nhở Mặc Giao. Trước tiên không nên vọng động, nhất định phải tận mắt nhìn thấy. Mặc Giao kích động, cũng có chút khó có thể tin. Đây chính là việc liên quan đến vận mệnh toàn tộc, nhất định phải thận trọng. Mê Ly Chi Hải. Các nơi trên thế giới có vô số bí cảnh, nơi này không thể nghi ngờ là lớn nhất. Bởi vì toàn bộ Mê Ly Chi Hải chính là một siêu cấp bí cảnh. Các nơi trên thế giới có vô số chỗ đặc biệt, nơi này không thể nghi ngờ là đặc biệt nhất, bởi vì nơi này từ trước tới giờ không liên lạc với bên ngoài, từ trước tới giờ không đăng lâm thiên khải, từ trước tới giờ không liên lụy đến bất luận tranh chấp gì, bởi vì nơi này là một thế giới độc lập tồn tại. Mê Ly Chi Hải hải vực vô cùng rộng,
độ rộng từ hơn 500.000 dặm đến hơn 700.000 dặm không giống nhau, bị Bắc Thái Đại Lục, Huyết Ma Đại Lục, Hắc Ma Đại Lục, cùng Huyền Vũ Đại Lục với Bạch Hổ Đại Lộ bao viên, mà chiều sâu Hải Dương lại đạt tới mấy vạn mét, thậm chí là mười mấy vạn mét, nơi cực sâu thì liên thông với Côn Lôn Quỷ Giới ở U Minh Địa Ngục. Trừ hoàn cảnh địa lý đặc thù ra thì điều quỷ dị nơi này nhất chính là mê vụ kéo dài mấy chục vạn dặm. Những mê vụ này tràn ngập ở giữa thiên hải, tràn ngập ở sâu trong biển cả, trải qua nhiều năm không tiêu tan. Những mê vụ này có thể dẫn phát ảo giác, để bản thân thất lạc. Những mê vụ này có thể ảnh hưởng thời gian, hoặc tăng tốc xói mòn, hoặc ngược dòng quay lại, thậm chí ngưng kết bất động. Hoàn cảnh đặc, hình dạng mặt đất đặc biệt, mê vụ đặc biệt, sáng tạo ra toàn thế giới bí cảnh nhất. Nơi này có rất ít sinh linh chiếm cứ, nhưng có thể ở chỗ này sinh tồn. Lại xưng bá, cũng không thể nghi ngờ là nhân vật cực kỳ khủng bố. Ví dụ như, huyết mạch có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời đại hồng hoang, từng theo Huyền Vũ cùng Côn Bằng tranh bá bá chủ hải vực, Thủy Tổ Ngư. Ví dụ như, có thể tùy ý xuyên thẳng qua sinh tử lưỡng giới, lấy linh hồn làm thức ăn, lấy ký ức làm thức ăn, minh thú, cửu u địa minh nha. Ví dụ như, có thể chế tạo huyễn cảnh, còn có thể ảnh hưởng thời gian, linh thú, huyễn vũ mê điệp. Lại ví dụ như, có thể chống lại cùng Côn Bằng, Tổ Kỳ Lân, Đăng Sa và các loại yêu tổ, càng là cổ thú, là tử địch cùng cấp yêu tổ như Thái Dương Kim Ô, cũng là bá chủ chân chính thống ngự Mê Ly Chi Hải, Thái Âm Ngọc Thố. Năm đó Kiều Vô Hối mang theo Ngọc Tỷ truyền quốc lưu vong hải vực, bản ý chính là lao tới Mê Ly Chi Hải, nhưng cuối cùng vẫn không thể đến nơi này, nhìn thời gian không sai biệt lắm, tiện bí mật quay trở lại, Diêm Bá lại thông qua nơi này, vượt qua sinh tử lưỡng giới, trở về Côn Lôn Quỷ Giới. Mê Ly Hải vực từ trước tới giờ không liên lụy chuyện bên ngoài, cũng không cho chuyện bên ngoài kéo tới nơi này. Cái này đã là một loại kiêu ngạo, cũng là một loại phong bế, dù sao hoàn cảnh bên ngoài bọn hắn quá đặc thù, năm mảnh siêu cấp đại lục bao viên, đều không thể giao hảo cùng bất kỳ bên nào, cùng năm cái đều tốt càng không khả năng, dứt khoát. Ai ta cũng không để ý tới, các ngươi ai cũng chớ chọc ta. Nhưng một thời gian gần đây, Hoàng Nê Đài đột nhiên xuất hiện ở đây, phá vỡ bình tĩnh ở nơi này. Vị trí Hoàng Nê Đài xuất hiện lệch về phái bắc trong Mê Ly Chi Hải Bộ, nơi đó là tới gần lãnh địa của Thủy Tổ Ngư, nhưng thật đáng tiếc chính là, lúc đầu rằng có đến 10 ngày đã đưa tới Thái Âm Ngọc Thố. Cuối cùng, Thái Âm Ngọc Thố bắt lấy Hoàng Nê Đài. Nhưng, Hoàng Nê Đài hiện thế, chấn động địa tầng rộng lớn, cũng trùng kích đến các khe nứt răng khắp nơi vực sâu tại đáy biển. Mà bên trong một rãnh biển sâu hơn 10 vạn mét, trong bóng tối vô hạn với kết nối địa ngục, có Đông Nam Thiên Môn đang yên lặng phong ấn. Địa tầng vỡ vụn, phong ấn buông lỏng, đưa đến khí tức thiên môn bị tiêu tán. Loại ba động nguyên bản vi diệu này rất dễ dàng bị khuếch tán, đến các vực sâu răng khắp đáy biển, cũng sẽ bị áp lực kinh khủng của đáy biển xóa đi, nhưng vấn đề lại có Thủy Tổ Ngư. Bọn cá cổ lão này quanh năm sinh tồn ở nơi cực sâu đáy biển, không cam lòng bị Thái Âm Ngọc Thố cướp Hoàng Nê Đài đi. Cũng suy đoán khả năng dưới đáy biển có những bảo vật khác ẩn núp nên đã bắt đầu tiếp tục thăm dò rãnh biển, không ngừng va chạm các vết nứt, cũng dung chuyển vực sâu dưới đáy biển trầm trọng hơn. Phong ấn của Đông Nam Thiên Môn mỗi ngày cứ bị thiên tùng động, khí tức tiêu tán càng ngày càng mạnh. Đối với Thủy Tổ Ngư cực kỳ mẫn cảm với năng lượng đáy biển, cứ như vậy mà tìm được nơi phong ấn. Lúc trước bọn người thiên hậu chọn nơi này là đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Một là nơi này thuộc về thế giới bị phong bế. Từ trước tới giờ không có dính dấp cùng bên ngoài, mà mê vụ lại quỷ dị và nguy hiểm. Cho nên chính Mê Ly Chi Hải cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có người tới chỗ bọn hắn nơi đây giấu đồ, thế lực bên ngoài cũng sẽ không tùy tiện đến nơi đây dò xét, mà cũng rất khó để tra được. Hai là đáy biển lại cực sâu, đạt tới mấy vạn thậm chí là mười mấy vạn dặm, thủy áp kinh khủng có thể che giấu một chút khí tức, khe rãnh tung hoành càng là lít nha lít nhít, từng cái đều là sâu mấy vạn mét, giữa nhau còn xuyên suốt. Giống như là một loại pháp trận thác loạn tự nhiên, sẽ che giấu khí tức tốt hơn. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất, nơi này có chút khe rãnh kéo lấy sinh tử, rối loạn cửu u, liên thông đến Côn Lôn Quỷ Giới. Nếu có ai đánh thức nơi này, vị Ương Thiên Vương sẽ có thể thông qua thần nguyên của Tu La, cưỡng ép liên hệ Tu La ở Côn Lôn Quỷ Giới đến đây gấp rút tiếp viện. Đây là Thiên Môn. Đây là Đông Nam Thiên Môn đã biến mất. Lít nha lít nhít Thủy Tổ Ngư tới lui trong vực sâu hắc ám, xuyên thấu qua vết nứt phong ấn, ngắm nhìn cánh cửa lớn rộng rãi hùng vĩ ở bên trong. Cánh cửa lớn nở rộ ánh sáng chiếu xa vạn trượng, nhấc lên sóng lớn ngập trời.
Cánh cửa cứ việc đóng chặt nhưng lại không ngừng có lực lượng thần bí xuyên thấu qua khe hở cửa đá, xen lẫn thành hình ảnh phức tạp, khi thì như hàng vạn yêu thú gào thét, khi thì giống như chiến tướng hỗn chiến. Sau khi bọn chúng lặp đi lặp lại quan sát, tất cả đều nhao nhao hồi hộp, nhưng lại không thể tin được. Dù sao các yêu thú nơi này đều chưa từng trải qua thiên khải, cũng không biết thiên môn cụ thể cái dạng gì. Nhưng không biết vì sao, giờ khắc này bọn chúng chỉ có thể nghĩ tới đây chính là tòa thiên môn đã biến mất hơn ngàn năm qua kia. Thủy tổ ngư tộc trưởng trầm mặc hồi lâu, phân phó nói. Đi liên hệ tinh linh đế tộc, liền nói, chúng ta có một thứ có khả năng để bọn chúng cảm thấy hứng thú. Nhưng, cần thần vật đến trao đổi. Thủy tổ ngư bên cạnh nói. Có cần liên hệ đế tộc khác hay không? Đây chính là đồ tốt, hẳn là nên mang ra đấu giá. Thủy tổ ngư khác lập tức phụ họa. Nếu thật sự là Đông Nam Thiên Môn, tất cả đế tộc đều sẽ cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, ai khống chế Đông Nam Thiên Môn, người đó sẽ có tư cách đàm phán cùng tinh linh đế tộc. Giá trị của một tòa thiên môn tuyệt đối bù đắp được 5-3 viên thần vật. 5-3 viên, người biết loại đồ được gọi thần nguyên là gì không? Là thần linh trước khi chết cô đọng bản thân thành bảo vật. Xem như dùng loại đồ kia đổi, đế tộc đều bỏ được. Nếu như đạt được bảo vật như thần nguyên, vậy chẳng phải chúng ta có thể nuôi dưỡng được tân thần. Các thủy tổ ngư đều sao động. Thủy tổ ngư tộc trưởng cũng mang theo ánh mắt nóng bỏng, nhưng sau khi liên tục suy nghĩ, vẫn lắc đầu. Không ổn, trừ tinh linh đế tộc có thể mang theo danh nghĩa, thiện lương, hòa bình, ra thì những đế tộc khác, chỉ cần đi qua để lộ nửa điểm tin tức. Hừ hừ, chờ đấy đi, toàn bộ đế tộc đều sẽ ép tiến đến Mê Ly Chi Hải chúng ta, đồ toàn tộc chúng ta, hỏi thăm vị trí thiên môn. Còn muốn cạnh tranh, nếu như truyền tin tức ra, toàn bộ đế tộc đều có thể ép đến nơi đây. Mặc dù bình thường không có cường tộc nào dám mạo phạm vùng biển này, nhưng nếu thật sự là có đầy đủ kích thích, bọn hắn cũng sẽ hoàn toàn không quan tâm. Đi thôi, bí mật liên hệ tinh linh đế tộc, 5 viên thần vật, chúng ta bí mật đưa đồ ra Mê Ly Chi Hải. Để bọn chúng ở bên ngoài tiếp ứng. Thần không biết quỷ không hay, chờ các phương kịp phản ứng, thiên môn đã đứng ở thiên khải chiến trường. Thủy tổ ngư tộc trưởng cũng không nguyện ý phá hư quy củ, đánh vỡ bình tĩnh của Mê Ly Chi Hải, tốt nhất là vụng trộm di chuyển, vụng trộm trao đổi bảo vật, lại len lén mạnh lên. Ta sẽ đi. Một thủy tổ ngư thánh vương cảnh xung phong nhận việc. Đường xá xa xôi, chú ý an toàn. Nhớ kỹ, mặc dù tinh linh đế tộc thân mật, nhưng cũng đừng khiêu khích. 5 viên thần vật, không cần muốn nhiều hơn. Những cái khác, thủy tổ ngư tộc trưởng nhìn hai bên một chút, phân phó nói. Lại có một thánh vương, hai thánh linh cùng đi, nhưng kéo khoảng cách ra, giữ vững ngàn dặm, để tránh gặp được ngoài ý muốn. Lại thêm 3 thủy tổ ngư chủ động xin đi giết giặc, lặng yên rời khỏi vực sâu. Tập kết lực lượng toàn tộc, phong tồn nơi này, đừng lại tiết lộ bất kỳ khí tức gì. Thủy tổ ngư tộc trưởng không thể không cẩn thận. Mặc dù nơi cực sâu dưới đáy biển là lãnh địa thuộc về thủy tổ ngư bọn chúng, không có yêu thú nào dám tùy tiện bước chân đến, nhưng vì lý do an toàn, vẫn nên cẩn thận cho thỏa đáng. Tại thời khắc Phật Môn Đại Di rời oanh động thiên hạ, thủy tổ ngư lặng yên đến tinh linh đại lục, từ cửa sông đi ngược dòng nước, xông vào nơi sâu xa của đại lục. Tinh linh đế tộc cẩn thận hỏi thăm tình huống, từ bộ dáng cửa đá mà thủy tổ ngư miêu tả thì bọn hắn suy đoán ra thứ đó thật sự có khả năng chính là Đông Nam Thiên Môn bị phần thiên thần hoàng cất giấu bấy lâu nay. Thiên nghi nữ hoàng của tinh linh đế tộc liên thủ với Thủy Trọc Yêu của linh tộc bí mật tiến về Mê Ly Chi Hải. Thủy Trọc Yêu là linh thể do hàng vạn sông ngòi của tinh linh đại lục sinh ra, từ khi sinh ra đến bây giờ, đã hơn 5 vạn năm, là thực lực cường đại của thần linh. Có nó tự mình hành động. Tốc độ tự nhiên nhanh hơn so với thủy tổ ngư, chỉ dùng nửa tháng ngắn ngủi thì đã tới được biên giới phía nam của Mê Ly Chi Hải. Trở về rồi. 4 vị thủy tổ ngư chui vào đáy biển, tìm được tộc trưởng đang phong ấn vực sâu. Bàn bạc đến như thế nào? Tộc trưởng thoáng thở phào, chỉ sợ trên đường xảy ra nguy hiểm. Bây giờ thế giới đã khác biệt dĩ vãng, không chỉ có lão yêu cự thú của tất cả hải vực đều thức tỉnh, mà tất cả hoàng tộc hoàng đạo cũng đều rất sao động. Nếu như bị chặn giết, chuyện sẽ lập tức bị bại lộ. Bọn chúng cơ bản có thể phán định, đây chính là Đông Nam Thiên Môn. Đông Nam Thiên Môn. Đáy mắt tộc trưởng lóe ra u quang cuồng nhiệt, lá gan của thiên hậu thật lớn, nàng lại dám mang thiên môn đến Mê Ly Chi Hải cách Thương Huyền hơn 2 triệu dặm, cũng xác thực đủ khôn khéo. Tuy nhiên, ha ha, cơ quan tính toán tường tận, cuối cùng lại tiện nghi cho bọn chúng. Đây chính là ý trời mà.
Tinh linh đế tộc cho chúng ta một viên huyền hoàng mẫu thạch, nói là bảo thạch được vạn vật mẫu khí lắng đọng tại thời khắc thiên địa sơ khai, tuyệt thế hiếm thấy, là thần vật danh xứng với thực. Thủy tổ Ngư Thánh Vương Cảnh lấy ra một cái bình ngọc, bên trong cuồn cuộn linh khí, mê quang lượn lờ, một viên đá tiểu xảo đang chìm nổi ở trong đó. Chỉ thứ này, thủy tổ Ngư tộc trưởng lập tức ngậm lấy bình ngọc, thật sâu hấp thu huyền hoàng mẫu khí ở bên trong. Bảo bối này đúng là đặc hữu của tinh linh đại lục, có thể tầm bổ vạn vật, kích phát linh trí, đối với linh tộc mà nói đó không chỉ là thần vật, mà đối với các tộc khác mà nói, đây cũng là bảo vật kích phát huyết mạch, tiềm lực. Đây chỉ là tạ lễ, bọn chúng rất hài lòng khi chúng ta bí mật tìm tới bọn chúng, không có gây nên oanh động. Chỉ cần chúng ta bí mật di chuyển Đông Nam Thiên Môn ra ngoài, bọn chúng sẽ còn có bảo vật quý giá hơn, huyết hạch tinh linh thần cấp. Huyết hạch tinh linh, thật chứ? Thủy tổ tộc trưởng kích động đến mức lân phiến trên toàn thân đều đang run rẩy. Ý nghĩa của tinh linh huyết hạch, thiên hạ đều biết, đó là linh quả kết xuất bên trong bãi mộ táng của tinh linh tộc. Bên trong không chỉ có ẩn chứa khí tức sinh mệnh đặc biệt, có thể kéo dài tuổi thọ, đạt được tuổi thọ viễn siêu hơn đồng loại, càng ẩn chứa tự nhiên huyền diệu, thăng hoa huyết mạch linh hồn tới cực hạn. Huyết hạch thánh cấp đều là ngàn năm khó gặp, huyết hạch thần cấp không thể nghi ngờ là tuyệt thế bảo vật có thể so với thần nguyên. Bọn chúng nói như vậy. Bọn chúng ở đâu? Đang ở biên giới phía nam. Là ai tới? Tinh linh tộc, thiên nghi nữ hoàng, còn có thủy trọc yêu. Ha ha, hai tôn thần đích thân tới. Bọn chúng nhiều năm như vậy không có động tĩnh, ta còn cho là bọn chúng không muốn thiên môn nữa chứ. Tộc trưởng, thiên nghi nữ hoàng nói, có thể tôn trọng lựa chọn của chúng ta, tận lực bí mật giao dịch, nhưng nếu như chúng ta không có nắm chắc bí mật di chuyển, hy vọng có thể do thủy trọc yêu tự mình tới. Bảo bọn chúng chờ ở bên ngoài. Nếu như kinh động đến thái âm ngọc thố, thần vật sẽ bị cướp đi. Thủy tổ Ngư tộc trưởng đong đưa cơ thể, thét lên ra lệnh toàn tộc. Tổ kiến thâm hải lao lung, giam cầm mảnh vực sâu này, nghe hiệu lệnh của ta. Hàng vạn thủy tổ Ngư nhanh chóng tản ra, hình thành vòng vây hơn 300 dặm, toàn thân bọn chúng nở rộ u lam mê quang, giao hòa cùng đáy biển thâm thúy. Cuối cùng, toàn bộ bầy cá đều trở nên mơ hồ phiêu miểu, giống như thực sự trở thành một bộ phận của đại dương, nhưng cũng có thể thao túng đại dương mênh mông, hình thành giam cầm, ngăn cách khí tức. Sau khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, thủy tổ Ngư tộc trưởng hạ lệnh. Dung chuyển phong ấn thiên môn. Một loại uy lực hùng vĩ mà kinh khủng chưa từng có mãnh liệt nổi lên, càng tụ càng nhiều, càng ngày càng mạnh, như là vạn dặm đại dương đều hội tụ thành một nguồn năng lượng, bao phủ đến trên thân thủy tổ Ngư. Thủy tổ Ngư tộc trưởng tăng vào thực lực, thẳng tới Thánh Hoàng đỉnh phong, mang theo uy lực đại dương, bỗng nhiên đụng tới phía phong ấn thiên môn. Ầm ầm. Phong ấn thiên môn rung động mãnh liệt, sụp ra vết nứt dày đặc, cường quang ở bên trong cùng thiên uy thuận theo vết nứt khuấy động lao ra, đánh thẳng vào lồng giam mênh mông 300 dặm, nhưng dưới sự cố gắng của toàn tộc thủy tổ Ngư, khí tức không có tiêu tán ra ngoài chút nào. Chống đỡ cho ta. Thủy tổ Ngư tộc trưởng mãnh liệt đong đưa thân thể, tiếp tục thông qua toàn tộc mượn tới biển lớn uy lực, một lần lại một lần đối với phong ấn phát khởi va chạm. Oanh, oanh, oanh. Rung động mãnh liệt, phá toái lấy thiên môn phong ấn, cũng truyền vào thiên môn không gian. Đông Nam thiên môn không chỉ là một cánh cửa, mà là một không gian thiên môn đặc biệt tương đương với pháo đài chiến tranh. Lúc này, ở bên trong có đám tượng đá khổng lồ không có giới hạn đứng vững ở nơi đó. Bọn chúng sinh động như thật, như là do người sống đổ bê tông mà thành. Bọn chúng bên trong mặc áo giáp, bên ngoài khoác y phục màu trắng. Bọn chúng mặc dù không có sinh mệnh ba động, lại tràn ngập khí tức sát phạt vô tận, ở trên tượng đá phương ngưng tụ thành đường vân màu máu nồng đậm, cuồn cuộn như biển, rung động lòng người. Ở bầy tượng đá phía trước nhất là một pho tượng nữ tử thân cưỡi mãnh hổ. Mãnh hổ uy vũ, miệng rộng đầy răng nanh, hai cánh dương cao, khó nén uy lực sát phạt. Người nữ tử khoác chiến giáp, trong tay cầm trường đao, tư thế hiên ngang, mắt phượng lăng lệ, cho dù chỉ là tượng đá, nhưng cũng khó mà nén được vẻ phong hoa tuyệt đại, chiến uy mãnh liệt. Nữ tử cưỡi mãnh hổ, đứng ở trên đài cao rộng rãi, sau lưng theo thứ tự có 36 tòa tượng đá đứng đấy. Có tượng tay nâng linh bảo, có tượng khống chế mãnh thú. Có tượng hùng vĩ thẳng tắp, hào khí vượt mây, có tượng gầy gò điêu luyện, đầy dẫy sát ý, có tượng trầm ổn nghiêm túc, khí thế nội liếm, càng có tượng thô cuồng hùng tráng, dữ tợn dã man. Sát ý lượn lờ trong không gian thiên môn, cũng khuấy động cho cốt giống như xương trắng.
Tất cả pho tượng đều như ngừng lại tại cái thời khắc chiến tranh nào đó, mặc dù không nhúc nhích, nhưng lại như là muốn một khắc sau đó sẽ bạo động toàn diện, quét ngang tất cả mọi thứ ở trước mặt. Bọn họ, chính là quân đội tinh nhuệ nhất của thần triều. Bọn họ, chính là Thiên Vương, Tần Vị Ương, cùng 36 vị chiến tướng trấn quốc. Bọn họ, đã đau khổ chờ đợi ngàn năm ở bên trong tại không gian phong bế này. Khi tiếng oanh minh kịch liệt chấn động không gian thiên môn, khi phong ấn hết lần này tới khác bị phá vỡ vụn. Từng tia u quang, lấp lóe trong hốc mắt của mỗi một pho tượng. Từng sợi chiến ý, phiêu đãng ở giữa bầy tượng đá. Trong không gian thiên môn yên tĩnh như là quanh quẩn lên cơn lửa giận của mấy triệu hùng binh, phiêu miểu mà hùng vĩ, giá lạnh lại túc sát. Răng rắc, cơ thể mãnh hổ xuất hiện vết nứt rất nhỏ, vẩy xuống vụn bụi nhỏ mịn, thân thể phủ bụi vậy mà lại xuất hiện vặn vẹo yếu ớt, như là muốn sống lại. Trên trán Tần Vị Ương lóe lên tinh mang loang lổ, dần dần rõ ràng, dần dần cường thịnh, giống như là một viên ngọc thạch sáng long lanh, khảm nạm ở trên trán của nàng. Chấn động càng ngày càng mãnh liệt, phong ấn càng bị phá thành mảnh nhỏ, Tần Vị Ương cùng mãnh hổ chậm rãi vặn vẹo thân thể, bốc hơi lên thạch khí nồng đậm, dần dần khôi phục bộ dáng đã từng có, đôi mắt trong hốc mắt cũng nổi lên ý lạnh thấu xương. Nhanh, nhanh, đều chịu đựng cho ta, tuyệt đối không thể để bất cứ thạch khí gì tiêu tán ra ngoài. Ở phía ngoài, thủy tổ ngư tộc trưởng ra sức trùng kích, mượn tới uy lực biển lớn liên miên bất tuyệt, bộc phát ra thế công cường đại của Thánh Hoàng đỉnh phong. Hơn vạn thủy tổ ngư ở xung quanh giao hòa cùng biển cả, không chỉ có trợ chướng thế công cho tộc trưởng, mà cũng đang ngăn cách năng lượng trùng kích giống như bạo tạc. 300 dặm vực sâu bị đánh đến oanh oanh liệt liệt, thế nhưng bên ngoài lại không có bất cứ ba động gì, dù là một tơ một hào gợn sóng. Một kích cuối cùng, Đông Nam Thiên Môn, các ngươi nên chuyển chuyển. Thủy tổ ngư tộc trưởng điên cuồng tụ tập đại thế đại dương mênh mông vô tận, như là giao hòa cùng hơn vạn tộc nhân, giao hòa cùng vạn dặm hải dương, một tiếng gào rít, bạo phát một kích đối với phong ấn pháp trận bị phá thành mảnh nhỏ. Oanh! Răng rắc! Pháp trận không thể kiên trì được trùng kích như thế nữa, nương theo sát khí nồng đậm, hào quang sáng chói, ầm vang dẫn bạo tại vực sâu đáy biển. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 85.